Chương 2106, quyết đoán. Diệp Phàm liếc mắt nhìn cô một cái, thấy cô nàng này xinh đẹp hơn Triệu Tứ nhiều. Triệu Tứ có khí chất quý phái, có khi còn có chút khí phách. Còn cô gái này, làm cho người ta có cảm giác toàn thân tràn đầy khí chất nghệ thuật. Vừa nhìn cô, Diệp Phàm đã nghĩ ngay tới các tiểu thư khuê các. Được rồi, để chút nữa đi, con xem, chủ nhiệm Diệp tới rồi. Triệu Bảo Cương nói. À, ông nội, ông, sao không nói sớm? Triệu Mỹ Mỹ vội vàng quay mặt đi, và, hét ra ngoài. Chú hai, chú đợi một chút hắn vào được không, con lên lầu. Tiếng đàn có sức sống như thế, chỉ vì mụn mà không dám gặp người khác. Điệu nhạc của cô rất giàu cảm xúc, nhưng trái tim của cô lại không có cảm xúc, nên tiếng đàn của cô chưa hoàn mỹ. Diệp Phàm cố ý thốt ra. Anh đâu phải đại sư, anh mà biết thưởng thức gì chứ? Tiếng đàn của tôi là để người hiểu về đàn nghe, còn chủ nhiệm Diệp anh, nói mấy câu ra vẻ hiểu biết như vậy. Tôi có tin quan lớn như anh thì có thể thưởng thức được âm nhạc của tôi. Cuối cùng, anh còn đâm thọc sỉ nhục tôi khinh nhất loại người giả dối như anh. Không thể ngờ Triệu Mỹ Mỹ lại dùng từ như vậy, thiếu chút nữa là làm Diệp Phàm mắc nghẹn rồi. Tiểu Mỹ, chủ nhiệm Diệp là khách sao con lại nói chuyện như vậy? Triệu Quát nghiêm mặt giáo huấn cô. Con lên lầu. Triệu Mỹ Mỹ hiển nhiên tức giận, lông mi vừa động, hừ một tiếng xoay người lên lầu. Ha ha, rồi cô sẽ lại quay xuống thôi. Diệp Phàm đột nhiên rất tự tin nói. Có ý gì, chủ nhiệm Diệp, anh đến thì tôi phải ở dưới lầu ngồi cùng anh có phải hay không? Anh cũng quá đề cao mình đấy nhỉ. Mặc dù nói anh là quan lớn, nhưng, Triệu gia cũng không thiếu người như anh. Sớm nghe chị Tứ nói về anh, một người, luôn tự cho mình là đúng. Triệu Mỹ Mỹ xoay người lại, nhưng, cũng là nghiêng mặt hừ một tiếng với Diệp Phàm, không chút khách khí. Không tin phải không, vậy thì thôi. Tuy nhiên, tôi cho cô một phút để suy nghĩ. Nếu cô thực sự muốn lên lầu, tôi cũng không cản, tuy nhiên, người hối hận, chắc chắn sẽ là cô. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, thấy Triệu Bảo Cương không lên tiếng, trên mặt còn mang nụ cười nghiền ngẫm. Lão Triệu gần đây cũng bị Triệu Mỹ Mỹ làm cho buồn phiền. Thấy Mỹ Mỹ không ngờ lại đấu khẩu với Diệp Phàm, cũng tương đối thú vị. Lão già này, đương nhiên muốn xem diễn trò rồi. Buồn cười, tôi không thèm nói chuyện với hạng vô tri như anh. Triệu Mỹ Mỹ xoay người đi lên cầu thang. Lão Triệu, xem ra thuốc trị mụn của cháu không có đất dụng võ. Thôi vậy, ắt sẽ có người cần dùng. Diệp Phàm cười nói. Thuốc trị mụn. Triệu Mỹ Mỹ quả nhiên dừng bước, tuy nhiên, lại cười khanh khách hai tiếng, nói. Loại thuốc nào cũng vô dụng thôi, đừng có nói linh tinh. Không tin cô cứ lên lầu đi, tuy nhiên, tôi đổi ý rồi. Nếu cô cần dùng thuốc này của tôi, cô phải gọi tôi là anh Diệp mới được. Bằng không, tôi vứt đi. Diệp Phàm giơ tay lấy từ trong cặp ra một bình ngọc cua qua cua lại, đương nhiên là đang câu cá. Mà con cá đó chính là mỹ nhân ngư Triệu Mỹ Mỹ. Kiêu ngạo, ngông cuồng. Triệu Mỹ Mỹ bị chọc giận, lại đi lên lầu. Chủ nhiệm Diệp, rượu hổ cốt của cậu hay lắm, tôi uống vào cái chân đau này cũng đỡ đi nhiều. Còn cả thuật châm cứu của cậu nữa, bản thân tôi cũng không thể không nói là nó thật sự thần kỳ. Lúc này, không thể tưởng tượng được Triệu Bảo Cương cũng mở miệng cười nói. Triệu Mỹ Mỹ vừa nghe, quả nhiên dừng bước, tuy nhiên, cô cũng không xuống lầu, giả bộ như đang làm gì đó trên cầu thang, Diệp Phàm trong lòng bật cười. Thấy Triệu Bảo Cương và Triệu Quát đều mỉm cười. Đang chờ trò hay để xem. Chắc cụ Triệu không biết, thuốc của cháu được gọi là Hậu Cung Ngọc Nhan Hoàn Triệu Tứ từng dùng qua rồi. Thuốc này phải mời cao nhân trong núi sâu phối chế, hoàn toàn bằng thảo dược, nghe nói sử dụng lâu dài có thể làm cho làn da người ta đạt tới mức sáng bóng như ngọc. Cụ Triệu nghĩ thử xem, mỡ dây bạch ngọc được coi là cực phẩm trong ngọc, mặt mà sáng bóng như vậy thì như thế nào ạ? Tuy nhiên, sử dụng loại này viên thuốc có cái hạn chế. Cần có cao thủ dùng nội lực điều hòa khí mới được. Hơn nữa, dược liệu phối chế viên thuốc này rất quý, có dùng tiền cũng mua không được. Cho nên, cháu có muốn dùng loại thuốc này để làm giàu cũng không được. Bởi vì, đích xác là nó quá ít, ai đã dùng qua đều ngỏ ý muốn dùng thêm, nhưng, đúng là không cách nào cho thêm được, ha ha. Diệp Phàm vẻ mặt thoải mái, cười nói. Vậy thì Tiểu Mỹ quả là may mắn, thử dùng cho nó đi. Triệu Quát cố ý nói, tôi mới hoặc, tài không thử,
hủy hoại dung nhan hắn bồi được rất tốt sao? Triệu Mỹ Mỹ hừ một tiếng. Ha ha, dùng hay không không phải do anh mà do bản thân người ta. Bản nhân không có hứng thú để anh thử thuốc cơ mà. Nếu Triệu Tứ thích thì tôi có thể đưa tặng cô ấy. Diệp Phàm cười nói. Tặng cho em, có cái gì tốt tặng em vậy? Diệp Phàm anh hồi giờ keo kiệt, biết nghĩ đến em từ khi nào đấy? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hừ lạnh quen thuộc của Triệu Tứ. Hậu cung Ngọc Nhan Hoàn, không phải em từng dùng rồi sao? Diệp Phàm cười thần bí giảng đạo nói. Không phải anh nói hết rồi sao, mau đưa cho em nào. Triệu Tứ đưa tay ra, nở nụ cười, bởi vì, đây chính là loại thuốc mà phụ nữ thích nhất. Có người không tin thuốc của anh, em nói thử xem, sử dụng rồi có thấy hiệu quả rõ rệt không? Hơn nữa, bây giờ anh còn phát hiện một bí mật khác, nếu phối hợp với thuật châm cứu thì hiệu quả càng rõ ràng. Chỉ mụn là hiệu quả tốt nhất, chỉ vài tiếng là có hiệu quả ngay. Diệp Phàm nói, em biết, trước kia từng dùng qua, đáng tiếc anh quá keo kiệt, chẳng cho được mấy viên. Triệu Tứ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái nói, chị Tứ, chị đã dùng rồi à? Triệu Mỹ Mỹ rốt cuộc không kìm nổi, hỏi, tiểu Mỹ, cái này có tác dụng với khuôn mặt em đấy. Tuy nhiên, hình như em đắc tội với anh ấy à? Tên quỷ hẹp hòi này lắm mưu nhiều kế lắm, chắc hẳn, em phiền phức rồi. Triệu Tứ nói, chị Tứ nếu, em không biết là cái này thực sự dùng được. Triệu Mỹ Mỹ sắc mặt có chút khó coi, cô bước xuống lầu, tới bên ông cụ Triệu, nói. Ông nội, con đấm bóp cho ông nhé. Nói xong bèn nhào đến bóp vai ông cụ Triệu. Tiểu Mỹ nhà chúng ta trở thành đại sư đấm bóp từ khi nào vậy, được, được rất thoải mái. Triệu Bảo Cương cười ha hả nói. Diệp Phàm, anh lên phòng đưa thuốc cho em, đã lâu rồi em chưa dùng. Đúng là nhớ nó quá đi. Triệu Tứ nói. Cái này. Diệp Phàm đột nhiên có chút do dự, liếc mắt nhìn Triệu Tứ một cái, nói. Anh cũng có đem đến một viên. Vậy cũng được, chúng ta lên lầu đi. Thấy Triệu Tứ thật muốn lên lầu, Triệu Mỹ Mỹ không chịu nổi. Tuy nhiên, vừa nãy đã mạnh mồm như vậy, giờ hơi ngại mở miệng, cho nên, vẫn ra sức bóp vai cho ông cụ Triệu. Ông nói này tiểu Mỹ, lúc nãy con bóp thoải mái lắm. Nhưng giờ con làm thế này, đúng là muốn gãy xương cốt của lão già này rồi đây này. Ông cụ Triệu cười nói. Ông nội, con. Triệu Mỹ Mỹ liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái. Được rồi, ông nội đã được con đấm bóp thì cũng phải giúp con một việc nhỏ. Ông cụ Triệu ông liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Hay là dùng cho tiểu Mỹ trước đi, mới có một viên mà. Tiểu Tứ, cũng đừng nói ông nội bất công công nhé. Tiểu Mỹ bị mấy cái mụn này làm phiền vài ngày nay rồi. Về sau Diệp Phàm còn có nữa thì sẽ cho con được không nào? Vậy cũng được. Triệu Tứ đành phải gật đầu. Thôi vậy, lão Triệu mở miệng thì cháu còn nói được gì nữa, nhưng thử thuốc ngay tại đây luôn à? Diệp Phàm hỏi. Tiểu Mỹ, lên phòng em đi. Triệu Tứ nói. Vậy lên phòng tôi. Triệu Mỹ Mỹ vội vàng mượn lừa xuống núi. Chỉ sợ lại chọc cho Diệp Phàm tức giận không giúp mình dùng thuốc nữa thì càng phiền phức. Các con lên lầu đi, ha ha. Triệu Bảo Cương cười nói. Diệp Phàm đang chuẩn bị cùng Triệu Mỹ Mỹ lên lầu, lúc này điện thoại vang lên. Vừa nghe máy, sau khi một trận tử, Diệp Phàm sắc mặt có chút khó coi. Quay sang nói với Triệu Bảo Cương. Rất xin lỗi lão Triệu, cháu phải về xử lý vài việc nho nhỏ. Anh không thể đi được. Triệu Mỹ Mỹ không muốn để vị cứu tinh bỏ đi, đi rồi biết đợi đến khi nào mới trở lại chứ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nếu tiện thì nói tôi nghe xem nào. Lão Triệu vô cùng cưng chiều đứa cháu gái này nên cũng mở miệng hỏi. Hai, bên nhà có người quấy rối, còn quăng pháo, ném đá nữa, đúng là bực bội. Vừa nãy quan gia mới gọi điện tới. Diệp Phàm thở dài mặt mày nhăn nhó. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhà của cậu mà còn có người dám quấy rối. Triệu Quát vẻ mặt nghi hoặc. Là như vậy, mấy hôm trước. Diệp Phàm kể lại mọi việc. Chú hai, chú mau hạ lệnh cho người bắt cái tên Hứa Tam Cường kia lại đi, đúng là đáng ghét. Triệu Mỹ Mỹ đứng bên cướp lời. Cái này. Triệu Quát do dự, Triệu Mỹ Mỹ gấp đến độ dậm chân. Để chú đi tìm hiểu cái đã, mọi người cứ lên thử thuốc đi. Triệu Quát đành phải gật đầu nói. Diệp Phàm vừa lên lầu,
Triệu Quát nhìn liếc mắt ông cụ một cái, cười nói. Cái tên này, lại còn dở thủ đoạn. Kỳ lạ, chỉ cần đưa cái danh của nó ra là được rồi, sao còn phải dở trò này, không phải sẽ nợ chúng ta một ân tình sao? Người ta thông minh, một viên thuốc đã trả đủ ân tình. Chắc hẳn, vì Mỹ Mỹ, bên Sương Sơn còn phải thiếu Diệp Phàm một ân tình không lớn không nhỏ. Triệu Bảo Cương thản nhiên nói. Thằng nhóc này trưởng thành rồi, trước kia nó là một đứa rất thẳng thắn. Giờ, cũng thay đổi rất nhiều rồi. Triệu Quát nói. Con người ắt có thay đổi, trong quan trường không thay đổi thì sao có thể sinh tồn được. Hứa gia cũng là một gia tộc có thế lực, nếu bằng sức của một mình Diệp Phàm chắc hẳn hơi yếu, cái khác không nói, chính ngay tư lệnh khu cảnh vệ Tôn Lực là đã không làm gì được rồi. Cho nên, mới đến nhờ lãnh đạo trực tiếp là con đây. Triệu lão thản nhiên nói. Phải làm sao bây giờ? Nếu tôi còn ép xuống, chắc chắn Tôn Lực sẽ không thoải mái. Chúng con tuy nói đều là tướng quân quân khu Bắc Kinh, nhưng, chúng con cũng không phải đồng một lòng. Triệu Quát nhíu mày, thực tại sự không muốn đi kiếm chuyện phiền phức, tự dưng lại phải gây sức ép gì đó với Tôn Lực. Con ấy à, nhiều lúc thiếu mất quyết đoán, con xem, việc này Mỹ Mỹ cứ làm ầm ĩ, con không hạ lệnh có được không? Nếu không thể không hạ lệnh, vậy quyết đoán một chút, lập tức tìm hiểu tình huống, ra tay quyết đoán. Con không cần nghĩ đến Tôn Lực. Diệp Phàm muốn mượn tay chúng ta gõ Hứa ra, vậy cứ để nó nợ chúng ta một ân tình. Ân tình đều là lẫn nhau, cái này gọi là các bên cùng có lợi có phải hay không? Thằng nhóc Diệp Phàm này không đơn giản, còn có gặp vị tướng quân nào trẻ tuổi như vậy chưa? Tình hình bên trong của hắn chúng ta không rõ. Chủ tịch Đường có thể chiếu cố sắp xếp nó bên cạnh, cái này chắc chắn là có dụng ý đáng để cân nhắc. Đương nhiên, khối an toàn là chuyện quan trọng nhất, tuy nhiên, vì nó có bản lĩnh không tầm thường, nên nó khác với các cán bộ khác trong thể chế. Trong thể chế, có người giỏi về quyền mưu, có người có năng lực, còn Diệp Phàm năng lực thể hiện tại ở nắm đấm của nó. Đừng thấy chuyện này buồn cười, bởi vì nước Cộng Hòa cần phải có những đồng chí có nắm đấm cứng như vậy. Tổ A không thể tách khỏi nó, nước Cộng Hòa không thể tách khỏi Tổ A. Gần đây nghe nói Chủ tịch Đường rất chú ý đến Tổ A. Còn cùng các ủy viên thường vụ thảo luận về việc tăng kinh phí cho Tổ A, kế hoạch tăng cường thực lực cho Tổ A. Ít nhất trong nhiệm kỳ của ông ta, sẽ rất chú tâm đến Tổ A. Hơn nữa, tác dụng của Tổ A ở Vịnh Lam Nguyệt con cũng đã thấy rồi đấy, mấu chốt là không chủ tịch nào có thể tách rời khỏi Tổ A đó. Chương 2107, trong xe dễ làm việc. Con biết, nhưng, ân tình này không phải nó đã dùng viên thuốc kia trả lại sao, nó có còn nợ gì chúng ta nữa đâu. Triệu Quát lại có chút do dự, nói. Ha ha, thì tình cảm càng thêm sâu. Ông cụ Triệu cười cười, cầm lấy chén trà uống một ngụm. Liếc mắt nhìn Triệu Quát một cái, nói. Con nghĩ đi, vì sao nó lại tìm nhà chúng ta? Kỳ thực, muốn ép Tôn Lực, ở Bắc Kinh này, có rất nhiều đồng chí có khả năng chứ không phải chỉ có mình Triệu Quát con. Không nói đâu xa, chỉ cần Đại viện Kiều gia đồng ý phát tín hiệu với Tôn Lực. Con nói xem người ta có dám đập nhà con rể họ không? Tôn Lực chẳng lẽ lại không nể mặt sao? Hơn nữa, Phượng gia chắc hẳn cũng có thể giúp Diệp Phàm. Không phải có tin đồn Phí Thanh Sơn của Phí gia là sư bá của Diệp Phàm sao? Con ngẫm lại xem, vì sao Diệp Phàm lại không đi tìm họ? Kỳ thực là nó muốn gia tăng tình cảm với chúng ta. Đương nhiên, Diệp Phàm không muốn để nhiều người biết tòa nhà này của nó cũng là một trong những nguyên nhân. Thứ hai, tìm con thì có hiệu quả trực tiếp hơn một chút. Lão Triệu nói, con cảm thấy Diệp Phàm với Đại viện Kiều gia tuy nói là con rể, nhưng, hình như Diệp Phàm không muốn dựa dẫm quá nhiều vào họ. Không muốn người khác có ấn tượng bám váy đàn bà đi lên. Hơn nữa, suy xét từ nhiều phương diện, Đại viện Kiều gia chưa chắc đã chịu nhúng tay vào một số việc nhỏ của Diệp Phàm. Triệu Quát nói, cái này cũng bình thường, Kiều gia đang trong giai đoạn phát triển. Không thể so sánh được với Triệu gia chúng ta. Chúng ta áp chế được Tôn Lực. Còn Đại viện Kiều gia thì không như vậy, Kiều Hoành Sơn, Kiều Viễn Sơn dù sao cũng phải suy xét đến những người trong vòng tròn của Tôn Lực. Vì Diệp Phàm mà trở mặt với những người trong vòng tròn của Tôn Lực là không cần thiết. Đương nhiên, cũng không đến mức những người trong vòng tròn của Tôn Lực chịu ra mặt giúp đỡ Hứa gia. Đương nhiên, Kiều gia cũng suy xét đến điểm này. Trên con đường phát triển, phải giảm kết thù. Tăng kết bạn, mở rộng quan hệ, như vậy mới có thể phát triển được.
Triệu Bảo Cương cha lại không như vậy, cha cảm thấy Diệp Phàm là người có thể mở rộng mạng lưới quan hệ. Con cứ phát triển cho tốt đi, hãy tin vào cha, mắt của lão già này chưa mở đâu. Hơn nữa, gần đây biểu hiện của Diệp Phàm có thể tròn có thể chấm. Cha cảm thấy thằng nhóc này ngày càng có phong phạm của một đại soái. Chắc hẳn, nó đã có vòng tròn của riêng mình rồi. Muốn đưa nó vào triệu hệ của chúng ta, không phải là không thể. Mở rộng mạng lưới quan hệ của chúng ta, Diệp Phàm chính là một trong những đối tượng để phát triển. Mặc dù không thể đưa vào vòng tròn, nhưng, có mối quan hệ tốt, thì coi như có thể giải trước đường cho sau này. Triệu Bảo Cương ngồi thẳng người nói. Con sẽ đi tìm hiểu tình hình ngay đây. Triệu Quát nhấc điện thoại lên. Sau khi về phòng, Diệp Phàm nói. Cô đi rửa mặt đi, sau đó nằm lên trên giường. Dùng thuốc phải như vậy sao? Triệu Mỹ Mỹ do dự. Do cô tự quyết định, dùng thuốc chỉ có thể như thế. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Cũng được. Triệu Mỹ Mỹ đến phòng tắm rửa mặt xong bước ra. Nói cho cô biết, tôi phải bôi thuốc lên mặt cô, sau đó phải dùng tay mát xa mặt mới có tác dụng. Hơn nữa phải là cao thủ mới có thể mát xa được, người thường có làm cũng vô dụng. Diệp Phàm nói. Anh. Triệu Mỹ Mỹ hơi giận. Anh muốn lợi dụng tôi, không được. Nếu cô nghĩ vậy thì thôi. Diệp Phàm đứng lên định bỏ đi. Chỉ mát xa mặt thôi đấy. Triệu Mỹ Mỹ sốt ruột, mấy cục mụn chết tiệt này sắp khiến cô nàng phát điên rồi. Sau đó, thấy Diệp Phàm chuyên tâm bôi thuốc. Đương nhiên, thằng nhãi này có thể cách không bôi thuốc, nhưng có điều, lúc này tên nhãi này không làm như vậy. Hơn nữa, còn ra sức mát xa khuôn mặt của Triệu Mỹ Mỹ, muốn sờ ở đâu thì sờ, giống một chuyên viên mát xa mặt. Làm Triệu Mỹ Mỹ xấu hổ, vô cùng thẹn thùng. Sau đó, Diệp Phàm lại thi triển thuật châm cứu. Hai thứ dung hợp lại, quả nhiên tạo ra hiệu quả. Hai tiếng sau, Triệu Mỹ Mỹ suýt chút nữa hét lên. Nhìn trái nhìn phải, vui vẻ như chú thỏ con tung tăng bước xuống lầu, nở nụ cười với cụ Triệu. Thế nào, người ta không lừa con chứ? Lão Triệu cười nói. Rất thần kỳ, Diệp Phàm, anh có thể kiếm được cho tôi thêm vài viên thì tốt biết mấy. Triệu Mỹ Mỹ tham lam. Cái này, thuốc khó kiếm lắm. Làm cho cô thêm lần nữa thì được, chứ muốn vài lần thì không thể. Vừa rồi tôi đồng ý cho Triệu Tứ một viên rồi. Thuốc này quả thực rất khó kiếm. Viên thuốc này là cũng lấy của Viên Viên đem tới. Tối nay về nhà không biết phải ăn nói thế nào, chắc phải lấy bông gòn nhét vào tai mất. Diệp Phàm nói. Hi hi hi. Triệu Tứ đột nhiên xuất hiện, cười lớn, nói. Kiều Viên Viên là con cọp cái sao? Không thể nào. Nghe nói vị tiểu thư của đại viện Kiều gia kia rất biết đối nhân xử thế, ở thủ đô chắc hẳn chỉ có vài người biết cô xuất thân từ đại viện Kiều gia. Cô ấy rất tốt. Diệp Phàm gật đầu, xin phép lão Triệu về nhà xử lý phiền phức. Ha ha, cứ từ từ, đừng vội, phiền phức ấy à, chắc cũng ổn rồi đấy. Triệu Bảo Cương cười cười. Phải không, vậy thì tốt quá. Diệp Phàm gật đầu giả bộ không biết gì, cáo từ ra về. Chú hai. Bắt Hứa Tam Cường chưa? Triệu Mỹ Mỹ vừa tiễn Diệp Phàm xong đã vào hỏi Triệu Quát. Con bé này, vì con mà chú hai phải mất mặt đấy. Triệu Quát vừa buồn cười vừa bực mình nói. Cảm ơn chú hai, để Tiểu Mỹ đánh đàn cho chú nghe nhé. Triệu Mỹ Mỹ cười tươi như hoa nói. Đàn đi, đàn đi, đàn một khúc để chú hai thưởng thức. Triệu Quát nói, ngồi xuống sofa khép hờ hai mắt. Lý do là gì? Triệu lão đột nhiên hỏi, hơi khó hiểu. Sở khoa học quân sự. Triệu Quát nói. Sở khoa học quân sự, ngôi nhà cũ của nó sao có thể là sở khoa học quân sự được? Triệu Bảo Cương có chút nghi hoặc. Thằng nhóc đó rất lợi hại, rất thông minh, giỏi lợi dụng tất cả những điều kiện của mình. Kiếm tấm biển của sở khoa học quân sự treo lên có gì khó khăn đâu. Chắc lần này Hứa Tam Cường phiền phức to, vì, y đã đập sở khoa học quân sự, đây là vùng cấm quân sự. Nếu nói nghiêm khắc thì phải lên tòa án quân sự, dù là Hứa gia, nhưng đụng đến cơ mật quân sự, cũng khó mà dàn xếp được. Thủ đoạn của Diệp Phàm, Triệu Quát con coi như cũng đã được lĩnh giáo. Nhưng, đến giờ con vẫn không hiểu tại sao Diệp Phàm lại phải làm lớn chuyện như vậy. Nghe nói lúc đầu có người làm ầm ĩ Diệp Phàm bèn tránh đi không hề ra tay ngăn cản. Dựa vào năng lực của nó, ai có thể đập được tường nhà nó chứ? Nó cứ mở trừng trừng mắt chờ người ta đến đập tường,
ngay đến bảng Hồng Diệp Bảo cũng để cho đập. Tên này, có thể hạ độc thủ với chính mình như vậy, chắc chắn là có mục đích, kỳ lạ thật. Triệu Quát cũng có chút nghi hoặc khó hiểu nói. Đúng là kỳ lạ. Triệu Bảo Cương cũng gật gật đầu, rơi vào trầm tư. Xe vừa mới chạy đến cửa chính, Triệu Tứ gọi điện nói. Anh cứ thế mà đi à? Không đi chẳng lẽ còn phải qua đêm? Diệp Phàm nói. Anh còn chưa bôi thuốc cho em. Triệu Tứ hừ nói. Không phải đã nói với em, còn lại một viên, để em gái em dùng sao? Diệp Phàm nói. Mặt em gái em anh sờ hết rồi à? Giọng Triệu Tứ hơi có chút ghen tuông. Có cách nào khác, không làm như vậy sao chị được mụn cho cô ấy? Diệp Phàm nói giọng bất đắc dĩ. Em mặc kệ, chắc chắn là anh còn, đừng có lừa em. Trước đây ở Cổ Xuyên không phải anh đã lừa bốn chị em như vậy sao? Triệu Tứ nhõng nhẽo. Ở nhà còn một viên, nhưng anh không đem theo. Diệp Phàm nói. Vậy anh chờ đó, em đến nhà anh dùng thuốc. Triệu Tứ nói. Cái này. Đầu Diệp Phàm căng lên, Kiều Viên Viên đang ở nhà, sao đưa Triệu Tứ đến dùng thuốc được chứ? Không dám có phải không, muốn lừa em à? Triệu Tứ tức giận nói. Được rồi, em vào xe của anh đi, còn một viên anh cho em. Diệp Phàm nói. Em biết là anh gạt em mà, thật nhỏ mọn, ngay cả em cũng lừa. Triệu Tứ hừ nói, không lâu sau đã bước đến bên cạnh xe. Đến khách sạn dùng thuốc nhé. Diệp Phàm nói. Không đi, vô vị. Triệu Tứ bĩu môi. Vậy đi đâu? Diệp Phàm hỏi. Tìm chỗ nào không có ai, em muốn dùng thuốc ở ngoại ô. Triệu Tứ nói xong, mặt hơi ửng đỏ. Ừ. Diệp Phàm trong lòng không nghĩ gì, lái xe ra vùng ngoại ô. Một tiếng sau xe dừng lại ở một rừng cây không bóng người. Để anh ngã ghế ra sau, dùng thuốc ở trên xe luôn. Ngoài cỏ có sâu đấy. Diệp Phàm nói, tay vừa động một cái, hàng ghế sau ngã ra. Điều khiến Diệp Phàm không ngờ là, ghế sau vừa ngã ra, Triệu Tứ đột nhiên như một con hổ cái nhào đến, đè hai người ngã xuống ghế. Ghế sau khi ngã ra rất rộng rãi, biến thành chiếc giường rộng 1m8. Hơn nữa, trong xe còn mở nhạc, mở điều hòa, không khí tương đối lãng mạn. Hôn em đi. Triệu Tứ giống như điên cuồng, cô khép hờ mắt, có chút mê loạn kêu lên. Tay vuốt ve trước ngực Diệp Phàm. Tiểu Tứ. Diệp Phàm cũng bị kích động, hai người nhanh chóng cuốn lấy nhau. Không lâu sau, tiếng nhạc lại vang lên, lúc này, cơ thể Triệu Tứ tiểu thư đã lộ ra giữa núi rừng. Làn da trắng như tuyết, khuôn mặt nhẵn mịn, đùi thon dài, mông vỉnh cao, dưới sự điên cuồng của Diệp Phàm, hung hăng tiến vào vùng cỏ hoa thơm ngát. Triệu Tứ hoàn toàn mê loạn, cô liều mạng kêu lên, muốn. Phụ nữ khi điên cuồng lên quả ghê gớm. Dù Diệp Phàm đã ăn quả thái tuế nhưng cũng cảm thấy không chống lại nổi. Tuy nhiên, may đây là Diệp Phàm. Còn Triệu Tứ tình cảm bao năm nay dường như đều bộc phát. Lần trước cả hai đều say rượu nên chắc hẳn đều không có cảm giác gì. Lần này mới thực sự là bắn súng. Rất lâu sau, chiếc Cherokee mới ngừng run rẩy. Điều hòa vẫn mở, nhưng, hai cơ thể trong xe đang quyện lấy nhau vẫn chảy đầy mồ hôi. Chương 2108, lại đây mà chơi này. Anh, em rất thỏa mãn. Từ sau lần đó em chưa từng có lại cảm giác này. Triệu Tứ dựa lên ngực Diệp Phàm, nhẹ nhàng nói. Anh ta không thể cho em cảm giác này sao? Diệp Phàm nói, từ anh ta ở đây đương nhiên là chỉ tên Trương nhất đống người đã đính hôn với Triệu Tứ. Em không cho anh ta đụng vào, ngay cả tay cũng chẳng được nắm. Triệu Tứ mặt trầm xuống, hừ giọng nói, giờ phút này, lại khôi phục vẻ cao quý của một phụ nữ kinh doanh. Hai, Tiểu Tứ. Anh xin lỗi em, tối hôm đó trong cơn mê loạn anh đã làm như vậy với em, rồi sau đó anh còn không chịu trách nhiệm, anh xin lỗi. Diệp Phàm vẻ mặt hổ thẹn. Không sao. Triệu Tứ lắc đầu, dùng tay vẽ vẽ trước ngực Diệp Phàm, nói. Kỳ thực, tối đó, là em chủ động, anh say không biết gì, còn em không say. Còn nói về trách nhiệm, mình là người lớn cả rồi, em không cần cái đó. Khó trách. Nghe nói sau đó chiếc khăn trải giường anh giấu bị mất, có phải là do em làm không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Triệu Tứ. Đồ của em đem về, có sao đâu? Triệu Tứ kín đáo liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Hai, Diệp Phàm thở dài, châm một điếu xì gà, Triệu Tứ mồi lửa cho hắn. Triệu Tứ mở cửa sổ,
hai người cùng ngắm ánh trăng mơ hồ. Sau đó hai người bắt đầy dùng thuốc, Diệp Phàm thực hiện công việc vô cùng chuyên chú. Em muốn dùng cả người luôn, mặt phải đẹp, cơ thể cũng phải đẹp. Triệu Tứ lẩm bẩm nói. Dùng toàn thân. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, dùng cả người phải tốn của hắn 5 viên thuốc. Nếu là bình thường thằng nhãi này sớm đã tiếc đứt ruột. Nhưng, tối nay, hắn lại chẳng chút đau lòng. Cho dù có phải dùng hết số thuốc, cũng không hề đau lòng. Nể mặt em, lần sau Trương Nhất Đống mà đụng chạm đến anh tha cho anh ta một lần. Diệp Phàm ngồi trên ghế lái, nhẹ nhàng nói. Không cần nể mặt em, anh ta dám làm gì anh cứ ăn miếng trả miếng, thậm chí phải đánh cho thật đau. Hừ, Triệu Tứ lạnh lùng hừ nói, giọng nói, vô cùng lạnh lẽo. Trong lòng em rất đau khổ, thực sự không thể lùi được sao? Diệp Phàm nói, vuốt má cô nàng. Có thể lùi được sao? Triệu Tứ hai mắt nhìn thẳng phía trước. Sao lại không được? Diệp Phàm vô cùng khí phách, hừ một tiếng, thật lâu sau mới nói. Ít nhất, em phải tìm được người mình yêu chứ. Hi hi hi. Tiếng cười của Triệu Tứ vang vọng khoảng không. Anh bạn, anh lãng mạn quá nhỉ, muộn thế này còn chở bạn gái ra đây chơi. Lúc này, có một giọng nói vang lên, vài tên miệng đầy mùi rượu bước ra từ lùm cây. Ha ha ha, Tiểu Dương, mày lên trước đi. Tiếng cười càn rỡ vang lên. Cút. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Thằng nhãi này dám bảo Dương Thanh tao cút à, anh em, mọi người nói xem, thằng này có phải ăn gan cọp rồi không? Mẹ kiếp, lên đi, đêm nay không chơi được con đàn bà kia anh em chúng ta không phải người. Dương Thanh hét lớn. Lên. 7-8 tên kêu lên. Mẹ kiếp. Diệp Phàm tức giận, không ngờ tụi này dám xông lên như vậy. Cửa xe mở ra. Một tiếng bộp vang lên. Dương Thanh bị Diệp Phàm đấm một phát bay vào gốc cây, một chiếc răng rơi ra ngoài, tên này nằm lăn lộn trên đất, không đứng dậy nổi. Muốn chơi đúng không, đến đây. Diệp Phàm hét to một tiếng, vung chân ra đá, 7-8 tên đồng loạt ngã xuống đất hét lên đầy thống khổ. Đi. Diệp Phàm mở cửa xe, muốn bỏ đi, dù sao cũng chẳng phải việc hay ho. Nếu để người ngoài biết được nửa đêm chủ nhiệm Diệp Phàm đưa quý nữ danh ra đi chuyện trò riêng tư, chắc chắn ngày mai sẽ trở thành tiêu đề của các tờ báo ở Bắc Kinh. Chắc hẳn, Kiều đại tiểu thư đỏ mắt vì ghen tuông mất. Nào ngờ Triệu Tứ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, bước xuống xe, đá một đá vào anh bạn mang tên Dương Thanh, mắng. Không phải anh muốn chơi với bổn tiểu thư sao, đến đây, chúng ta chơi. Lại một cú đá nữa bay tới. Không, không chơi nữa. Dương Thanh vội vàng ôm lấy đũng quần, vẻ mặt đau đớn, van xin. Nhưng Triệu Tứ vẫn đá liên tục thêm vài cái. May là tên này ôm chặt đồ chơi của mình, bằng không, chắc chắn sẽ bị phế mất. Không phải các người muốn luân phiên nhau chơi à, đến đây đi. Triệu Tứ xoay người tìm một tên khác, kết quả, toàn bộ đều bị hưởng vài cú đá. Diệp Phàm nhìn Triệu Tứ mà ớn lạnh, lòng nghĩ, phụ nữ đúng là dữ như cọp. Đúng lúc này, bên ngoài vọng đến tiếng nói. Ai đấy, đánh nhau à? Tôi là cảnh sát, giơ tay lên. Chắc hẳn là nhân viên tuần tra của bên Bát Đạt Lĩnh. Diệp Phàm nhanh chóng lôi Triệu Tứ vào xe, phóng vụt đi. Nhưng, hôm nay quả là ngày xui xẻo. Đằng sau một trong hai chiếc xe cảnh sát bám gắt gao. Hơn nữa, còn kéo còi báo cảnh. Vốn đây là công an của Cục Công an thành phố, đến đây làm việc, không ngờ đụng phải đám đánh nhau, còn cho rằng Diệp Phàm chính là đối tượng mình cần bắt, cũng xui xẻo cho Diệp Phàm rồi. Em ra phía sau đi, có chạy cũng vô ích, biển số xe không thể nào thoát được. Diệp Phàm nhíu mày nói. Em không đi, hi hi hi. Triệu Tứ mỉm cười. Em không sợ, nếu chuyện này truyền khắp thủ đô thì sao? Diệp Phàm đầu như căng to lên. Em không sợ, anh sợ. Tối nay Triệu Tứ hơi điên cuồng, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy ý cười. Anh sợ cái quái gì? Diệp Phàm tức giận. Két một tiếng, dừng xe lại. Xe cảnh sát phía sau truy đuổi gắt gao, vội dừng xe lại, suýt chút nữa là hai xe đã hôn nhau rồi. Diệp Phàm không đợi người phía sau phản ứng, bèn cất bước đến đập cửa xe hừ nói. Đuổi cái gì, ông đây đang thi hành công vụ, hỏng việc các người có đền được không? Những người kia đề là người xấu, bắt lại cho tôi, có ai hỏi anh cứ nói là tôi nói. Diệp Phàm nói xong, lập tức tiến vào trong xe.
phóng đi với tốc độ nhanh nhất. Sao còn không đuổi theo? Một cảnh sát ngồi sau hỏi. Người đó là ai? Sao lại hoành tráng vậy? Nhân viên đang lái xe cảnh sát ngây người một lát mới phản ứng được. Người chạy mất còn hoành tráng cái rắm, mau đuổi theo. Viên cảnh sát tức giận, giống lên với cảnh sát đang lái xe. Không thể đuổi. Lúc này, một cảnh sát già nói. Vì sao, tên kia căn bản chỉ đang giả bộ thôi, đừng thấy khẩu khí của hắn lớn như vậy, sao có thể dọa đội cảnh sát hình sự thành phố chúng ta chứ? Cảnh sát kia nói. Không phải, lão Trần, anh có nhớ biển số xe không? Viên cảnh sát già nói. Tôi nhớ. Lái xe nói lại biển số xe. Biển số này là của bộ tổng tham mưu, giọng điệu người kia lớn như vậy, số đuôi còn là số 6 nữa, anh nghĩ thử xem, người ngồi trong xe là ai. Chúng ta nên nhanh chóng quay xe lại, bắt mấy tên kia, nghe nói thủ trưởng đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mấy người chúng ta sẽ bị xử lý đấy. Viên cảnh sát già nói. Bộ tổng tham mưu, đuôi số 6, vậy chẳng phải là thủ trưởng đứng thứ 6 trong bộ tổng tham mưu sao? Viên cảnh sát kia cân nhắc, vẻ mặt hoảng sợ. Điều tra là biết ngay. Lúc này, một cảnh sát trung niên ngồi bên ghế phụ nói. Viên cảnh sát kia nhấc điện thoại lên, đọc biển số xe. Không lâu sau, đầu dây bên kia nói. Đội trưởng Trương, không tra được, chúng ta không đủ quyền hạn. Không đủ quyền hạn, anh thử lại lần nữa đi. Viên cảnh sát trừng mắt. Đúng vậy, tôi đã thử mấy lần. Lần nào cũng báo như vậy. Nãy phó cục trưởng Trần đến, anh ấy cũng có dùng mật lệnh của mình, nhưng vẫn báo không đủ quyền hạn. Phó cục trưởng Trần hạ lên, không được gây thêm phiền phức nữa, bảo anh quay về ngay. Hơn nữa, việc này trước khi xác định chính xác thì không được nói với bất kỳ ai. Giọng nói kia vô cùng nghiêm túc. Xong đời, không biết biển số của chúng ta anh ta có nhớ không? Nếu làm người ta tức giận sẽ quở trách chúng ta ngăn cản người thi hành công vụ thì phiền phức to. Cảnh sát ngồi bên ghế phụ có chút ủ rũ. Thôi, cứ quay về thẩm vấn đám lưu manh, để ông đây xử lý chúng. Cái đám này, đêm hôm khuya khoắt còn dở trò gì chứ? Viên cảnh sát tức giận, giống lên. Không cần thẩm vấn gì đâu, cứ bí mật áp tải về đi. Chúng ta cứ làm đại cho chúng tội danh gì đó là được chứ gì. Đã trễ thế này, chắc chắn là muốn làm chuyện xấu. Vừa rồi nghe bên kia báo cáo là cả đám đều uống rượu say. Là hét quậy phá, trái với chị An. Hơn nữa, còn tập kích cảnh sự, đúng không nào? Chuyện này, chúng ta phải làm sao để lãnh đạo hài lòng mới được. Cảnh sát già dù sao cũng là cảnh sát lâu năm, kinh nghiệm phong phú. Tập kích cảnh sát, đúng vậy, dám đánh đội cảnh sát hình sự chúng ta, áp tải về mau. Viên cảnh sát kia hồi phục tinh thần, hung hăng nói. Hi hi hi, Triệu Tứ cười vang trong xe. Còn cười nữa, đúng là xui xẻo. Diệp Phàm tức giận nói. Đây là cái giá chơi gái đấy, có biết không? Triệu Tứ quay sang, bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Được rồi, anh sợ em rồi, được chưa? Diệp Phàm đưa tay làm ra vẻ đầu hàng, chọc cho Triệu Tứ tiểu thư của chúng ta cười ngả nghiêng một trận. Kiểu cười này, chắc hẳn Triệu Tứ chỉ thể hiện trước mặt Diệp Phàm. Trước mặt người ngoài. Triệu Tứ luôn là một thục nữ danh môn đoan trang. Đồng Gia Võ Quán đặt tại quận Lương Kiều, bờ sông Đông Đình cũng được coi là một địa danh nổi tiếng, đôi khi, vài đoàn du lịch còn ghé thăm Đồng Gia Võ Quán. Cái đầu tiên mà du khách thường nhìn thấy là tấm ảnh Thủ tướng Khang bắt tay Đồng Nhất Thiết quán chủ Đồng Gia Võ Quán. Chương 2109, ếch ngồi đáy giếng. Lúc này, Đồng Nhất Thiết người đứng đầu Đồng Gia Võ Quán vẻ mặt ngưng trọng ngồi dưới tấm ảnh lớn. Kỳ thực là lưng đang dựa vào tấm ảnh. Trên những chiếc ghế gỗ sắp hai bên cũng có vài người đang ngồi, đều là những tâm phúc trong Đồng Gia Võ Quán. Là những người có công lực cao nhất, những đồng chí đức cao vọng trọng nhất, cũng là những nhân vật trung tâm trong Đồng Gia. Tuy nhiên, lúc này, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Đồng Đinh, thực sự là con không thấy được cao thủ đã ra tay sao? Lúc này, Đồng Ngưu Thanh chú của Đồng Đinh bộ dạng không tin hỏi. Vì Đồng Đinh đã là cao thủ tam đẳng đỉnh, ngay cả y cũng không nhìn rõ được cao thủ, vậy thì công lực của người này đáng sợ đến mức nào chứ? Đồng Nhất Thiết tuy nói có mấy anh em, nhưng, trong số đó chỉ có em thứ hai Đồng Ngưu Thanh là cao thủ. Những người khác, chẳng qua chỉ luyện vài chiêu cơ bản, còn chưa đạt được nhị đẳng,
so với người thường thì chỉ mạnh hơn được một chút, căn bản chẳng đáng là gì. Thực sự không phát hiện được, người đó giống như đang trốn trên lầu. Hơn nữa, con còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng lần hai. Chú hai, con còn rụng mất một cái răng đấy. Đợi đến khi con xông lên trên tìm hắn tính sổ thì đương nhiên hắn đã sớm chuồn đi mất rồi. Đồng Đinh vẫn không quên che đậy cho mình, không dám kể ra mình bị ném giày thành ra rụng mất cái răng. Chuồn, người ta dám xuống tay với con, ngay cả bóng người ta con còn chẳng thấy được, người ta cần phải chuồn đi sao? Chẳng qua người ta là cao nhân không muốn để con thấy mặt thôi, Đồng Đinh, đã giờ phút nào rồi mà con còn dám nói dối. Đồng Ngưu Thanh lạnh lùng hừ nói, vì đứa con trai kiêu ngạo của anh cả mà khiến cho cả Đồng gia võ quán phải gặp họa, Đồng Ngưu Thanh trong lòng vô cùng tức tối. Con nói thật mà, nhưng, người đó đúng là lợi hại hơn con. Cho nên, con mới vội vàng trở về thương lượng với mọi người, người đó tuyên bố trong vòng 3 ngày sẽ san bằng Đồng gia võ quán chúng ta. Đồng Đinh đỏ mặt nói, không phải nghe nói câu này là do chính Diệp Phàm chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương tuyên bố sao? Liên quan gì đến cao thủ thần bí kia? Con đấy, chủ nhiệm Diệp là ai? Chú mới đi hỏi rồi, người ta không những là chủ nhiệm phòng đốc tra, mà còn là phó chủ nhiệm tránh văn phòng chủ tịch Đường, Đồng Đinh con dựa vào cái gì mà so với hắn? Đúng là không biết trời cao đất rộng, con tưởng một chút bản lĩnh của mình có thể dọa được chủ nhiệm Diệp sao? Chẳng cần nói cái gì khác, một câu nói của chủ nhiệm Diệp, võ quán của chúng ta đã phải đóng cửa rồi. Lúc này, chú ba Đồng Tùng ngẩn bất mãn chừng mắt nhìn Đồng Đinh hừ giọng nói. Tuy nói chú ba Đồng Tùng không biết võ, nhưng địa vị của ông trong Đồng gia cũng không thấp. Vì, Đồng Tùng là phó bí thư thường vụ quận ủy quận Lương Kiều, Bắc Kinh, cũng là cán bộ cấp bậc phó giám đốc sở. Là cán bộ có chức vị cao nhất trong chốn quan trường của Đồng gia. Đồng gia võ quán có thể hương hỏa thịnh vượng như hiện nay, cũng là nhờ sự chiếu cố của chú ba Đồng Tùng phó bí thư thường vụ quận ủy quận Lương Kiều này. Chú ba à, chú đã đánh giá cao người khác, hạ uy phong của mình rồi. Chủ nhiệm Diệp thì sao chứ, chẳng lẽ bảo chúng ta đóng cửa thì chúng ta phải đóng cửa sao? Chú không thấy sao, Thủ tướng Khang ít nhất cũng đã từng ghé đến Đồng gia võ quán đấy. Thấy em trai chỉ trích nghiêm khắc con mình, Đồng Nhất Thiết cũng có chút không hài lòng, bèn đem Thủ tướng Khang ra. Thủ tướng Khang không phải đã khuyến khích đồng binh cố gắng giành huy chương vàng Olympic sao, tôi nghĩ. Dù Diệp Phàm có gan cũng không dám buộc chúng ta phải đóng cửa đâu. Đến lúc đấy, Thủ tướng Khang mà hỏi, hắn có mấy cái đầu chứ? Không phải chỉ là một chủ nhiệm cấp giám đốc sở sao, ở Bắc Kinh này, dựa vào cái mặt mo của Đồng gia chúng ta thì cũng có quen được 2-3 quan to cấp thứ trưởng đấy. Cấp cục bò đầy đất, cấp sở không bằng chó, cấp bộ chỉ đáng coi cửa, đó chính là miêu tả hiện trạng cán bộ ở thủ đô chúng ta. Cậu em thứ hai Đồng Ngưu Thanh cũng có chút khinh thường những người làm quan, nên cũng ra mặt bênh vực Đồng Đinh. Mọi người không hiểu được chuyện trong thể chế, chẳng hiểu được chữ quan lợi hại đến mức nào. Đúng là, có nói mọi người cũng không hiểu. Người ta căn bản cũng không cần tự mình ra tay, đường đường là chủ nhiệm phòng đốc tra mà còn sợ không có tùy tùng đi theo sao. Không cần nói gì khác, chỉ cần một câu của Diệp Phàm lẽ nào bí thư Trịnh Minh Thủy quận Lương Kiều chúng ta lại không nể mặt anh ta sao? Người ta đắc tội với chúng ta vẫn đỡ hơn đắc tội với chủ nhiệm Diệp. Anh nghĩ xem, bí thư Trịnh muốn làm khó chúng ta thì chỉ cần kiếm vài việc còn con gây sự là được, võ quán của chúng ta liệu có thể hưng thịnh được không? Hôm nay gọi anh tới bảo kiểm tra cửa nẻo, ngày mai bảo người đến kiểm tra phòng cháy chữa cháy, ngày mốt kiểm tra thuế, cứ thế đấy. Cách chỉnh người của cao thủ trong chốn quan trường có mà đầy, người ta sẽ chỉnh đến khi anh tự động đóng cửa mới thôi. Chủ nhiệm Diệp giã lên tiếng bảo chúng ta sẽ đóng cửa trong 3 ngày, người ta đã nói được thì người ta sẽ làm được. Bằng không, hắn có còn mặt mũi nữa không? Anh à, không phải em nói Đồng Đinh, mà đúng là nó cần phải được dạy dỗ lại. Đang yên đang lành lại đến Chu gia gây chuyện. Em biết, nhà chúng ta cùng Chu gia có chút thân thích, nhưng cũng không thể kiêu ngạo như vậy đúng không nào, có kiêu ngạo cũng phải nhìn xem đối tượng là ai. Đồng Tùng mặt buồn rầu hừ nói. Kỳ thật. Đồng Tùng lo lắng nhất cũng không phải võ quán đóng cửa, mà đương nhiên là sợ Diệp Phàm tra ra thân phận của mình có liên quan đến Đồng gia. Đến lúc đó Diệp đại chủ nhiệm dẫn lây sang mình, vậy thì chiếc mũ trên đầu mình phiền phức to. Đến lúc đó người ta phái người đến quận Lương Kiều đốc tra, thời buổi này, đã làm cán bộ ai dám nói mình luôn sạch sẽ chứ?
Dù mình không chia tay ra, nhưng anh có dám chắc người nhà của anh không hề chiếm công quỹ không, không hề lợi dụng quyền lực của anh làm vài việc tư lợi không? Hơn nữa, chính công tác của mình lẽ nào không có chút kẽ hở nào? Còn lời nói hành động của anh, người ta đều có thể đem ra bắt bẻ hết. Anh ba nói cũng có đạo lý, chuyện bên quan trường tốt nhất chúng ta đừng đối đầu với anh ta. Nếu là một cán bộ cấp cục thì còn đối đầu được, chứ còn chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương thì sao mà đối đầu. Chỉ cần nói về thuế thu nhập, nếu điều tra thật, chúng ta chắc chắn sẽ gặp vấn đề lớn. Mỗi học viên mỗi năm thu học phí đến 200-300 ngàn, nhưng chúng ta có nộp một đồng thuế nào không? Còn đồng đinh, anh cả, anh cũng biết rõ mà. Mấy năm nay, nó gây ra không ít việc, cuối cùng, không phải đều là gọi cho anh ba tìm mối quan hệ để giải quyết sao? Chủ nhiệm Diệp nếu đã nói như vậy, anh nói xem, anh ba còn chống đỡ được nữa không? Chỉ sợ đến lúc đó ngay cả cái mũ của anh ba cũng có chút rắc rối. Đồng ra chúng ta không thể tách rời khỏi anh ba cũng không thể tách khỏi võ quán chúng ta. Chúng ta là một thể thống nhất, nên, giờ có nói gì cũng vô dụng. Trước mắt cần phải thương lượng xem phải làm cách nào để đối phó với cao nhân. Bằng không, đợi người ta đến trước cửa rồi, chúng ta còn chuẩn bị được gì nữa, chẳng lẽ muốn để người qua đến phá võ quán thật. Miếng cơm của đồng gia chúng ta bị đá, thì còn lăn lộn thế quái nào được ở cái chốn Bắc Kinh này. Lúc này, cô em út của đồng gia, Đồng Vinh nói. Đồng Vinh là kinh doanh, mấy năm nay đồng gia cũng kiếm được tiền lập một công ty, do Đồng Vinh quản lý. Những người làm ăn buôn bán đương nhiêu hiểu về trình tự trong chốn quan trường. Không lỗ mãng như Đồng Nhất Thiết với Đồng Nhiêu Thanh, cứ nghĩ là chỉ cần có nắm đấm là đứng đầu thiên hạ. Người đó ra tay ngay cả Đồng Đinh chưa phát hiện ra đã bị đánh trúng, bản lĩnh của người này, tôi nghĩ, còn mạnh hơn Nhiêu Thanh. Chắc hẳn là tương đương với tôi, có lẽ, còn mạnh hơn tôi một chút. Đồng Nhất Thiết nói, chỉ sợ là hắn còn mạnh hơn cả anh, đến lúc đó, anh thua thì đồng ra võ quán chúng ta còn ai mà chống đỡ được. Hơn nữa, chưa chắc người ta đã cho chúng ta có cơ hội để đánh hội đồng. Đến lúc đó họ sẽ mời phóng viên, các danh sĩ đến làm nhân chức. Chúng ta không ứng chiến không được, ứng chiến thì biết chiến sao đây. Đồng Nhiêu Thanh cũng nhíu chặt mày. Lần trước không phải cô Ngư đã đến thủ đo sao? Lúc này, Đồng Đinh đột nhiên nói. Đương nhiên là đang nhắc đến Ngư Thái Vân lãnh đạo bài bang kia. Bên đó đúng là có cao thủ. Đồng Nhiêu Thanh gật gật đầu. Cô Ngư đó là một thiên tài, lần trước có đến Bắc Kinh thăm tôi. Lúc đấy còn đùa, thử vật tay. Không dối gì mọi người, tôi thua. Đồng Nhất Thiết nói, làm sao được chứ, anh đã ngũ đẳng đỉnh rồi, ở Trung Quốc này cũng được coi là nhân vật đỉnh cao. Cô Ngư bao nhiêu tuổi chứ, nghe nói chưa đến 28 tuổi. 28 tuổi bản lĩnh còn cao hơn anh, vậy chẳng lẽ luyện công từ hồi còn trong bụng mẹ sao? Đồng Tùng tuy nói không biết võ công, nhưng cũng thường xuyên nghe mọi người bàn về đẳng cấp, cho nên, lắc đầu tỏ vẻ không tin được. Em cũng nghĩ rằng không thể. Chắc là cô Ngư đó dùng mưu mẹo gì rồi. Nếu nói cô ấy đã đạt đến thân thủ lục đẳng, vậy đó còn là người sao? Trung Quốc chúng ta, thân thủ lục đẳng đã là nhân vật thuộc hàng cao nhất rồi. Trên đó nữa, tôi đã cũng chỉ là những lão bất tử thất, bát đẳng. Chẳng hạn như vị gì đó của Trần Gia là bát đẳng đỉnh. Lần trước đấu với Akiyama Lifu Nhật Bản không phải cũng lưỡng bại câu thương sao? Đồng Nhiêu Thanh căn bản cũng không tin được. Người này thực sự có chút cuồng vọng, kiến thức về giới quốc thuật châu Á ngu ngốc đến mức khiến người ta phải buồn cười. Đương nhiên, đóng cửa lại ông đây là đệ nhất thiên hạ, những người mà lão tiếp xúc chỉ thuộc cấp độ này, chứ căn bản chưa từng được gặp cao thủ thực sự. Bản thân cứ cho là đến thất, bát đẳng là đã ngừng phát triển rồi. Nếu để đám người Diệp Phàm nghe được chắc cười rụng răng mất. Chú hai, chú đừng tự đại quá, tôi nghe nói Trung Quốc chúng ta cũng có cao thủ cửu đẳng. Chỉ có điều số này rất ít. Theo tốc độ luyện công của chúng ta, 50 đến 60 tuổi đột phá đến lục, thất đẳng nếu muốn đạt đến cửu đẳng vậy những vị đó cũng khoảng cả trăm tuổi rồi. Có mấy người có thể thoát khỏi pháp tắc sinh tử tự nhiên. Cho nên, cửu đẳng chắc chắn có, nhưng ít đến thảm thương. Những tiền bối này, mới là những nhân vật cao nhất trên đỉnh kim tự tháp. Là những tiền bối mà chúng ta chỉ có thể ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thân thủ của chúng ta đây, xét ở Trung Quốc này, cũng được xếp ở thứ hạng cao rồi. Ít nhất cũng được đứng ở tầng cuối cùng của kim tự tháp.
Đồng Nhất Thiết tuy nói có chút kiến thức, nhưng những hiểu biết về giới quốc thuật vẫn ít đến thảm thương. Cho nên, vị cao nhân kia tuyệt đối không thể đạt đến bát đẳng. Nhiều nhất là lục đẳng đỉnh. Đồng Ngưu Thanh hừ nói. Dù có là lục đẳng đỉnh thì chúng ta cũng không thể nào đối phó được, nếu cô Ngư chịu ra tay thì tốt. Nghe nói trong bài bang có 2-3 vị là cao thủ thất đẳng. Đồng Nhất Thiết nói. Chương 2110, dám chơi đàn bà của ông đây à? 3. Vậy nhanh liên hệ bọn họ. Đồng Đinh hơi sốt ruột, nếu lần này quả thực bị phá võ quán, ý chính là tội nhân thiên cổ của Đồng gia. Hơn nữa, tên này còn sợ Đồng gia võ quán mà sụp rồi thì ai người ta còn coi trọng mình. Vậy thì nhị thiếu gia của Đồng gia còn đâu thể diện nữa chứ? Lôi thôi cái gì, cha đã có sắp xếp hết rồi. Đồng Nhất Thiết nghiêm túc mắng con trai, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Việc này, tôi đúng là không biết nên mở miệng thế nào. Thời đại này không thể so với trước kia được, con người ta trước kia luôn chú trọng đến tình cảm anh em. Còn thời đại này người ta chỉ coi trọng tiền bạc, bài bang đã không còn tồn tại nữa, chúng ta muốn nhờ họ ra tay, chắc chắn phải bỏ một khoản chi phí. Mà sợ họ cũng không rảnh để mà ra tay. Hơn nữa, bài bang chỉ còn sót lại vài cao thủ thất đẳng nhưng họ cũng đi vân du khắp nơi, bản thân người ta cũng khó liên hệ được. Chỉ sợ không kịp, mà cũng sợ họ không chịu giúp. Đúng vậy, dù sao vị cao nhân thần bí bản lĩnh như thế nào chẳng ai biết cả. Đối với một đại địch ẩn tàng như vậy, ai mà chẳng phải suy xét, cân nhắc lợi hại. Nếu thực sự là một cao thủ cửu đẳng thì dù là bài bang cũng không dám chọc vào. Lúc này, Đồng Tùng lại chen vào nói. Cửu đẳng thì không phải đâu, trên đời này đâu có nhiều cửu đẳng vậy chứ. Chú ba, chú không phải là người trốn võ lâm, căn bản không hiểu được chuyện bên chúng tôi. Cũng như bình thường chú nói chúng tôi không phải người trong thể chế, không hiểu được chuyện trốn quan trường vậy. Cao thủ cửu đẳng là gì chứ, đối với chúng ta mà nói, giống như châu chấu đá voi vậy. Lấy ví dụ đơn giản, nếu coi đây là trốn quan trường, thì bọn họ chính là những người đứng trên đỉnh cao quyền lực. Những loại cao thủ thế này tôi lúc nãy đã nói rồi, rất khó đạt đến. Hơn nữa, cũng rất khó gặp, cái này thì không cần phải lo đâu. Người thần bí nọ chỉ khoảng thất đẳng đỉnh thôi cũng khó rồi, tôi đoán hắn chỉ khoảng lục đẳng đỉnh. Nếu cô Ngư chịu liên kết với chúng ta, khả năng thắng của chúng ta rất lớn. Nhưng, nếu cô Ngư mà không chịu thì, việc này hơi khó đây. Đồng Nhất Thiết vẻ mặt ngưng trọng khoát tay, tương đối hống hách nói. Ha ha ha! Đột nhiên một trận cười truyền đến, làm mái nhà của võ quán run lên bần bật. Ai? Người của Đồng gia đồng loạt đứng dậy, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Một đám ếch ngồi đáy giếng không biết liêm sỉ mà nói cái rắm gì. Cái gì mà giới quốc thuật, cái gì mà cao nhân với không cao nhân trên đỉnh kim tự tháp chứ? Các người, chẳng là cái rắm gì cả. Chút thân thủ đáng thương ấy mà cũng gào lên là được xếp trong số các cao thủ. Hôm nay ông đây sẽ cho các người hiểu, thế nào là quốc thuật thật sự, thế nào là cao thủ chân chính. Cùng với giọng nói ấy, nóc nhà bị phá một lỗ lớn. Một bóng dáng cao lớn xông vào trong, người này diện mạo khá đẹp trai. Vẻ mặt nghiền ngẫm dường như đang cười, hơn nữa, thoạt nhìn, tuổi tác cũng không lớn lắm. Anh là ai? Đồng Đinh không kìm nổi hỏi. Bộp! Một tiếng giòn vang, Đồng Đinh cảm thấy miệng lập tức đau nhức, cả người bị người ta đó bạt tai bay vào vách tường. Một chút quy củ cũng không có, nơi này là chỗ để mày nói à? Mẹ kiếp, Đồng nhị thiếu gia mày mà cũng dám sủa trước mặt anh em của ông đây à? Còn chẳng bằng chó sủa nữa. Lúc trước đã tặng cho Mầu chiếc giày mà còn chưa biết điều sao. Còn lôi thôi nữa, ông đây bẻ chân mày đấy. Vương Nhân Bàng thực sự kiêu ngạo, lời nói ra vô cùng thô tục. Vốn Diệp Phàm dặn anh ta sáng hôm sau quang minh chính đại đến dọn dẹp Đồng gia võ quán. Nhưng, tên nhãi này tối nay đến khách sạn Hoàng Thành uống chút rượu, không ngờ, trong lúc vô ý thấy Thập Lục muội đang vừa cười vừa nói với một chàng trai nào đó, hai tay còn nắm lấy nhau đi trên đường nữa. Thằng nhãi này bình thường tuy nói không để ý đến Tiếu Thập Lục muội đã từng tiếp xúc với mình trong lúc mê loạn kia. Tuy nhiên, lúc này tên nhãi này cảm thấy có một vị chua xông thẳng vào mũi. Giống như một con chuột bị rơi vào hũ giấm chua vậy. Thằng nhãi này không nói câu gì, cất bước lên phía trước đấm đá thằng nhóc kia 2-3 cái, khiến thằng nhóc kia mặt mũi bầm dập, chân tay co giật. Cậu ấy là em trai tôi. Tiếu Thập Lục muội khi nhìn thấy Vương Nhân Bàng,
cô biết người ta thân thủ bát đẳng. Còn bản lĩnh của mình đã rơi xuống nhị đẳng, không phải đối thủ của tên này, vội vàng hét lên. Em trai sao, tình chị em chứ gì, còn dám nói ông đây, cô không biết giữ mình, yêu đương vụng trộm sau lưng ông đây. Hôm đây ông đây không bẻ gãy xương nó, ông đây không làm Vương Nhân Bàng nữa. Vương Nhân Bàng căn bản chẳng thèm nghe, bước lên trước tiếp tục đấm đá. Nó là em trai tôi, Tiếu Hàn Sung, là sự thật, anh có thể đi kiểm tra. Tiếu Thập Lục muội thực sự sợ hãi, không để ý gì vội vàng chạy tới chỗ em trai bị đá văng. Cô nhào tới, dùng thân mình ôm lấy Vương Nhân Bàng, hai chân cũng quắp lấy người Vương Nhân Bàng, giống như một con bạch tuộc đeo lên lưng gã. Là ai dám đánh Hàn Sung ra thế này? Lúc này, một tiếng gầm rú phẫn nộ vang lên, Vương Nhân Bàng ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng hừ nói. Sao, cũng muốn bị đánh vài cái đúng không? Tên này hiện nay đang nổi máu ghen, ai đụng phải coi như gặp xui xẻo. Anh đừng nói nữa, anh mau cõng Hàn Sung đi đi, nhanh lên. Tiếu Thập Lục muội gấp đến độ chảy nước mắt, hét lên. Bị đánh mà còn muốn đi, Thập Lục, em đớn hèn như vậy từ khi nào? Có phải do em coi trọng thằng nhãi này không? Anh hiểu, có phải em không hài lòng khi người nhà bắt em đi coi mắt đúng không? Giờ còn kêu cả tình nhân đến, đánh chính em của mình, em có phải là con người nữa không? Có phải Hàn Sung nó bắt em đi đâu chứ, sao em lại làm như vậy? Hôm nay không đánh được. Tiếu Quân ông đây không mang tên Tiếu Quân nữa, đừng trách anh đây lòng dạ độc ác. Anh trai của Tiếu Thập Lục muội tên Tiếu Quân, mang phong cách quân nhân. Bước đến trước mặt Vương Nhân Bàng. Đi xem mắt, hay lắm, đúng lúc, ông đây muốn xem đàn bà của ông đây đi xem mắt cái thứ gì. Cút mẹ mày đi. Vương Nhân Bàng tức giận, máu ghen bốc lên ngùn ngụt. Thằng nhãi này vươn một tay kéo Tiếu Thập Lục muội, cho dù cô đang cố gắng bám lấy Vương Nhân Bàng. Anh nhanh chạy đi, bảo họ chạy nhanh đi, chạy mau. Tiếu Thập Lục muội thấy không thể ngăn được, sợ Vương Nhân Bàng mất lý trí sẽ hạ độc thủ. Tiếu Thập Lục muội biết sự độc ác của tên nhãi này. Lần trước trong Tử Vong Mê Cung, thằng nhãi này ít nhất đã giết 5-6 cao thủ của tổ đặc nhiệm nước ngoài. Chạy cái rắm, cái lọ ai nó có ngon thì bước đến đây. Tiếu Quân cũng tức giận, ôm em trai Tiếu Gàn đá văng cửa phòng riêng, tiến vào trong kiểm tra thương tích. Được, ông đây là cái loại gì à, chả là cái loại gì cả, hôm nay ông đây sẽ cho mày biết, thế nào gọi là cái loại gì, ông đây muốn gieo hạt, làm lợn giống cũng được. Vương Nhân Bàng tức giận. Kéo lấy Tiếu Thập Lục muội tiến vào trong. Vừa vào bên trong, thấy trên bàn có bầy 17, 18 chén giã, chắc hẳn là đã ăn uống được khá lâu rồi, có cả trai lẫn gái. Nhưng, lúc này mọi người đều vây quanh Tiếu Hàn Sung. Vì, mặt Tiếu Hàn Sung quả thực rất khó coi, chỗ nào cũng bị sưng vù lên. Thằng nhãi này đã hôn mê mất rồi. Ai xem mặt Thập Lục muội của ông đây? Đứng dậy mau. Giọng Vương Nhân Bàng như sấm sét, giống to lên. Ông đây, là ông nội của Mà Tạ Thủy Đông. Một thanh niên tức giận bước lên một bước, đấm một đấm về phái Vương Nhân Bàng. Thằng nhãi này cũng bị chọc giận, không thể ngờ đối tượng xem mặt Tiếu Thập Lục muội lại đang thân thiết với Vương Nhân Bàng, thằng nhãi này đang nổi cơn ghen. Vì, Tạ Thủy Đông từ nhỏ đã thầm mến Thập Lục muội rồi. Thứ sinh ra trong nước, nước sinh ra rùa, mẹ kiếp, chả trách, cái thứ lẳng lơ, hôm nay tao đây sẽ giáo huấn mày. Vương Nhân Bàng hét lên, đấm một đấm về phía Tạ Thủy Đông. Bốp! Một tiếng động vang lên, mấy thanh niên trong phòng đều khiếp sợ. Vì Tạ Thủy Đông đã bị Vương Nhân Bàng đấm một đấm bay vào giữa bàn. Bộp một tiếng nữa, cái bàn bị đánh tan. Mày mà cũng đòi làm đại gia à, hôm nay ông đây cho mày biết thế nào là đại gia. Vương Nhân Bàng tiến đến, đưa chân lên đá. Mọi người trong phòng xông lên muốn ngăn Vương Nhân Bàng lại, nhưng... Xui là hôm nay họ gặp phải Vương Nhân Bàng. Một tiếng bốp nữa vang lên. Mọi người đều ngã xuống đất đau đớn kêu la. Vương Nhân Bàng còn lấy toàn bộ thức ăn dư trên bàn quăng lên mặt Tạ Thủy Đông. Rồi còn nhét đồ ăn vào miệng anh ta. Còn Tạ Thủy Đông chủ biết ư chứ không thốt lên thành tiếng. Sau đó, thằng nhãi này còn đá thêm vài phát, thấy Tạ Thủy Đông không lên tiếng nữa mới đẩy Tiếu Thập Lục muội ra, tát một cái khiến Tiếu Thập Lục muội ngã xuống đất. Tên nhãi này lạnh lùng nói. Lên giường với thằng này đi, ông đây không thèm. Nói xong, thằng nhãi này xoay người đi, phía sau Vienac lên tiếng khóc thảm thiết của Tiếu Thập Lục muội. Anh Bàng,
em không có. Anh hiểu lầm rồi. Nhưng, sớm đã không còn thấy bóng dáng Vương Nhân Bàng nữa. Thằng nhãi này càng nghĩ càng giận, không có chỗ xả giận, bèn nhớ đến Đồng Gia Võ Quán, chạy thẳng tới đó. Chương 2111, chút giận. Mẹ nó, dám đánh cháu tao, ông đây phải cho mày thấy. Đồng Ngưu Thanh quay qua đầu tiên, đấm về phía Vương Nhân Bàng. Cú đấm của Đồng Ngưu Thanh không phải tệ. Đồng binh là do ông ta dạy, lần này muốn lấy huy chương vàng Olympic đấy. Mày thì tính cái dám gì? Vương Nhân Bàng đã bị chuyện của Tiếu Thập Lục muội chọc giận, muốn chút giận nên mới đến Đồng Gia Võ Quán. Đó là một cú đấm mạnh mẽ, cú đấm này tương đối lợi hại, nhưng Vương Nhân Bàng này là một cao thủ bát đẳng tầng thức 2. Một nắm đấm vung qua, ma sát với không khí tạo nên âm thanh đáng sợ. Đồng Nhất Thiết vừa thấy mặt biến sắc, hét lớn. Chú hai, chú ý, mai lui lại. Lui, cú đấm của ông đây mà lui được hay sao? Ngu ngốc. Vương Nhân Bàng hừ lạnh một tiếng, quyền đã trực tiếp đụng vào nắm đấm của Đồng Ngưu Thanh. À, Đồng Ngưu Thanh tuy thân thủ ngũ đẳng, nhưng sao có thể địch lại cao thủ bát đẳng. Thế nên đã trực tiếng bay thẳng vào tường. Cậu tạp chủng, ông đây liều mạng với mày. Đồng Ngưu Thanh hét lên, hung hăng như chú gà trống. Mặt mày xám cho, máu mũi chảy ròng ròng. Thuận tay cầm chiếc ghế bên cạnh. Ném thẳng vào đầu Vương Nhân Bàng. Tên này quả là muốn liều mạng, ai mà bị đập phải chắc là xong đời rồi. Những người không biết võ, chẳng hạn như Đồng Tùng sớm đã ra ngoài, những người biết võ, ai nấy đều cầm vũ khí bao vây Vương Nhân Bàng. Đánh hội đồng à, ông đây thích lắm. Vương Nhân Bàng vô cùng giận dữ, đưa chân đạp thẳng vào mông của một người trung niên. Tên này cướp chiếc côn trong tay lão quét qua đám đông. Lách cách, gậy gộc chạm vào nhau vang lên tiếng chói tai. Lập tức 7-8 người ngã xuống đất. Mấy người này là giáo viên dạy võ, bình thường chỉ là lừa thiên hạ kiếm tiền bằng những kỹ thuật còn con, chắc hẳn chỉ khoảng thân thủ nhị đẳng. Chém. Đồng Nhất Thiết hai mắt đỏ lên, cầm cây chiến đao dài khoảng 1 mét, gã ta nhảy lên cao chừng 2 mét, trực tiếp bổ đao xuống đầu Vương Nhân Bàng. Mấy thứ đồ chơi con nít này à? Vương Nhân Bàng cười một tiếng, đưa gậy lên đỡ, tiếng kim loại va chạm vào nhau. Thanh đao thanh long bị Vương Nhân Bàng chặn lại. Khí thế, thực sự có chút dọa người. Tiếp tục, Vương Nhân Bàng đánh rất sướng, dùng gậy đập về phía Đồng Nhất Thiết. Bộp bộp bộp, côn vừa đánh xuống người Đồng Nhất Thiết, lão già này đã bị đánh cho lảo đảo, ngã xuống đất như chó gặm bùn. Vương Nhân Bàng nhanh chóng đá thêm một cước nữa, tiếng răng rắc vang lên, chắc chắn là tiếng xương đang gãy vụn. Bộp, con trai lớn của Đồng Nhất Thiết, cũng chính là đồng binh. Người được thủ tướng Khang gặp mặt, đấm lén, nện vào lưng Vương Nhân Bàng. Mày à, dám đánh ông mày, gãy tay. Vương Nhân Bàng tức giận, đấm một phát về phía đồng binh, tiếng răng rắc vang lên chắc chắn là gãy rồi. Chắc hẳn, lần này chiếc huy chương vàng Olympic của đồng binh chôn vùi dưới thủ đoạn độc ác của Vương Nhân Bàng. Đồng binh, toàn bộ người của đồng gia kêu lên, hung hăng đánh trả. Vương Nhân Bàng căn bản không thèm trả lời. Một cước đá đồng binh bay qua một góc nằm hôn mê. Tay cũng không chậm, cầm gậy khua tán loạn, tên này căn bản đang tìm cách chút giận. Hơn 10 phút sau, người trong phòng đều nằm xuống, vài đệ tử còn lại sớm đã bị dọa vỡ mật. Cả đám co ro núp ở xa xa, thấy Vương Nhân Bàng hét lên, vội vàng bỏ chạy tán loạn, lúc này ai nấy đều hận sao cha mẹ chỉ sinh ra mình có hai chân chứ không phải bốn chân để chạy cho mau. Đối với những người này, Vương Nhân Bàng căn bản chẳng có hứng thú. Gã bước đến trước tấm bảng Đồng Gia Võ Quán, đưa tay ra đập, tấm bảng hơn 200 năm của Đồng Gia kia đã vỡ vụn. Tao nhổ, dám chọc anh em của ông đây, không đáng, phá tiệm, chẳng chút bản lĩnh, đánh chẳng sướng. Vương Nhân Bàng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, xoay người bỏ đi. Khi cảnh sát tới, đã thấy một đám người nằm trên nhà, võ quán bị đập không ra hình dáng gì. Cảnh sát vội vàng cấp cứu cứu người, sơ tán người dân, vì tòa đại sảnh rất cao rất rộng kia đã sắp sập rồi. Vì, tòa lầu này xây bằng gạch và gỗ, có hơn 100 năm lịch sử, là tượng trưng của Đồng Gia Võ Quán, đương nhiên không thể nào để bị phá hủy được. Đồng Vinh, lập tức bay đến Tây Tương tìm bài bang. Đồng Nhất Thiết vừa băng bó vừa phẫn nộ gầm rú. Em không đi. Đồng Vinh nói, trên mặt lóe lên tia phẫn nộ rồi biến mất. Vì bài bang có một lão già tương đối thích Đồng Vinh. Đồng Vinh năm nay tuy mới 30 tuổi,
nhưng cũng là một phụ nữ mạnh mẽ trong giới thương nhân, làm sao có thể thích cái người trong bài bang kia được. Cho nên, Đồng Vinh không chịu, Đồng Nhất Thiết cũng có chút khó xử, lão kia đã đầu 60 rồi, em gái mình mới có 30, sao có thể đẩy em gái mình vào hố lửa được. Nhưng, trước khác nay khác, hiện nay Đồng gia đang gặp nạn. Chỉ cần Đồng Vinh chịu oan ức, ông lão kia nhận lời, thì tên vừa nãy chắc chắn không phải là đối thủ. Điều này Đồng Nhất Thiết tương đối tin tưởng. Hơn nữa, lão già kia là chú của Ngư Thái Vân, người cầm lái bài bang. Em ruột của Ngư Vân Đông, người có uy vọng nhất ở bài bang. Nếu Ngư Thiên Phong thì chuyện này coi như được giải quyết. Nhưng, Đồng Vinh không muốn phải bán mình, nên đau khổ từ chối. Em không đi, chẳng lẽ muốn thấy Đồng gia bị giết, em có còn là người của Đồng gia nữa không? Đồng Nhất Thiết chỉ em gái, miệng run lên, lúc này cũng không để ý gì đến thể diện nữa, tất thảy đều hy sinh vì gia đình. Kỳ thực, chính chỉ có hôn nhân liên minh, giới quốc thuật xa lại không có. Giới quốc thuật cũng có những cuộc hôn nhân giữa các môn phái, để củng cố sức mạnh gia tộc. Xưa đã thế, xã hội hiện đại càng khó thay đổi. Em, không đi. Đồng Vinh do dự, cuối cùng cô lắc đầu, chảy nước mắt. Vinh Nhi, con phải đi. Đồng gia chúng ta nợ con. Lúc này, ông cụ Đồng gia được người khác đỡ đến run rẩy nói. Ba, ba. Đồng Vinh đau đớn kêu lên. Hai, ba không có bản lĩnh. Không thể ngờ ông cụ Đồng quỳ xuống, Đồng Vinh thấy vậy, vội vàng đỡ ông cụ, kêu lên. Ba, con đi, con đi. Xoay người lại, Đồng Vinh lau khô nước mắt, bỏ đi. Ba xin lỗi con. Ông cụ Đồng ánh mắt chứa chan lệ. Ông cầm trượng lên đánh Đồng Đinh, mắng. Cái thằng nhóc này, mày đem tai họa đến cho gia đình. Mày cút đi, cút, Đồng gia không có loại phá gia chi tử như mày. Ông cụ Đồng vô cùng tức giận, hung hăng đánh mấy trượng. Đồng Đinh nghiến răng chịu đựng, không dám hé răng, vì việc này gây ra hậu quả quá lớn. Chắc hẳn trong lòng mọi người Đồng gia đều thầm mắng Đồng Đinh bất hiếu. Nhất Thiết, mày lại đây, đánh gãy chân nó cho tao, đánh gãy. Ông cụ Đồng đánh mệt rồi, người ra, lại đang bệnh, nên đứng không vững nữa, ông quăng cây trượng qua. Ba, con đánh. Đồng Nhất Thiết thấy mọi người như hổ rình mồi đành bất đắc dĩ cầm lấy trượng đánh xuống. Đánh được mấy gậy, Đồng Nhất Thiết trong lòng rớm máu. Nhưng, ông cụ Đồng không hề nháy mắt lấy một cái, có vẻ chưa đánh gãy chân thì chưa cho phép thu binh. Ba, ba tha cho Đồng Đinh đi, con xin ba. Lúc này một phụ nữ, hẳn là mẹ của Đồng Đinh vừa khóc vừa lao tới, ôm lấy con mình không cho đánh. Con hư tại cha mẹ không biết dạy, mày là mẹ, hai, cũng nên đánh. Cái thằng bất hiếu này đã đem tai ương ập xuống Đồng gia, Đồng Vinh giờ phải làm sao chứ? Hạnh phúc cả đời bị hủy hoại rồi. Ông cụ Đồng rất thương Đồng Vinh, chỉ vào họ mắng, môi run lên. Một ngụm máu tươi phun ra, ông cụ Đồng ngã xuống, mọi người lập tức chạy đến. Người anh em, ra đây uống rượu với tôi, uống rượu. Vừa chờ Triệu Tứ về đến nhà, điện thoại đã vang lên, bên trong là giọng nói dũng mãnh của Vương Nhân Bàng. Sao vậy? Diệp Phàm lái xe, trong lòng nghĩ có lẽ tên này có chuyện gì buồn đây. Không có gì, tôi muốn uống rượu, uống rượu. Vương Nhân Bàng nói. Thang Đế. Vương Nhân Bàng kêu lên. Thang Đế, là chỗ nào? Diệp Phàm hỏi, đúng là không biết được chỗ này. Vội gọi điện cho Vương Nhân Bàng, nào ngờ tên này lại khóa máy. Hai, cha này, chẳng hiểu ai chọc giận lão, khiến ông đây phải đau khổ tiếp rượu. Diệp Phàm bực tức nói, gọi điện thoại cho Phí Nhất Độ hỏi về Thang Đế. Không ngờ lại một giọng vừa quen vừa lạ vang lên. Nửa đêm nửa hôm không ngủ chạy đến đây làm gì? Diệp Phàm quay đầu lại, lập tức ngây người vài giây mới cười nói. Anh không phải cũng vậy sao, nửa đêm mà ôm một cô gái, lẽ nào đi chơi kỹ viện à? Chương 2112, nóng bỏng. Vị thần bí kia là đồng chí Thiên Thông, lúc này đang ôm một cô nàng diện mạo tương đối nóng bỏng. Cô nàng thân hình nóng bỏng mặc bộ đồ đỏ, mắt rất to. Lúc này đang trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Ngực cô nàng này rất lớn, khiến cho Diệp Phàm âm thầm chặt lưỡi. Tuyệt đối còn to hơn so với Triệu Tứ, có thể khiến cho chỗ đó của đàn ông phải lập tức vểnh lên. Nhưng, cô nàng này nhìn rất trẻ, xem chừng còn chưa quá 18 tuổi, có vẻ đang là học sinh trung học. Anh coi bổn tiểu thư là ai, Thiên Thông, đánh chết thằng ngốc này đi, đánh chết hắn.
Cô nàng tức giận chỉ vào Diệp Phàm hét lên. Không trừng phạt được, anh ta là chủ nhiệm Diệp của văn phòng bọn anh. Là lãnh đạo của anh, đánh anh ấy anh mất việc đấy. Thiên Thông nói, kéo tay cô nàng. Tránh văn phòng gì? Cô nàng nóng bỏng hỏi, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, có vẻ đầy hứng thú. Thị trấn. Diệp Phàm đáp. Thì ra là thế. Cô nàng đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Tôi còn nói tại sao anh ấy lại sợ anh đến thế, anh ta là tráng văn phòng thôn chúng tôi, anh là tránh văn phòng thị trấn, nghe nói đó là chức quan lớn đẻ chết người đúng không? Diệp Phàm thấy vẻ mặt tự cho là đúng của cô nàng, thiếu chút nữa cười thành tiếng, đứng thẳng người gật đầu xác nhận. Vì, đồng chí Thiên Thông đang chớp mắt, hình như là không muốn Diệp Phàm cười phá lên. Thiên Thông, đây là ai? Diệp Phàm hỏi. Cô ấy. Thiên Thông liếc mắt nhìn cô gái mặc áo đỏ, gãi đầu, ngẫm nghĩ một chút nói. Tuyết Hồng. Tuyết Hồng, cái tên lạ quá. Diệp Phàm nói. Lạ cái gì, không phải anh tên chủ nhiệm Diệp sao, cái tên thô tục, thô không chịu nổi. Cô nàng kia vẻ mặt khinh bỉ nói. Khụ khụ, Tuyết Hồng, tên anh ấy không phải chủ nhiệm Diệp, đó là chức danh, vừa nãy không phải nói với em rồi sao, người ta là chủ nhiệm văn phòng thị trấn, tên anh ấy là Diệp Phàm. Như vậy đi, em gọi anh ấy là anh Diệp. Thiên Thông vội vàng nói. Em không gọi. Tuyết Hồng nói. Thiên Thông, đi đâu đấy? Trễ rồi mà. Diệp Phàm nói sang chuyện khác. Anh mới nói đến thang đế đúng không? Chúng ta cùng đi thang đế thế nào? Vừa hay, hẹn gặp không bằng tình cờ, ba người chúng ta cùng đi, uống rượu hết đêm luôn. Thiên Thông liếc mắt nhìn Tuyết Hồng, nói. Cái này, bên đó tôi có bạn. Diệp Phàm nói, có bạn càng tốt, càng đông càng vui, đi nào, chúng ta đi thang đế. Tuyết Hồng hưng phấn, lôi kéo Thiên Thông. Lên xe, chúng ta đi. Diệp Phàm nói, chiếc xe gì đây, vừa cũ vừa xấu, y như chiếc xe bỏ thôn tôi. Tuyết Hồng miệng khinh bỉ, nhưng, vẫn mở cửa xe, ngồi trên ghế phụ. Thiên Thông sờ mũi, ngồi ghế sau, thấy Diệp Phàm sau khi ngồi lên xe không nói gì. Cảm thấy lạ, bèn nói. Sao chưa lái? Tôi không biết thang đế là chỗ nào, sao lái được, anh biết không? Diệp Phàm hỏi. Ha ha ha. Thiên Thông cười to. Cười cái gì? Diệp Phàm vẻ mặt ngạc nhiên, quay đầu nhìn đồng chí Thiên Thông. Khôi hài, rất khôi hài. Thiên Thông cười nói. Tôi chả thấy có gì khôi hài cả, tôi không biết thật. Diệp Phàm nghiêm túc nói. Hai. Đứa trẻ đáng thương. Thiên Thông thầm nói. Thang đế là một trong những hộp đêm nổi tiếng ở thủ đô này. Luận về quy mô cũng không phải lớn lắm, luận về cấp bậc thì đứng hàng thứ ba ở thủ đô. Muốn vào thang đế phải có thẻ hội viên, không có phải nộp trước 500.000 tệ mới có thể vào được. Khá có lai lịch. Diệp Phàm nói. Đương nhiên là có lai lịch, nghe nói ông chủ rất có thực lực, ăn cả hai bên hắc bạch. Từ khi thang đế khai trương đến nay, công an chưa hề bước đến. Cũng chẳng có đám xã hội đen đòi thu phí. Điều này chứng tỏ cái gì, đó chính là thực lực. Thiên Thông nói. Anh đã từng tới. Diệp Phàm hỏi. Chưa. Thiên Thông trả lời không hề suy nghĩ. Diệp Phàm suýt chút nữa bị nghẹn, nhìn anh ta vài lần mới nói. Anh chưa đến mà cười tôi à? Nhưng tôi còn biết về thang đế hơn anh đúng không nào? Tôi còn được nghe nói đến, ha ha. Đường đường là một chủ nhiệm, không ngờ lại chẳng hề biết đến thang đế. Xem ra, chủ tịch thang đế có mắt như mù, không ngờ lại không tặng thẻ VIP cho anh. Thiên Thông rung đùi đắc ý. Sao anh biết là không có? Diệp Phàm tức giận hừ nói. Hai, chúng ta mệnh khổ, thiên hạ có ai mà không biết? Thiên Thông nói khổ, nhưng vẻ mặt lại vô cùng thản nhiên. Xem ra, tên này không hề hồ đồ, Thiên Thông nếu muốn. Chỉ cần dựa vào thân phận thư ký của chủ tịch, là đã có thể có được thẻ bạch kim, thẻ vàng rồi. Cho tới giờ, Diệp Phàm cảm thấy đồng chí này vô cùng thần bí. Khuôn mặt baby, nghe nói bốn mấy tuổi, nhưng nhìn chỉ khoảng 27, 28. Những đồng chí bình thường đều bị gương mặt của anh ta lừa gạt. Hơn nữa, về võ công, Diệp Phàm tin thân thủ người này chắc chắn không thấp. Vì... Tranh văn phòng chủ tịch Đường Khâu Hoa Đồng đã dặn dò mình phối hợp với đồng chí Thiên Thông phụ trách an toàn cho chủ tịch. Bình thường do đồng chí Thiên Thông phụ trách, khi cần ra nước ngoài hoặc có hoạt động đặc biệt thì Diệp Phàm sẽ hỗ trợ.
Chữ hỗ trợ này khiến Diệp Phàm phải suy nghĩ. Nếu đồng chí này không có bản lĩnh, vậy sao một cao thủ cửu đẳng nhị bậc như mình chỉ đến để hiệp trợ? Cũng có người sẽ nói, có thể do đồng chí Thiên Thông có kinh nghiệm trong việc bảo vệ. Nhưng, Diệp Phàm không nghĩ vậy, vì, đồng chí này rất thần bí, chưa từng thấy anh ta ra tay, người cũng có vẻ khiêm tốn. Lão già này, đang giả bộ, Diệp Phàm trong lòng thầm nói, lái thẳng xe đến thang đế. Xe vừa đến thang đế, thấy trong bãi đỗ xe đã đầy xe. Hơn nữa, tất cả đều là xe đắt tiền, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari loại nào cũng có. Diệp Phàm nhìn lại chiếc Cherokee, có vẻ hơi rẻ tiền. Đi! Diệp Phàm còn chưa ngừng xe, Tuyết Hồng sớm đã mở cửa xe, chạy vào hộp đêm. Diệp Phàm đỗ xe xong cùng Thiên Thông xuống xe vào cửa chính, bên đó bỗng phát ra tiếng động. Hai người tò mò nhìn sang, thấy bốn người đang bò trên đất. Ở cổng thang đế có mười mấy người mặc đồ đen, chắc là vệ sĩ. Dám đến thang đế gây rối, không muốn sống nữa à? Một người trung niên mặt gầy chỉ vào Tuyết Hồng mắng. Tên kia, vô cùng cao ngạo, dường như đang xem mình là hoàng đế còn người trước mặt là chó qua đường. Diệp Phàm và Thiên Thông thoáng nhìn nhau, vội vàng chạy đến trước cửa. Xin lỗi, cô ấy là em gái tôi, có chuyện gì vậy? Diệp Phàm xin lỗi, nói. Em gái anh là cái quái gì? Dám bảo em gái đến đả thương người của chúng tôi, thằng nhóc, biết đây là chỗ nào không? Thang đế đó biết không? Hôm nay không lột ra em anh, ông đây không làm đội trưởng đội bảo vệ thang đế nữa. Tên mặt gầy cao ngạo nói. Ở đây có viết mà. Thang đế. Lúc này, Thiên Thông chỉ vài hai chữ thang đế giọng châm chọc, y liếc mắt nhìn hai tên kia, đột nhiên đưa tay ra, bốp một phát, một cái tát được vung ra. Diệp Phàm phát hiện, tên đội trưởng đội bảo vệ đã bị đánh bay vào cửa kính. Mặt đầy máu. Mày mà cũng đòi lột ra em gái tao à, mày là cái thá gì? Diệp Phàm trong lòng cũng đang mắng. Thiên Thông ra tay rất đúng lúc, vì, anh ta thì vô danh, nhưng nếu Diệp Phàm mà đánh người, chắc hẳn ngày mai sẽ trở thành tiêu đề cho các tờ báo. Hắn dám động thủ, lên, đá thêm một đá nữa. Không ngờ lúc này Tuyết Hồng lại làm loạn, giật dây đồng chí Thiên Thông hạ độc thủ. Nhìn anh này, Thiên Thông quả là nghe lời cô bé Tuyết Hồng này, bước lên, chuẩn bị đánh nhau với mười mấy vệ sĩ. Cuối cùng Diệp Phàm đã được diện kiến thân thủ của Thiên Thông. Không biết làm thế nào, chỉ thấy anh ta vừa động chân, cả đám đã ngã xuống. Tất cả đều bay về phía cửa kính. May đây là kính công nghiệp, không dễ bể. Ầm ĩ gì thế, sao nằm một đống cả rồi. Lúc này, một người trung niên mập mạp tương đối phúc hậu chạy ra. Ngón tay đeo chiếc nhẫn khảm lục bảo thạch, kẹp điếu xì gà đắt tiền. Giám đốc Trịnh, ba tên này gây sự, đánh bị thương chúng tôi. Cả đám đang nằm giãy giụa, chỉ vào ba người Diệp Phàm hét lên. Ba vị, tôi là giám đốc điều hành Trịnh Bảo. Có chuyện gì? Không biết thang đế là chỗ nào sao? Người đó hỏi, Diệp Phàm thấy tên này đang ngầm quan sát ba người bọn họ. Chắc hắn lão nhìn ba người bọn họ, mình với Tuyết Hồng đều trẻ tuổi, Thiên Thông mặt baby, cũng không cho là giá. Cho rằng ba người còn non, nên cũng không khách sáo với mình. Chương 2113, không nể tình chút nào. Biết, đó chẳng phải là hai chữ thang đế ư. Tiểu Thiên tôi tuy rằng không biết nhiều chữ, nhưng cái chữ khỉ này thì cũng biết. Đồng chí Thiên Thông mơ hồ chỉ vào hai chữ thang đế phía trên. Đã biết thì nên biết tầm ảnh hưởng của thang đế, khám xét một chút rồi tính sau. Giám đốc Trịnh vẻ mặt nghiêm lại, hung hãn nói. Tôi thật không hiểu được các anh có ảnh hưởng gì, chẳng phải chỉ là hai chữ thang đế thôi sao? Thiên Thông vẻ mặt vô tri hỏi. Bắt lại rồi tính sau. Giám đốc Trịnh cảm thấy mình bị coi thường. Cho rằng đồng chí Thiên Thông đang có ý sỉ nhục mình, tức giận đến mức giống lên. Lúc này, truyền đến một giọng như thái giám, khá mơ hồ. Diệp Phàm quay đầu lại nhìn, dường như hơi quen mặt, tuy nhiên, nhất thời không nhớ ra. Không nhớ ra phải không? Chàng trai kia nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, chỉ vào Diệp Phàm và giám đốc Trịnh nói. Tiểu Trịnh, anh vẫn nên mau bảo người đi đi, quỳ xuống. Dập đầu ba cái với chủ nhiệm Diệp đi. Bằng không, thang đế này của anh, chắc phải đóng cửa thôi. Cậu Từ, lời này có ý gì? Chủ nhiệm nơi nào, còn bắt tôi quỳ lại? Giám đốc Trịnh hỏi.
Một tiếng, cậu từ, rút cục cũng khiến Diệp Phàm nhớ ra. Đây chính là thủ hạ thân tín từ ngôn của Phó trưởng Ban Ban Tổ chức Trung ương, Thái Vĩnh Định. Lúc trước, khi mình được điều tới nhận chức ở văn phòng Trung ương đã từng tới Ban Tổ chức Trung ương. Lúc đó gặp từ ngôn còn tặng cho một cái tát, cuối cùng vẫn là Thứ trưởng Ninh Chí Hòa ra mặt cố tình nói rõ thân phận của mình nên mới khiến từ ngôn ngậm bồ hòn làm ngọt. Không ngờ lại gặp người này ở đây. Hơn nữa, người này cố ý giới thiệu mình cho Giám đốc Trịnh, chắc chắn là bụng dạ khó lường. Bởi vì anh ta chính là muốn Diệp Phàm bị ô danh. Đến cái gì mà quỳ xuống dập đầu cũng nói ra được. Chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng Trung ương, Tiểu Trịnh à, đến việc này mà anh cũng không biết, xem ra, cái chức giám đốc điều hành thang đế này của anh là làm cho xong rồi. Đến lúc đó, chủ nhiệm Diệp mà đến giám sát thang đế này của anh, ha ha, thì chắc anh phải đập đầu thôi. Giọng nói của Từ Ngôn rất lớn, tất cả đại sảnh đều nghe thấy. Tuy nhiên, giám đốc Trịnh vừa nghe thấy, lại thật sự hoảng sợ. Trên mặt lập tức đổ mồ hôi, anh ta ấp úng. Là chủ nhiệm Diệp, rất xin lỗi, mời anh vào, chúng tôi. Đã nói với anh từ nãy mà, thấy không, chủ nhiệm Diệp không lên tiếng, nhất định trong lòng mọc một cái mụn nhọt rồi, giám đốc Trịnh, thầm cầu cho tai qua nạn khỏi đi. Từ ngôn lại nói, vang lên một tiếng, bá chát chúa. Lần này giơ tay lại là cô bé Tuyết Hồng. Ngay sau đó, cô tiến lên lại đã cho Tô Ngôn một cước, chỉ vào anh ta nói. Lại nhải làm gì, chật cả cửa rồi, bản cô nương phải ca hát, muốn vào chơi. Vừa nói xong, Tuyết Hồng lại một cước đá bay Từ Ngôn đang mang vẻ mặt đau đớn khổ sở tới cạnh cửa, tự mình đi vào. Ha ha, đồng chí tiểu từ, tôi không có động thủ nhé, con gái là hổ anh không biết sao. Lần sau nhớ lâu một chút nhé. Diệp Phàm còn ngồi xuống. Vỗ nhẹ bả vai của Từ Ngôn, đứng lên đi vào. Chủ nhiệm Diệp, đây là thẻ bạc thang đế chúng tôi kính biếu, xin anh nhận lấy. Lúc này, giám đốc Trịnh lập tức liền đi tới, hai tay đưa tới một tấm thẻ hội viên màu bạc. Không cầm, có phải có một người tên là Vương Nhân Bàng đã đặt một phòng riêng không, chúng tôi tới đó. Diệp Phàm chẳng thèm chào luôn, không nhận thẻ. Lập tức kiểm tra xem. Giám đốc Trịnh quay đầu ra lệnh. Không lâu sau có một cô gái đến, nói là ở phòng số 28. Diệp Phàm cũng quay đầu đi lên gác. Tuy nhiên, giám đốc Trịnh sắp xếp hai nhân viên phục vụ nữ đưa Diệp lão đại lên. Lúc mở cửa phòng riêng, hai cô gái nói giám đốc đốc Trịnh sắp xếp họ chuyên rót rượu cho chủ nhiệm Diệp. Hơn nữa còn không tính tiền, tuy nhiên bị Diệp Phàm từ chối. Cái gì, bị đập rồi à, có ai làm sao không? Một người đàn ông trung niên để râu ngắn hùng hổ hừ nói với giám đốc Trịnh. Người này tên là Vu Thế Kiệt, một trong những cổ đông của thang đế. Người ta lai lịch lớn, chúng ta không thể trêu vào. Giám đốc Trịnh đương nhiên là tỏ vẻ đau lòng. Anh ta liếc nhìn Vu Thế Kiệt nói. Còn muốn tôi quỳ dập đầu tạ lỗi. Từ ngôn của Từ gia nói giúp tôi vài câu, kết quả bị con bé đánh thành đầu heo. Thịch, cái bàn bị Vu Thế Kiệt đập mạnh một cái, hừ nói. Lai lịch kiểu gì, kiêu ngạo vậy? Không biết đây là thang đế sao? Người ta biết, một trong ba người tên là Thiên Thông, không ngờ dám chỉ vào tấm biển thang đế rồi nói gì mà tấm biển nát, thang đế thì là cái khỉ mốc gì? Giám đốc Trịnh đương nhiên là thêm mắm thêm muối. Anh nói xem rút cuộc đánh nhau như nào. Vu Thế Kiệt lại hùng hổ đứng lên hừ nói với giám đốc bộ phận bảo an. Bọn họ không có thẻ hội viện, cô bé kia xông vào, chúng tôi không cho. Cô ta liền khóc lóc om sòm, còn đánh người nữa. Tôi tiến lên định cản, cũng bị cái người vóc dáng mập mạp kia đánh. Hơn nữa, tên mập đó còn động thủ làm gục mười mấy người của chúng ta. Thôi nhất đống sờ vào khuôn mặt sưng phồng của mình, khổ sở nói. Bởi vì, miệng của anh ta cũng nứt cả ra rồi, vừa nói chuyện, vết thương ở miệng của kéo ra, khá đau. Đánh gục mười mấy người, chẳng lẽ vệ sĩ xuất sắc được người ta mời về? Vu Thế Kiệt nhíu mày, hỏi. Có vẻ cũng có lý, tên mập kia rất nghe lời con bé, bảo anh ta làm thì liền làm như thế. Hay đúng là vệ sĩ của con bé kia, vậy chắc là thiên kim con nhà quyền quý. Giám đốc Trịnh nói. Tuy nhiên, anh ta đánh Từ Ngôn, có chuyện hay để xem rồi. Từ Ngôn dám tới chỗ này của chúng ta gây rối. Vu Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên là không dám, tuy nhiên vừa rồi anh ta bảo tôi. Miễn không ảnh hưởng đến chúng ta, bị đánh một cái cũng được.
Giám đốc Trịnh nói. Không được. Vu Thế Kiệt không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lắc đầu. Chuyện này. Giám đốc Trịnh có chút khó hiểu, nói. Đúng là đầu đất, những người tiêu tiền ở đây, không phải công tử nhà giàu thì chính là các nhân vật cao cấp. Hộp đêm chúng ta phải chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho họ. Chuyện bị đánh ở đây mà truyền ra ngoài, sao ổn được? Bọn họ phải giải quyết vấn đề, đợi một lát, bảo bọn họ ra ngoài, còn xem dám đánh chúng ta nữa không? Vu Thế Kiệt lạnh lùng hừ nói. Được, tôi sẽ nói với Từ Ngôn. Giám đốc Trịnh gật gật đầu. Chẳng phải nghe nói chủ nhiệm Diệp kia rất có thế lực sao, chủ nhiệm nơi nào vậy? Vu Thế Kiệt hỏi. Nghe nói là chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương. Tuy nhiên, tôi thấy dù sao cũng không giống, tên đó chắc chưa tới 30, làm sao có thể ngồi vào vị trí đó. Tuy nhiên, Từ Ngôn lại giới thiệu như vậy, thật là kỳ lạ. Giám đốc Trịnh có chút nghi hoặc, không hiểu nổi. Chủ nhiệm vụ đôn đốc giám sát văn phòng trung ương, chẳng phải chỉ là một cán bộ cấp giám đốc sở sao, oai cái gì. Cũng không mở mắt mà xem, thang đế này là do ai mở. Vu Thế Kiệt có vẻ khinh thường hừ một tiếng. Đúng thế, bất cứ người nào của Đông ra ra mặt, đã có thể khiến anh ta khom lưng cúi đầu rồi. Thứ rác rưởi gì chứ, một chủ nhiệm còn con mà tới chỗ chúng ta khóc lóc om sòm, thật không nhịn được. Giám đốc Trịnh nói. Bắt con bé đi cùng tên mập trước rồi tính sau. Thang đế chúng ta không thể để mất mặt như này được. Hôm nay có người tới cửa chính nhà người ta làm ầm ĩ, ngày mai người ta đến. Thang đế chúng ta còn mở cửa được nữa sao? Vu Thế Kiệt thản nhiên nói, nhìn giám đốc Trịnh liếc mắt một cái, nói. Anh xuống đi, chuyện bên này có tôi lo. Giám đốc Trịnh và trưởng ban Thôi cúi người đi ra. Giám đốc, tên kia chắc chắn gặp xui xẻo. Mẹ nó, đến lúc đó có thể để tôi cho con bé và tên mập láo sực kia mấy cái tát, tôi không thể bị đánh không thế này được. Thôi Nhất Đống nói. Không tới lượt chúng ta. Phỏng chừng sẽ gọi công an tới xử lý. Tuy nhiên, đến lúc đó tính sau, nếu công an đã là chúng ta mời tới, xem tìm thời cơ hợp lý, cũng có thể cho bọn nó vài cái tát cũng thường thôi. Giám đốc Trịnh nói. Tôi nói mà, anh đã uống thành thế này rồi. Diệp Phàm liếc mắt nhìn dưới ánh đèn mờ, Vương Nhân Bàng đang cầm chai rượu đỏ. Bước mấy bước tới, giật lấy chai rượu trong tay anh ta, nói. Diệp lão đại, anh nói xem. Con người tôi có phải quá say đắm cũng có nghĩa là đầu tư không? Vương Nhân Bằng nói, có chút không rõ ràng. Ý gì, anh đầu tư cái gì? Có phải quăng tiền vào việc buôn bán bị lỗ vốn không? Diệp Phàm hỏi, còn Thiên Thông và Tuyết Hồng đã vội chạy tới tủ rượu, tự mình lấy, mở rồi cùng uống. Tình cảm, chuyện tình cảm, hiểu không, Diệp Phàm? Vương Nhân Bằng nói, đưa tay ra nói. Nâng ly cho tôi, đêm nay không say không về. Anh cũng hiểu chuyện tình cảm, một tên đầu heo thôi. Lúc này, Tuyết Hồng chen lời, hạ nhục Vương Nhân Bàng. Cô nói cái gì, chớ chọc tôi giận, bằng không, tôi xử lý ngay tại đây. Vương Nhân Bàng tức điên lên, chỉ vào Tuyết Hồng nổi giận. Thiên Thông, đánh anh ta thành đầu heo rồi tính sau, dám mắng em. Tuyết Hồng tức giận, chỉ vào Vương Nhân Bàng. Lại ra lệnh cho Thiên Thông tới. Được, tiểu tử này rượu còn chưa tỉnh, anh sẽ khiến anh ta phải tỉnh. Thiên Thông không ngờ rất nghe lời. Diệp lão đại cảm thấy một cơn gió thoảng qua trước mặt, biết là đồng chí Thiên Thông đã đổ rượu trong tay tới. Cho nên, vội vàng giơ tay định ngăn lại. Tuy nhiên, kỳ lạ là chưa kịp ngăn, cốc rượu vodka kia đã dội lên cả người Vương Nhân Bàng. Được đó, tạt thật hay, tạt không chê vào đâu được. Tuyết Hồng đặt rượu trong tay xuống, lại vừa nhảy vừa kêu lên. Mẹ nói, bố đánh. Vương Nhân Bàng giận điên, đứng lên, một quyền hướng tới. Ba, một tiếng chát chúa vang lên, Diệp Phàm cũng phải thu lại một chút. Bởi vì, Vương Nhân Bàng đã bị một quyền của Thiên Thông đánh cho ngã xuống ghế sofa. Ưu thế phân biệt rõ ràng, Vương Nhân Bàng dù gì cũng là cao thủ cấp 2 bát đẳng, mà Thiên Thông lại mạnh hơn anh ta rất nhiều. Hơn nữa vừa rồi Diệp Phàm không kéo được Vương Nhân Bàng, cũng ước đoán được bản lĩnh của Thiên Thông. Đến đồ bỏ đi như anh mà cũng dám đánh sư muội tôi cắt rễ của anh. Thiên Thông phủi tay, mặt trừng trừng. Thêm một cước của bố. Vương Nhân Bàng càng giận, từ đằng đó nhảy lên đá hướng về phía Thiên Thông. Lại, bá, một tiếng, tình huống này xem chừng không tốt lắm.
mắt ưng của Diệp lão đại phát hiện, nhân bàng ngược lại, không ngờ bị người ta bắt lấy chân vừa vặn vừa quay, quẳng thẳng xuống đất cách đó vài mét. Đúng là con heo miệng hôn đất. Thiên Thông không nể tình chút nào, tiến đến, một bước dẫm lên. Chương 2114, người gây chuyện. Đừng như vậy Thiên Thông, anh ta là cháu của Vương lão. Diệp Phàm vội đá một cước hướng về phía Thiên Thông. Thôi được rồi, bỏ qua cho anh ta. Diệp lão đại một cước vồ hụt, bởi vì Thiên Thông đã sớm thu chân về. Diệp lão đại có chút buồn bực, một cước này cũng dùng đến 5 phần khí lực, cũng định nhân cơ hội ước đoán thử bản lĩnh của Thiên Thông. Không ngờ người ta đột nhiên thu chân, chân chỉ đá phải không khí, không buồn bực mới lạ. Tuy nhiên, Diệp lão đại có thể khẳng định, bản lĩnh của Thiên Thông chắc chắn đạt tới cửu đẳng. Về phần cấp mấy thì cũng chưa rõ, bởi vì, Vương Nhân Bàng ở trước mặt anh ta, cũng chẳng khác gì con khỉ làm xiếc, căn bản không chịu nổi một cú tấn công. Chính là Diệp lão đại mà ra tay với Vương Nhân Bàng thì cũng không thể ung dung như vậy. Tình cảm, quái, tiểu tử anh từ lúc nào lại rơi vào lưới tình thế? Nói cho tôi xem, anh thích ai? Diệp Phàm vội vàng đỡ Vương Nhân Bàng xuống ghế sofa, vỗ vỗ bả vai anh ta, rót cho Vương Nhân Bàng một chén rượu, nói. Tôi cùng anh uống rượu cho khuây khỏa, không phải vội, chúng ta cứ uống từ từ. Hắn đương nhiên là nói sang chuyện khác không để cho anh ta tiếp tục giằng co với Thiên Thông. Vậy chỉ càng rước lấy nhục vào thân thôi. Cũng không phải là thích, chỉ là cô gái đó bắt nạt người ta, không ngờ đi hẹn hò người khác sau lưng tôi, một kẻ tôi phải, cô ta. Vương Nhân Bàng lại tức giận, cạn sạch ly rượu đỏ, rồi lại giơ ly ra. Hơn nữa, vừa mới bị Thiên Thông đánh cho hai cái, anh ta dù say cũng biết được, mình căn bản không phải đối thủ của người ta. Thêm vào đó Thiên Thông là đi vào cùng Diệp lão đại, nên anh ta cũng đặt tay lên sofa nghỉ. Rút cục anh nói tới ai? Cậu em, nói rõ một chút, cứ úp úp mở mở khiến người ta khó chịu. Diệp Phàm khuyên nhủ. Còn chẳng phải là cái người mà bị tôi, làm, đó sao, ôi. Vương Nhân Bàng khổ sở lắc đầu. Anh, nói, chẳng lẽ là Thập Lục muội? Diệp lão đại thiếu chút nữa tự cắn lưỡi. Trước kia nghe Vương Nhân Bàng ăn nói rất phóng khoáng, như thể chẳng có chút cảm giác gì với cô gái ấy. Lúc ấy Diệp lão đại còn thầm ngưỡng mộ Vương Nhân Bàng là một tay, hoa trung thánh thủ. Con sói chơi xong liền đoạn tuyệt ngay. Tuy nhiên, lần đó hai người, làm, chỉ là bị ảo giác của mê cung tử vong thúc đẩy mà thành. Không ngờ bây giờ anh ta lại vì thiếu Thập Lục muội mà uống rượu đến nỗi này. Ôi! Vương Nhân Bàng than thở rồi lại uống một chén rượu lớn, coi như thừa nhận. Anh ta nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Khỉ, rất khinh người. Tôi không bận tâm thì cũng không thể đi hẹn hò người khác, đúng không? Hẹn hò, gấu hình người như anh đương nhiên người ta không cần rồi. Không cần anh, không đi hẹn hò người khác lẽ nào còn chờ anh? Đàn ông, đều chẳng ra gì cả. Tuyết Hồng lại quấy rối. Diệp Phàm vội vàng ra hiệu cho cô ta, ý là bảo cô nói ít đi một hai câu, đừng kích động tên này. Đồ vô dụng. Tuyết Hồng căn bản là không để ý đến ám chỉ của Diệp lão đại, tiếp tục mở miệng. Tuy nhiên, Thiên Thông lúc này âm thầm giơ tay suỵt một chút, phỏng chừng cũng là bảo cô mồm miệng nể tình một chút. Nào ngờ Tuyết Hồng nổi giận, trừng mắt nhìn Thiên Thông, nói. Anh sợ gì anh ta? Có là chủ nhiệm thị trấn cũng chẳng lớn hơn chủ nhiệm thôn như anh là bao. Còn nói muốn bảo vệ em, không để em bị ức hiếp. Em thấy anh chính là một con sói trắng, phụ công mẹ em đối tốt với anh như vậy, cho anh ăn, anh mặc, lại còn dạy anh, khốn kiếp. Thiên Thông bị cô ta mắng, chỉ có thể cười khổ chứ không dám lên tiếng. Diệp Phàm trong lòng giật mình, theo tin tức mà Tuyết Hồng nói, đó chẳng phải nói là Thiên Thông được mẹ Tuyết Hồng nuôi dưỡng từ nhỏ sao, khó trách Thiên Thông lại yêu chiều Tuyết Hồng như vậy. Không chừng bản lĩnh này cũng là do mẹ Tuyết Hồng dạy. Một người phụ nữ có thể dạy nên một cao thủ cửu đẳng, vậy chẳng phải rất đáng sợ sao? Tôi sẽ nói anh ta, tiếp tục nói, đồ vô dụng, đùa bỡn với phụ nữ chúng tôi. Khốn kiếp. Tuyết Hồng tức giận, tiếp tục nói Vương Nhân Bàng. Vương Nhân Bàng càng ngày càng khó coi, nấm đấm răng rắc kêu. Đủ rồi. Diệp Phàm đột nhiên giống lên một tiếng, trừng mắt chỉ vào Tuyết Hồng. Cô ăn nói cho phải phép một chút được không, tốt xấu gì cô cũng là một cô gái, hùng hổ như vậy, sau này ai còn dám yêu cô. Thiên Thông, anh ta mắng em, anh ta mắng em sẽ nói với mẹ, anh ta mắng em.
anh ta rủa em không lấy được chồng. Tuyết Hồng oan ức, chỉ vào Diệp lão đại, đôi mắt đỏ lên, bộ dạng sắp khóc. Tuy nhiên, cô gái này tuy không xinh đẹp bằng Kiều Viên Viên, nhưng thân hình nóng bỏng đủ khiến cho bọn đàn ông khao khát, còn cao hơn Kiều Viên Viên một bậc. Tuy nhiên, tổng hợp các mặt, hai người cũng là mỗi người một vẻ. Chỉ có điều, cô gái này sao lại tự nhận mình xấu? Cái ý nghĩ này nảy ra chắc là bởi câu nói không gả đi được. Sao lại mắng thiếu lịch sự như vậy? Diệp lão đại thầm sợ hãi trong lòng. Nếu quả thật động tới mẹ Tuyết Hồng, mình chắc sẽ đau đầu đây. Tuyết Hồng, không phải anh ta chửi em. Em nghĩ xem, em mới 18 tuổi phải không? Dùng ngôn ngữ hiện đại để nói, em vừa mới thành niên. Các cô gái bây giờ, đều là sau khi chín chắn mới lấy chồng. Phỏng chừng ít nhất cũng phải mười mấy năm nữa. Tới lúc đó, em chín muồi, như trái đào ngọt. Không nói tới chuyện không gả đi được, phỏng chừng những người muốn thành thân có thể đạp đổ cả cửa nhà em ấy chứ, đúng không nào? Đến lúc đó, anh Thiên Thông còn phải ngày ngày đến sửa cửa. Những ngày tháng đó, thật khổ sở. Thiên Thông cười khổ, ngụy biện một hồi. Diệp lão đại suýt chút nữa bật cười. Bởi vì Thiên Thông cứ nháy mắt với hắn. Mười mấy năm, em chắc thành bà lão rồi. Anh gạt em, anh hùa theo người ta lừa em. Bắt nạt em là cô gái nông thôn, tất cả mấy người đều gạt tôi. Tôi phải nói với mẹ. Tuyết Hồng lại khóc. Đừng nói với gì. Thiên Thông có chút khó chịu. Vậy anh ngồi xổm xuống. Tuyết Hồng đột nhiên ngừng khóc, chỉ vào Thiên Thông nói. Cái này, không hay lắm. Trò chơi lúc nhỏ lớn rồi không vui nữa. Thiên Thông vẻ mặt khổ sở, cầu cứu Diệp Phàm. Đương nhiên hy vọng Diệp lão đại có thể ra mặt nói chút lý lẽ, giảng hòa. Tuy nhiên, Diệp lão đại giả vờ như không thấy. Bởi vì hắn tò mò, muốn xem Tuyết Hồng bắt Thiên Thông ngồi xuống là vì sao. Anh không đóng giả vương bát leo núi đúng không? Tuyết Hồng trừng mắt, thiếu chút nữa lại tròn lại. Anh leo. Thiên Thông mặt đỏ lên. Bất đắc dĩ thở dài ngồi xổm xuống. Thật không phải, tuy nhà cô nuôi dưỡng Thiên Thông, cô cũng không thể coi thường Thiên Thông như vậy. Đây là nỗi sỉ nhục với Thiên Thông. Lúc nhỏ vui đùa một chút không ảnh hưởng gì. Thiên Thông đã bao nhiêu tuổi rồi, cô còn như vậy. Tôi không dạy dỗ cô thì không được. Một cô gái hư đốn. Diệp lão đại bước một bước tới trước mặt Tuyết Hồng, tát một cái. Không leo cũng được, Thiên Thông. Ba ngày sau anh quyết một trận tử chiến với anh ta. Đến lúc đó, không quan tâm thắng thua, anh đều không cần phải leo nữa. Nếu anh ta thua, em muốn anh ta leo cho Tuyết Hồng này xem. Tuyết Hồng giận, lông mày trợn ngược, giống như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì. Tập trung uống nước trái cây trước mặt, Thiên Thông lau mồ hôi trên mặt, Diệp Phàm vội đỡ anh ta đứng dậy. Chớ để ý, chúng tôi từ nhỏ tình cảm sâu sắc. Tôi chứng kiến cô bé lớn lên. Trong bất cứ tình huống nào, Thiên Thông tôi đều phải nghe lệnh của cô ấy. Nhưng Thiên Thông tôi tuyệt đối không cho phép ai làm bị thương cô ấy. Lời này của Thiên Thông rất lạnh lùng. Không nói nữa, chúng ta cạn ba chén. Diệp Phàm giơ lên ba cái chén, loảng xoảng đặt trước mặt hai người. Rất vui, tôi cũng uống ba chén. Không ngờ Vương Nhân Bàng cũng tới tham gia cuộc vui. Anh ta nhìn liếc Diệp Phàm một cái, cười nói. Cô gái kia... Cô ta đi xem mắt, nhưng, bị tối quấy nhiễu. Đánh thật là vui. Đánh, không đem người bị đánh tới đây. Diệp Phàm rụt cổ lại, chỉ sợ anh ta nhất thời tức giận, ra tay không biết nặng nhẹ. Đánh chết người thì phiền. Không sao, bị thương, không chết. Tuy nhiên, tôi không xả được giận. Sau đó đi qua võ quán của Đồng gia, thuận tay liền đá một cái. Vương Nhân Bàng nói rất thoải mái. Diệp Phàm vội vàng hỏi. Đá cho thế nào, chẳng phải đã bảo với anh là để nay mai, sao đã vội thế? Kệ anh ta, dám trêu chúng ta. Phải đá, cái phòng cũ rích đó suýt chút nữa bị tôi làm sập. Bảng hiệu cũng bị tôi đá nát rồi, thật sảng khoái. Diệp lão đại, anh không nhìn thấy, cả nhà Đồng ra kêu cha gọi mẹ. Mẹ nó, đây là cái giá phải trả khi trêu vào chúng ta. Vương Nhân Bàng vẻ mặt đắc chí. Chỉ đi bắt nạt mấy tên công tử coi hoa như võ đó có gì mà bản lĩnh. Có bản lĩnh, đá cả tấm biển thiếu lâm võ đang thanh thành La Phù đi. Tuyết Hồng lại chen lời vào, giọng điệu châm chọc. Cô gái nhỏ này, căn bản là sợ thiên hạ chưa đủ loạn. Cô đi thử xem. Vương Nhân Bàng cũng không đột lại ngay, chỉ buột miệng nói. Đi thì đi,
tôi sẽ đi đá Thiếu Lâm võ đang, thì sao nào? Tuyết Hồng lập tức quay ra khỏi quầy, định đi ra. Bà cô ơi, xin em đừng như vậy được không? Em sắp ép chết Thiên Thông anh rồi. Thiên Thông sợ tới mức mặt ngẩn ra, vội kéo lấy tay Tuyết Hồng. Nhân Bàng, đừng kích động cô ấy. Cô bé này. Diệp Phàm ra hiệu kiểu, khả năng kém, nhưng ngựa non háu đá. Thì ra là thế. Vương Nhân Bàng hoảng hốt hiểu ra, miệng, một cái đầy mùi rượu, cũng ngồi vào sofa tiếp tục uống. Tuy nhiên, mới yên tĩnh không được một phút đồng hồ. Cửa vang lên tiếng gõ rất mạnh. Tuyết Hồng hào hứng đi mở cửa, chạy tới kéo cửa. Một thanh tra cảnh sát vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa. Còn trưởng ban bảo an của Thang Đế, Thôi Nhất Đống đứng bên cạnh anh ta. Tiểu tử này trên đầu quấn đầy băng gạc, trên băng còn có máu tươi, đoán chừng là lau thuốc đỏ lên. Bây giờ còn chảy máu, anh ta chẳng mất mạng từ lâu rồi. Rõ ràng là sau đó giả tạo. Chính là cô ta, đồng chí cảnh sát, chính là cô ta đánh người. Thôi Nhất Đống tức giận nói. Sau đó, lại chỉ vào Thiên Thông. Anh ta đánh bị thương mười mấy người của chúng tôi. Còn đập cửa của Thang Đế. Coi trời bằng vung rồi, đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải nghiêm trị những phần tử xấu này. Yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý công tâm việc này. Một viên thanh tra mặt nghiêm túc nói. Quay đầu đang định nói với Tuyết Hồng vài câu. Nào ngờ Tuyết Hồng giành nói trước. Quẩy dây bản cô nương nhảy, anh còn muốn ăn đánh đúng không? Nói xong, Tuyết Hồng liền vung tay. Thôi Nhất Đống ở bên cạnh anh cảnh sát, cũng bạo lên. Không ngờ không né, trên mặt bá, một tiếng, thật là đã ăn một cái tát của Tuyết Hồng. Còn lại, không ngờ trước mặt chúng tôi lại dám ngang nhiên đánh người. Một viên thanh tra tức giận, thấy quá mất mặt, người bị hại không ngờ bị đánh ngay trước mặt mình. Chương 2115, Diệp Phó. Vâng. Hai cảnh sát lên tiếng trả lời, mỗi người giơ một tay ra phía trước, tiến đến xoay hai tay của Tuyết Hồng. Muốn làm gì? Bá, bá, hai tiếng trầm đục. Hai cảnh sát lần lượt bị Thiên Thông đánh ngã đập vào khung cửa, đầu óc choáng váng, bộ dạng đứng không vững. Đồng nghiệp của bọn họ vội đỡ lấy. Loạn rồi, tất cả mấy người này đều là côn đồ, đánh lén cảnh sát, bắt tất cả lại. Một viên thanh tra tức giận, chỉ vào bốn người giống lên, gân xanh trên cổ nổi lên, xem ra, là thật sự rất giận. Khoan đã! Diệp lão đại nhìn Vương Nhân Bàng liếc mắt một cái, thấy anh ta còn đang rót rượu, căn bản không định xen vào, đành phải tự mình ra mặt. Anh là ai? Anh nói khoan là khoan sao? Vậy Trương Liêu tôi chẳng phải thành thủ hạ của anh rồi sao? Không cần để ý bọn họ, cứ còng cả lại cho tôi trước, thật chẳng ra sao? Có còn coi cảnh sát chúng tôi ra gì không? Đánh người ngay trước mặt cảnh sát, đánh lén cảnh sát, gây chuyện ở hộp đêm của người ta. Trương Liêu phẫn nộ trợn trừng hai mắt. Hừ, không hỏi tình hình vụ án, không hỏi nhân chứng, không kiểm tra hiện trường, không nói tên, không đưa ra giấy chứng nhận, mà định ra tay bắt người, ai cho Trương Liêu anh cái quyền này? Còn nữa, Trương Liêu, anh là ai, chức vị, công tác ở đâu? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Thấy không đội phó Trương, người ta mạnh miệng thế cơ mà. Còn thẩm vấn lại chúng ta nữa. Một cảnh sát cấp 2 đứng phía sau thản nhiên bồi thêm một câu, rõ ràng là đổ thêm dầu vào lửa. Coi chúng ta là tội phạm cơ đấy. Người cảnh sát kia lại bồi thêm một câu. Tôi hỏi các anh nói, đành chống lảng làm gì? Diệp lão đại vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng sợ. Anh là cái đinh gì gì, còn hỏi tôi. Chẳng qua chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn. Chẳng được cái thích sự gì. Hôm nay tôi sẽ cho các anh phải sáng mắt ra. Một thanh tra cấp 2, mặt gầy gò đứng phía sau, rất kiêu ngạo, quát. Trần Tiềm, không phải nhiều lời với loại thổ phỉ này, cứ bắt mang về cục rồi tính sau. Trương Liêu vung tay lên, hừ nói. Thổ phỉ, nói hay. Đồng chí Thiên Thông, chúng ta thành thổ phỉ. Ha ha. Diệp lão đại đột nhiên phá lên cười. Tuy nhiên, lúc nghe thấy Diệp Phàm nói, đồng chí Thiên Thông, đội trưởng Trương lại sững sờ mất mấy giây. Bởi vì, thường thường, danh xưng, đồng chí, là xưng hô chuẩn mực trong chính phủ. Chẳng lẽ mấy người này cũng là những người trong chính phủ? Tuy nhiên, cho dù người thanh niên này có làm trong chính phủ, phòng trừng cấp bậc cũng không cao. Phó cục trưởng là cùng, không chừng là có chút gia thế hay gì đó. Tuy nhiên, Thang Đế đã gọi mình ra tay. Vậy chắc chắn đây là vấn đề sẽ giải quyết được.
năng lực của mấy ông chủ lớn của Thang Đế, đội trưởng Trương Thừa biết. Cho nên, sau khi anh ta hơi sững người một lúc, lập tức vứt bỏ nỗi băn khoăn. Hi hi, chủ nhiệm Diệp, một phó giám sát trưởng hóa thành thổ phỉ, vậy mấy người đó thành cái giống gì? Không ngờ Thiên Thông lại cũng biết Diệp Phàm còn kiêm chức phó giám sát trưởng vụ đôn đốc giám sát, Bộ Công an. Xem ra, đồng chí Thiên Thông chỉ ra vẻ chất phác thật thà, thật ra, người này trong lòng chuyện gì cũng biết. Phỏng chừng cũng là một người thường thích giả heo ăn thịt hổ. Phó giám sát trưởng. Đội phó Trương thì thầm một câu, lập tức, sắc mặt có chút khó coi. Đôi chân kia, không tự chủ được, lập tức đứng nghiêm, thiếu chút nữa kêu lên câu, chào thủ trưởng. Đội phó Trương, cục thành phố chúng ta không có phó giám sát trưởng nào họ Diệp cả. Lúc này, Trần Tiềm cả gan nói thầm một câu bên tai Trương Liêu. Khốn kiếp, cục thành phố không có, nhưng cấp trên thì có, thật đúng là tầm nhìn hạn hẹp, một đám ếch ngồi đáy giếng. Những người có thể đến Thang Đế là những người như nào, là người các anh quản được sao? Cũng không lấy gương mà soi, cái quái gì, lại còn thổ phỉ cơ đấy, thổ phỉ con mẹ. Lúc này, đồng chí Vương Nhân Bàng đã uống say, một tiếng, mở một chai vodka, thuận miệng nói một câu. Ha ha, tự Thang Đế không quản, đội phó Trương này lại ra mặt. Súng bắn chim đầu đàn, đội phó Trương, là anh tự chuốc lấy thôi. Lúc này, đồng chí Thiên Thông cười tủm tỉm nói, thực giống bà ngoại sói. Vật hy sinh, trong ý nghĩ của đội trưởng Trương không khỏi nghĩ tới từ này. Thái độ anh ta thay đổi ngay, cúi gập người, vẻ mặt cung kính hỏi. Phó giám sát trưởng Diệp, tôi tên là Trương Liêu, là đội phó trung đoàn trị an, cục thành phố. Ngại quá, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, quấy rầy. Ngay sau đó, nụ cười khiêm nhường của đội phó Trương kia lập tức biến mất, sắc mặt nghiêm túc quát mấy cảnh sát phía sau. Còn không cút ngay cho tôi, ở đây xem trò vui hả? Lạch cạch mấy tiếng bước chân truyền đến, mấy người đó chạy vội như bôi mỡ vào chân. Khoan đã, đội phó Trương, anh tới đúng lúc lắm. Anh bắt cái tên trưởng ban bảo an gì đó, mà vừa công khai đùa giỡn con gái nhà người ta này đi. Anh ta còn mười mấy tòng phạm, nhất định phải đưa về cục thẩm vấn cho kỹ, thẩm vấn không rõ ràng thì đừng tới gặp tôi. Diệp Phàm chỉ vào thôi nhất đống mặt đã đầm đìa mồ hôi, hừ lạnh một tiếng. Sau đó như nhớ ra điều gì, nói. À, đúng rồi, tôi tên là Diệp Phàm, cứ thế đi, các anh dẫn người đi đi. Anh nói bậy, tôi đùa giỡn con gái nhà lành bao giờ. Anh là tên khốn kiếp, phụ oan cho tôi. Thôi nhất đống quay người chối. Tên này ỷ vào Thang Đế có người chống lưng, rõ ràng vẫn rất kiêu ngạo. Bá, một tiếng tát chói tai truyền đến. Nói gì thế, mẹ anh không dạy anh ăn nói có văn hóa sao? Không ngờ trước mặt chúng tôi ngang nhiên nhục mạ phó giám sát trưởng Diệp. Còng tay lại, mang về cục thẩm tra rõ ràng. Đội phó Trương lau chút mồ hôi trên trán, hừ lạnh nói. Anh ta lúc này có thể khẳng định, phó giám sát trưởng Diệp Phàm này chắc chắn là chính tông. Bằng không, ai dám giả mạo trước mặt người khác mà còn kiêu ngạo như thế? Trừ phi đầu óc bị lừa đá mất rồi. Bá, bá, bá. Ba tiếng vỗ tay rất vang dội truyền đến, theo đó là một giọng nam hơi châm chọc. Thật là oai phong, cái gì gọi là trở mặt như trở bàn tay, Tiết Trung Cường coi như đã lĩnh giáo rồi, đúng là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt. Diệp Phàm dương mắt nhìn tới, phát hiện một người mặc đồ đen, bên trong là chiếc áo màu da cam. Dưới chân đi giày da, trông rất ra dáng, có phong thái như ông vua màn ảnh Châu Nhuận Phát. Người này là một trong những cổ đông lớn của Thang Đế, Tiết Trung Cường, còn gọi là Tiết Nhị Công Tử, cũng có người gọi anh ta là Nhị Thiếu Gia, người ta gọi là Nhị Thiếu Gia vì đây là đứa con thứ hai của Tiết Gia. Người này cũng nổi tiếng phản nghịch, Tiết Gia gia thế rất cao, trong nhà có mấy quan lớn trong chính phủ. Còn cha của Tiết Trung Cường hy vọng anh ta có thể lập công trong quân đội. Cho nên vừa tốt nghiệp đại học liền đưa anh ta vào quân đội. Dựa vào nền tảng chắc chắn của Tiết gia, đương nhiên Tiết Nhị Công Tử được vào bộ đội tinh nhuệ nước Cộng Hòa. Tuy nhiên, sau khi Tiết Nhị Công Tử học được bản lĩnh giỏi giang, cấp trên đang định thăng cho anh ta làm thiếu tá, thì anh lại trốn khỏi quân doanh. Vì thế, thiếu chút nữa bị phía quân đội ghép vào tội đào mũ đưa lên tòa án quân sự. Tiết lão gia tức giận thiếu chút nữa phun máu mũi mà chết. Tuy nhiên, cũng không thể dương mắt nhìn đứa con xui xẻo, đành phải giơ tay cứu anh ta. Ông ta liền cộng tác với mấy người có vai vế trong đảng mở hộp đêm Thang Đế này.
Nhị công tử, anh tới rồi. Tôi. Thôi Nhất đống mắt đỏ lên, anh ta vừa cảm kích vừa cảm thấy oan ức. Không sao, có tôi ở đây. Tôi lại muốn xem ai không có mắt, dám bắt anh đi. Cái thứ gì vậy, thang đế chúng ta từ lúc nào lại thành đống bùn nhão vậy? Giọng điệu kia của Tiết Nhị thiếu gia chính là không coi Diệp Phàm ra cái gì. Nói đến đây còn liếc nhìn đội phó trương một cái. Đội phó trương cười chua xót, miệng chào hỏi nói. Nhị công tử, chuyện này, chỉ là hiểu lầm. Vừa rồi chúng tôi chỉ định đến giải quyết tình hình, cũng không phải lập tức bắt người. Đồ chó vô dụng, cút ngay sang một bên cho tôi. Tiết Trung Cường chính là chẳng nể mặt đội phó trương chút nào, mắng như mắng tôi tớ. Đội phó trương này là do người của thang đế gọi tới, kết quả lại suýt chút nữa bắt người của thang đế. Tiết nhị công tử đương nhiên chẳng vui vẻ gì nhìn đội phó trương. Đội phó trương ấp úng, nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Anh ta đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhất thời vẻ mặt cay đắng, đứng ngẩn ngơ bên khung cửa. Anh ta hối hận tới mức muốn đâm vào tường, vốn ở nhà đang ngủ ngon giấc, vốn định biểu hiện tốt một chút. Không ngờ hôm nay lại đá phải biển sắt, nhưng không trêu nổi vào phó giám sát, ông chủ Tiết nhị bên này cũng không thể đắc tội. Đội phó trương cảm thấy đôi vai nhỏ của mình sắp bị đè gãy, mất hết tinh thần. Còn chưa cút, có phải muốn tôi đá cho một cái không? Tiết nhị công tử cảm thấy bị khiêu khích quyền uy, chân khẽ giơ ra một chút, như định đá. Đội phó trương như phản xạ có điều kiện, lui nửa bước. Bởi vì, cái chân Tiết nhị công tử này thường xuyên đá người. Năm ngoái, phó cục trưởng một phân khu nào đó phía dưới, chẳng phải đã bị Tiết nhị công tử đá gãy một chân đấy sao? Nghe nói người này công phu rất cao, là tinh anh trong bộ đội đặc chủng. Nếu xét về quyền cước, đội phó trương đúng là sợ anh ta. Vậy chẳng phải bị đá cho một cước là thảm rồi sao, hơn nữa, còn đau không biết kể cùng ai. Tuy nhiên, đội phó trương vừa lui nửa bước, lại nghĩ tới phó giám sát trưởng Diệp Phàm còn chưa cho chỉ thị. Đành phải lấy lại dũng khí, dừng bước. Trên đời này, cái gì khó nhất, chính là đội phó trương trong giờ phút này. Nếu có bán thuốc hối hận, đội phó trương tình nguyện táng ra bại sản để được một viên để giải tỏa tâm trạng. Lấy khí khái của một cảnh sát nhân dân ra. Anh là chấp pháp vì dân, chứ không phải dành chính quyền cho một cá nhân nào. Diệp lão đại đột nhiên vẻ mặt nghiêm trang, hướng về phía đội phó trương hừ nói. Vâng, thủ trưởng. Không ngờ đội phó trương vừa nao núng khi nãy, giờ phút này đột nhiên tiến hai bước lớn tới chỗ Diệp Phàm. Sau khi hành lễ, nói. Phó giám sát trưởng Diệp, đội phó trung đoàn trị an cục công an thành phố Bắc Kinh, thanh tra cảnh sát trương Lưu báo cáo, xin thủ trưởng ra chỉ thị. Tức nước vỡ bờ. Đội phó trương bị nhị công tử của Tiết gia quát cho như chó, còn run xéo mãi cũng quằn. Thế lực hùng hậu của thang đế, đội phó trương biết rõ, nhưng cũng không thể không xem đội phó trung đoàn trị an trương Lưu này ra gì được. Thường ngày trương Lưu tôi oai phong như vậy, ở thủ đô này ai dám hét vào mặt mình. Cho nên một tiếng hô của Diệp Phàm, lập tức khôi phục chí khí của trương Lưu. Đội phó trương, anh không hồ đồ đấy chứ. Tiết nhị công tử cảm thấy có chút mất mặt, hung tợn nhìn chằm chằm đội trưởng trương nói. Thấy người này chẳng những không cút, không ngờ còn xin chỉ thị từ đối thủ của mình. Đây chẳng phải là ngang nhiên muốn đánh vào mặt nhị công tử mình sao? Chương 2116, bắt toàn bộ. Tiết Trung Cường, tôi rất tỉnh táo. Đội phó trương vẻ mặt quang minh chính đại, đầy uy nghiêm, hừ nói với Tiết nhị công tử. Có nhìn thấy nhị công tử không vậy, nuôi chó làm loạn à? Một tên non trẻ đứng phía sau Tiết nhị công tử cố ý liếc mắt nhìn đội phó trương một cái. Người này trời sinh không đủ nam tính, cả người còn hôi mùi sữa, giọng nói vừa phát ra, thật đúng như giọng thái giám. Đội phó trương, anh nghĩ kỹ chưa? Tiết nhị công tử không thể xuống nước, chỉ vào đội phó trương trừng mắt nói. Tôi đã nghĩ kỹ từ lâu rồi, tôi là cảnh sát nhân dân vì nhân dân, trương Lưu tôi, cũng không phải chó của thang đế các anh. Các anh có tiền, các anh có quyền thế, các anh có của cải, trương Lưu tôi không bản lĩnh, một cảnh sát nhỏ không động vào các anh được. Tuy nhiên, quốc huy trên người của tôi nói cho tôi biết, không thể tiếp tục như vậy nữa. Phải thành cái cửa cho các anh đi, trương Lưu tôi cùng lắm là về nhà bán khoai lang. Tuy nhiên, trước khi, về nhà, tôi vẫn là cảnh sát nhân dân, tôi vẫn là đội phó trung đoàn trị an cục thành phố. Tôi sẽ chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Giữ an toàn cho nhân dân,
bảo vệ sự bình yên của một phương. Trương Liêu lời lẽ chính nghĩa nói, như biến thành một người khác, giọng điệu quang minh chính đại. Anh ta sau khi nói xong chỉ thẳng vào Thôi Nhất Đống nói. Bắt trưởng ban bảo an Trương Nhất Đống và toàn bộ những tội phạm tình nghi trêu ghẹo con gái nhà lành đưa về cục thẩm tra xử lý. Vâng, đội phó. Mười mấy cảnh sát lần này đáp với giọng đặc biệt vang dội. Bởi vì âm than của bọn họ cộng hưởng lại. Tiết Nhị công tử anh gọi đội phó là chó, vậy cấp dưới như chúng tôi chẳng phải đều thành chó rồi sao? Đây là do Tiết Nhị công tử chạm vào lòng chính nghĩa, nhân cảm của bọn họ. Cái gì gọi là nhân cảm, chính là sự tôn nghiêm của con người. Vừa nói xong, mười mấy cảnh sát mau chóng hành động. Hai thanh tra cảnh sát nhị cấp đích thân ra trận, cầm còng tay uy phong tiến về phía Thôi Nhất Đống. Các anh dám! Tiết Nhị công tử lên cơn, một bước tiến đến chặn trước mặt Thôi Nhất Đống. Đôi mắt đằng đằng sát khí nhìn hai thanh tra cảnh sát. Hôm nay để người ta bắt Thôi Nhất Đống đi mà được sao? Thang đế còn mặt mũi nào nữa? Từ nay về sau, thang đế sao tồn tại được ở thủ đô? Tiết Trung Cường, anh định làm gì? Trương Liêu dũng cảm hừ nói. Thật ra, anh ta vẫn hơi chột dạ. Bởi vì, Diệp Phàm nhìn thấy, bắp chân anh ta hơi co giật. Đương nhiên, chỗ này ánh sáng yếu như vậy, không có đôi mắt ưng thì không thể nhìn thấy. Còn Vương Nhân Bằng còn đang đối phó với chai vodka, còn hai người Thiên Thông và Tuyết Hồng lại đứng cắn hạt dưa đặt trên mặt chiếc tủ nhỏ. Chuyện bên này xảy ra, cứ như chẳng có tí quan hệ khỉ gì với bọn họ vậy. Tôi đếm tới 10, nếu anh không cút đi, xem tôi xử lý các anh như nào. Tiết Nhị công tử rất kiêu ngạo, hét lên. Sau đó bắt đầu đếm, 1, 2, 3, 4. Trương Liêu lén nhìn Diệp Phàm, thấy hắn cũng không có ý định nhúng tay vào việc này. Mà lại đang rất bình tĩnh uổng rượu, Trương Liêu đâm lao đành phải theo lao. Nói, Tiết Trung Cương, anh dám ngăn cản sao? 10, đánh ngã tất cả cho tôi. Hậu quả do thang đế chúng tôi phụ trách, cái khỉ gì, có phải coi thang đế này là lương khô không? Mười mấy nhân viên bảo an của thang đế cầm côn bổng đánh hướng về phía mấy cảnh sát. Bá, một tiếng. Một cảnh sát bị trúng một côn vào đầu, máu tươi lập tức chảy ra. Tuy nhiên, Trương Liêu không có động tĩnh, những cảnh sát khác không dám phản kháng. Lại, bá, bá, mấy tiếng. Lại có hai cảnh sát chảy máu ngã xuống. Tiết Nhị công tử liếc mắt nhìn đội phó Trương, lại nhìn chằm chằm Diệp Phàm, vẻ mặt mỉm cười như châm chọc. Diệp Phàm vẫn không hé răng. Hôm nay chính là muốn xem Trương Liêu có khí phách hay không, có lòng quyết tâm đấu đến chết hay không. Chống người thi hành công vụ, đánh lén cảnh sát, xem, để tôi bắt lại. Mắt thấy 4-5 thủ hạ đã gục trên đất, Trương Liêu mắt đỏ ngầu, giống to một tiếng, tự mình ra tay đánh hướng về phía Tiết Nhị công tử. Bá, một tiếng. Trương Liêu ôm đầu ngã xuống, bởi vì Tiết Nhị công tử kiên quyết. Anh ta tiện tay cầm lấy chai rượu đổ trên bàn trà bên cạnh, đập vào đầu Trương Liêu, da đầu lập tức rách toác, máu tươi chảy xuống hai má đội phó Trương. Bá. Một âm thanh chát chúa vang lên, Tiết Nhị công tử vừa nhìn, phát hiện chân chảy máu, đương nhiên là tác phẩm của đội phó Trương. Tiết Nhị công tử mắt đỏ lên, anh ta cũng thật dũng mãnh, rõ ràng còn giãy giụa với lấy chai rượu vỡ đập lần nữa. Phát này mà bị đập trúng, chắc chắn mất mạng. Đủ rồi. Diệp lão đại đá một cước, cái chai đập vào chân tường. Còn Tiết Nhị công tử cũng bị đá tới sàn nhảy cách đó 3 mét. Lên, bắt toàn bộ. Dùng bạo lực sát hại cảnh sát. Thủ hạ của đội trưởng Trương phẫn nộ, một đám mắt đỏ ngầu đánh hướng về phía các nhân viên bảo an của thang đế. Hai bên lại đấu với nhau. Cặn bã, dám bắt bản cô nương. Tuyết Hồng không buông tha Tiết Nhị công tử, nhân cơ hội tiến lên một bước đạp một cước. Tuy không nghe thấy tiếng răng rắc nhưng Diệp Phàm tin, cô nàng này bản lĩnh cũng không kém. Chân bên kia của Tiết Nhị công tử chắc chắn đã bị gãy, không còn nghi ngờ gì nữa. Mẹ nó, thật là đáng ghét. Vương Nhân Bằng nổi đóa, đang uống rượu vui vẻ thì một đám đánh nhau trong phòng riêng của mình. Anh ta bật dậy, một trận quyền cước giáng xuống. Bá, bá. Không lâu sau, tất cả ngã xuống. Tôi đây là hiệp trợ cảnh sát các anh chấp pháp. Ha ha, cũng là anh hùng. Phó giám sát trưởng Diệp, có phải cũng nên phát cái giấy chứng nhận vinh dự hay đại khái gì đó không nhỉ? Nếu không... Đưa tôi cái huy chương vàng lần trước người ta trao cho anh là được. Vương Nhân Bàng nhún vai, vẻ mặt đắc chí cười với Diệp Phàm.
đương nhiên là nhắc tới huân chương Long Kim mà Chủ tịch Đường trao cho Diệp Phàm biểu dương chiến công trong trận Mê Cung tử vong. Đó là sự vinh danh cao nhất của quốc gia dành cho. Đừng đùa, cái đó mà anh cũng đòi. Diệp lão đại trợn mắt nhìn thẳng. Đám cảnh sát nhanh chóng thu dọn hiện trường, lại gọi thêm mười mấy cảnh sát đến, áp giải mười mấy nhân viên bảo an đi. Thang đế vốn rất nổi tiếng, đã có mười mấy con chó săn cầm camera đang chụp lách tách. 7-8 chiếc xe cảnh sát oai phong đỗ ở bãi đỗ xe trước cửa. Mấy người bọn Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng đi cửa sau ra, tình huống như này Diệp Phàm xuất hiện không thích hợp. Đêm khuya, Phó Tư lệnh viên Tưởng Huy vừa tắt đèn định ngủ, tuy nhiên, điện thoại vang lên. Vừa nối máy, thấy số của Tư lệnh viên Tôn Lực. Tương Huy như phản xạ có điều kiện, từ trên giường xuống đất, đầu dây bên kia vang lên giọng nói. Anh lập tức đến phòng làm việc của tôi. Rồi Tư lệnh viên Tôn Lực cúp máy ngay. Tương Huy giật mình, sắc mặt hơi thay đổi. Đã trễ thế này Tôn Lực còn gọi điện tới, hơn nữa chỉ nói vài câu. Vậy chuyện này khẳng định rất gấp. Tương Huy nhanh chóng mặc quần áo xong, xoay người định đi. Vợ anh ta hỏi. Đã trễ thế này còn ra ngoài làm gì? Có việc gấp, em ngủ đi. Tương Huy vừa nói vừa nhanh chóng xuống tầng. Không lâu sau tới khu cảnh vệ. Trước khi anh ta bồn chồn đi tới phòng làm việc của Tư lệnh viên Tôn, phát hiện thư ký Tào Thanh của Tư lệnh viên Tôn đang được ra trước bàn làm việc. Tiểu Tào, Tư lệnh ở bên trong đúng không? Tương Huy nói khẽ, đương nhiên là muốn nghe ngóng tình hình một chút. À, Tư lệnh Tương, đúng thế. Tư lệnh Tôn đang chờ trong phòng, anh mau vào đi. Tào Thanh hơi ngạc nhiên phản ứng lại, vội nói. Tư lệnh, sao lại? Tương Huy nhìn thư ký Tào Thanh liếc mắt một cái. Tào Thanh ra hiệu bằng tay, ý là tình hình không tốt lắm. Tương Huy vừa nhìn đã hiểu, trong lòng nhất thời không hiểu, vừa nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Tư lệnh Tôn tức giận như vậy, vừa gõ cửa. Ngồi đi. Tôn Lực ngẩng mặt, chỉ chiếc ghế đối diện. Sau khi Tương Huy nhẹ nhàng ngồi xuống, phát hiện Tôn Lực không mở miệng, cứ hút thuốc mãi. Tương Huy cũng không dám mở miệng, ngơ ngác nhìn Tư lệnh viên Tôn Lực. Hứa Tam Cường của tập đoàn Hoành Hoa kia rút cục xảy ra chuyện gì? Tôn Lực ném điếu thuốc cho Tương Huy, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Tôi đã tìm hiểu, nghe nói là phá nhà người ta, tên là biệt thự Lá Đỏ. Công ty Đông Phát thuộc tập đoàn Hoành Hoa định phát triển, xây dựng tòa nhà Quốc Đông. Thật ra là muốn lập nên vòng kinh doanh Quốc Đông ở khu Ngũ Mã. Việc này, xem chừng là tập đoàn Quốc Đông đứng sau sai khiến. Tuy nhiên, Tư lệnh cũng biết đấy. Đất ở thủ đô bây giờ, tấc đất tấc vàng, muốn người ta nhượng đất lại quá khó. Tập đoàn Hoành Hoa cũng bỏ ra nhiều công sức, đều lấy được đất xung quanh biệt thự Lá Đỏ rồi. Phòng trừng ủy ban nhân dân quận Ngũ Mã cũng bỏ ra không ít công sức. Dù sao, có thể xây dựng tòa nhà Quốc Đông ở quận Ngũ Mã, hỗ trợ rất lớn cho sự phồn vinh của kinh tế quận Ngũ Mã, sự nâng cao ưu thế của quận. Hơn nữa, sau khi tòa nhà Quốc Đông được xây dựng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc của quận Ngũ Mã, độ cao nghe nói lên tới 6-70 tầng. Đối với một khách hàng lớn như vậy, Ủy ban Nhân dân quận đương nhiên thúc đẩy mạnh mẽ. Bởi vậy, Hứa Tam Cường của tập đoàn Hoành Hoa đích thân mang theo người giải phóng mặt bằng quận Ngũ Mã đi cưỡng chế biệt thự Lá Đỏ. Đó là một biệt thự cổ có lịch sử khá lâu đời, nghe nói là một người châu Âu nào đó xây dựng. Phỏng chừng giá trị cũng không nhỏ. Trước kia tập đoàn Đông Phát muốn mua, nhưng người ta lại không bán. Kết quả chẳng có cách nào, cũng không thể để tòa biệt thự phong cách châu Âu này trở thành chướng ngại vật đối việc mở rộng kinh doanh của Quốc Đông được. Khi ấy bọn họ cũng lấy danh nghĩa ban giải phóng mặt phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy nhiên, gặp hộ bị cưỡng chế, chắc chắn sẽ phát sinh chút khúc mắc. Tương Huy thật cũng không giấu giếm, kể tất cả sự thật. Lúc này, Tôn Lực hỏi chuyện này. Chắc chắn liên quan đến việc vội gọi mình tới lúc đêm khuya như này. Tòa nhà Quốc Đông chẳng lẽ là do tập đoàn Quốc Đông của Hứa Thị ở cửa Đông làm sao? Tôn Lực nhíu nhíu mày hỏi. Bởi vì, tập đoàn Quốc Đông rất nổi tiếng, thuộc vào một trong những tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh thương mại ở thủ đô. Cho nên, một nhân vật của khu cảnh vệ như Tôn Lực cũng biết tập đoàn Quốc Đông. Đúng vậy. Tương Huy gật gật đầu. Anh có quen Hứa Tam Cường của tập đoàn Hoành Hoa không? Nghe nói anh ta rất nổi tiếng, gọi là cái gì mà, cậu Tam, căn bản chính là một tên con ông cháu cha. Tư lệnh viên Tôn hừ lạnh một tiếng. Tôi và anh ta vốn không quen biết, nhưng có người vẫn luôn giới thiệu cho tôi,
tôi cũng không có cách nào, đều là bạn học cũ. Tương Huy biết sự việc liên quan đến Hứa Tam Cường, bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt có chút khó xử. Chương 2117, Tư lệnh viên Tôn kinh hãi. Rốt cuộc là ai, lão Tương, việc này, có chút nghiêm trọng, anh phải nói thật. Mấy lời này của Tôn Lực nói ra, chính là biểu thị chút bất mãn với Tương Huy. Không giấu gì anh, là Hứa Chính Phong của Hứa gia cửa đông nói với tôi. Anh ta hiện nay là người cầm lái của Hứa gia, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Quốc Đông. Mà anh ấy lại là bạn học cũ của tôi. Từ đó tới nay, quan hệ của chúng tôi khá tốt. Hơn nữa, Tư lệnh Tôn, anh cũng biết đấy, Hứa gia cũng là một trong những gia tộc có tầm ảnh hưởng khá lớn trong nước. Bằng không, tôi sẽ không lo việc không đâu thế này. Cái chính là việc này không phải chuyện lớn gì, cho nên tôi mới ra tay. Tương Huy nhấn mạnh việc này không phải việc lớn, đương nhiên có ý trốn tránh trách nhiệm. Anh không được hưởng lợi ích gì từ anh ta. Đôi mắt Tôn Lực có chút khí lạnh nhìn chằm chằm Tương Huy. Tuyệt đối không có, chúng tôi còn không gặp mặt, chỉ là anh ta gọi điện cho tôi lúc đêm khuya, sau đó tôi tìm hiểu rõ tình hình rồi mới tìm anh. Tương Huy vội nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thậm chí, bụng chân có chút cảm giác co giật. Tìm anh cũng là dễ hiểu, bởi vì Hứa Tam Cường là bị cảnh vệ khu chúng ta bắt về, không phải lãnh đạo quân đội thì không thể ra tay. Tôn Lực gật gật đầu, sắc mặt có vẻ nhẹ nhàng, nhìn Tương Huy, lại hỏi. Vậy Hứa Chính Phong sao lại chiếu cố Hứa Tam Cường như vậy, bọn họ đều họ Hứa, chắc là có quan hệ gì, hay là cái gì? Tôi cũng không rõ lắm, Hứa Chính Phong chưa từng nói gì. Tuy nhiên, tôi âm thầm quan sát, nhưng cũng không phát hiện điều gì. Chỉ có điều, bằng trực giác, tôi cảm thấy giữa hai người bọn họ hẳn có quan hệ gì đó. Bởi vì, Hứa Tam Cường hơi giống Hứa Chính Phong. Tương Huy nói, con riêng, Tôn Lực bộ dạng hoảng hốt hiểu ra. Gật gật đầu. Tuy nhiên, việc này vẫn rất lạ. Lạ. Tương Huy thì thầm một câu, nhìn Tôn Lực không dám hỏi, giả bộ lầm bầm tự nói. Đương nhiên là lạ, anh có biết vừa rồi ai gọi điện thoại cho tôi không? Tôn Lực nói. Cái này, tôi không rõ lắm. Tương Huy thành thật lắc đầu. Triệu Quát. Tôn Lực vừa nói, Tương Huy vô tình bất ngờ đứng dậy, sắc mặt trở nên trắng bệch, miệng ấp úng nói. Sao có thể thế, Tư lệnh viên Triệu sao lại hỏi đến chuyện nhỏ nhặt như vậy? Hơn nữa, sự việc cũng qua rồi, phòng công an khu Ngũ Mã đã xử lý xong rồi. Triệu Quát hỏi tôi mấy câu, nói khu cảnh vệ bắt người có ý định phá hỏng sở khoa học quân sự, sao lại giao cho cơ quan công an địa phương? Đây là phạm trù thuộc quân đội, là phạm vi quản lý của khu cảnh vệ. Nếu đều bị coi như trò đùa, vậy cơ mật quân sự quốc gia còn muốn bảo mật hay không? Thiết bị quân sự ai cũng có thể đập phá, vậy còn có thể duy trì tính quyền uy của thiết bị quân sự sao? Quân đội của nước Cộng Hòa còn có thể bảo vệ tổ quốc được sao? Tôn Lực sắc mặt có chút khó coi nói. Sở khoa học quân sự, đó là một tòa biệt thự cổ mang phong cách châu Âu, lúc nào lại thành sở khoa học quân sự vậy, không thể. Tư lệnh, có phải Triệu tướng quân nói bừa, làm vỏ bọc cho việc đòi món nợ ân tình không? Triệu tướng quân cũng quá ức hiếp người ta đúng không? Tương Huy có chút phẫn nộ, bởi vì ông ta biết Tôn Lực cũng không phải thuộc phe của Triệu gia. Trước kia còn từng đụng độ, còn Tương Huy là thân tín đắc lực của Tôn Lực. Tôi đã điều tra, đúng là Sở Khoa học Quân sự, một Sở Khoa học Quân sự bí mật thuộc Bộ Quốc phòng. Nghe nói còn treo một tấm biển, đoán chừng Hứa Tam Cường cũng không thèm nhìn tấm biển đã đi đập phá. Tôn Lực nói, việc này làm sao bây giờ? Tương Huy đau đầu. Không ngờ việc cưỡng chế phá dỡ lại thành ra phá dỡ cả sở khoa học quân sự, gay gâu rồi. Đương nhiên, nếu là một sở khoa học quân sự bình thường, tin là với năng lực của Tôn Lực, có thể tìm một lý do cho việc phá dỡ. Mấu chốt việc lần này lại là Triệu Quát ra mặt, sở khoa học quân sự này chắc cũng có lai lịch lớn. Làm sao bây giờ, tôi đang chuẩn bị hạ lệnh bắt Hứa Tam Cường và mấy phần tử nòng cốt trong việc phá dỡ lần này lại. Chẳng phải là gọi anh tới thương lượng việc này sao? Lão Tưởng, giữa chúng ta là quan hệ gì, đúng không? Tôn Lực hừ nói. Việc này, nếu là một sở khoa học quân sự bình thường thì cũng dễ thương lượng đúng không? Sở khoa học quân sự có thể dọa chết người ngoài, nhưng sao dọa được tôi và anh? Triệu Quát không nói hai lời, liền ép anh như vậy, có phải ông ta hơi quá đáng không? Tôi phỏng chừng, ông ta cũng là nói tình. Hơn nữa,
có phải Triệu gia muốn mượn chuyện này để động vào anh không? Đúng là ức hiếp người ta. Tương Huy có chút tức giận nói. Anh nói tôi có gánh được không? Thứ nhất, Triệu Quát vẫn là lãnh đạo trực tiếp của tôi. Thứ hai, nếu họ thực sự muốn mượn chuyện này để gây sự, chúng ta chẳng phải là trúng bẫy của họ rồi sao? Sở khoa học quân sự tuy không đáng sợ gì, nhưng có người lấy việc này gây sự, hơn nữa lại là một đồng chí khá có phân lượng, việc này chính là đại sự. Cho nên, không quan hệ tới cấp bậc lớn nhỏ của sở khoa học quân sự, mà là phân lượng của người mượn chuyện này để gây sự. Anh hiểu không? Tôn Lực lạnh lùng hừ nói, nhìn Tương Huy liếc mắt một cái nói. Tuy nhiên, tôi vẫn phát hiện ra một manh mối. Manh mối, chẳng lẽ sở khoa học quân sự kia là giả mạo? Tương Huy hai mắt sáng ngời, hỏi. Tôi thấy anh đúng là nhất thời hồ đồ rồi, giả mạo mà Triệu Quát lại lấy ra để gây sự sao? Đương nhiên là thật, tuy nhiên, vừa mới sai người điều tra, cũng là vừa mới lập. Thế nào, anh nghĩ sao? Tôn Lực có vẻ nhẹ nhàng, duỗi lưng ngồi trên ghế. Nhất thời có vẻ thoải mái hơn. Chuyện Triệu Quát làm, vậy hẳn là ông ta muốn mượn chuyện đó chỉnh chúng ta. Sau đó lấy một cái bẫy bắt chúng ta. Mẹ nó quá nham hiểm, không ngờ ra tay với chúng ta như vậy. Tư lệnh, anh phải phản kích, phải điều tra thì điều tra tới cùng. Nếu có thể điều tra ra việc Triệu Quát giả mạo, ha ha, vậy ông ta không chết cũng phải bị lột ra. Chẳng phải nghe nói gần đây Triệu gia đang có những hoạt động thúc đẩy việc thăng tướng của Triệu Quát sao? Trong lúc mấu chốt này, có thể diệt được một người sẽ ít đi một đối thủ. Bằng không, chúng ta thành quả hồng nhũn rồi. Anh xem, việc này, có phải thương lượng với những người trong phe mình một chút không? Hoặc là truyền việc này ra ngoài, tự sẽ có người ra tay. Tương Huy tức giận nói. Không vội, Triệu Quát dám làm như thế, chứng minh ông ta đã có cách giải quyết. Có lão hồ ly Triệu Bảo Cương ở đây, Triệu Quát không thể phạm sai lầm như vậy. Tôi nghĩ, trong chuyện này còn có ý đồ khác, về chuyện bắt người, cũng không phải chúng ta nói một tiếng là được. Có bản lĩnh thì Triệu Quát dẫn người đi bắt người. Việc này, tôi vẫn đang nghĩ. Tuy nhiên, anh cân nhắc một chút, có phát hiện ra điểm nào kỳ lạ không? Tôn Lực nói. Quần Khúc, Tư lệnh, anh nói đến đây tôi cũng có điểm nghi ngờ. Tương Huy ngẫm nghĩ một chút nói. Mau nói. Tôn Lực thúc giục. Theo Hứa Chính Phong nói, đã điều tra tòa nhà đó, cũng chính là lai lịch của chủ nhân biệt thự lá đỏ. Tên là Diệp Phàm, một thanh niên chưa đến 30 tuổi. Tương Huy vừa nói đến đây. Tôn Lực lơ đãng xen vào cười nói. Diệp Phàm, cùng tên với phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch, tuổi tác cũng tương đương. Không phải là cậu ta chứ, hẳn là không phải. Một cán bộ chính phủ. Sao có thể có biệt thự cao cấp như thế? Đó chính là biệt thự cổ đáng giá mấy chục triệu. Nếu đúng như vậy, vậy đồng chí Diệp Phàm đáng để cân nhắc. Tôn Lực trêu đùa nói. Chủ tịch Hứa nói người đó là doanh nhân, tuy nhiên, rất ít khi nhìn thấy người, cũng không biết kinh doanh ở đâu. Cho nên, vừa nghe vậy, tôi liền phái người đi điều tra người này. Lạ lùng là tài liệu cho thấy đúng là như vậy. Tôi nghĩ không biết có điểm gì uẩn khúc không, vì thế điều tra kỹ hơn. Vị đồng chí kia nói phát hiện không ngờ là quyền hạn không đủ. Tương Huy nói. Không đủ quyền hạn. Tôn Lực thì thầm một câu, không ngờ từ trên ghế đứng lên. Hay là tư lệnh dùng mật mã của anh điều tra một chút. Tương Huy nói. Tôi thử xem. Tôn Lực sắc mặt cũng có chút thâm trầm, cầm lấy điện thoại mã hóa màu đỏ đánh. Không lâu sau, thứ hiện lên trong đó cũng khiến Tôn Lực đặt mông ngồi lên ghế. Sao, sao thế? Chẳng lẽ cũng là không đủ quyền hạn? Tương Huy phát hiện âm thanh của lời nói này rõ ràng có chút run rẩy. Người này rốt cuộc là sao vậy? Tôn Tử đập tay lên bàn làm việc, sau đó tỉnh ra, lập tức nghiêm mặt nói. Tương Huy, anh lập tức đưa người bắt Hứa Tam Cường và mấy phần tử nòng cốt lại. Buổi tối bắt, nếu chạy mất, tôi sẽ hỏi tội anh. Vâng. Tương Huy sắc mặt đen như bao công. Lão Tương, đừng trách tôi lòng dạ ác độc. Tôi đây cũng là muốn tốt cho anh, lấy công chuộc tội. Tôn Lực giơ tay ra vỗ vỗ bả vai Tương Huy. Tôi biết rồi tư lệnh, tôi lập tức đi ngay, chắc chắn bắt lại. Tương Huy lại đứng nghiêm, đi nhanh ra cửa. Sốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôn Lực ấp úng nói. Có phải hỏi cấp trên một chút không? Thôi vậy, một chút chuyện nhỏ. Hai tiếng sau, Hứa Tam Cường đại thiếu gia đang ngồi ở phòng hát riêng ôm mỹ nữ. Hôn môi thì bị nhóm lính mà Tương Huy dẫn theo,
bắt tại hiện trường. Ông chủ, cậu Tam bị Tương Huy dẫn người tới bắt đi. Trương Chấn Lưu nói. Cái gì, Tương Huy dẫn người bắt đi, có lầm hay không, không thể nào. Hứa Chính Phong bị cuộc điện thoại của tên cấp dưới thân tín làm tỉnh mộng. Đã muộn thế này còn xảy ra chuyện gì thế, ầm ĩ chết đi. Vợ Hứa Chính Phong, Liễu Phương có chút không bằng lòng hừ một câu, nhìn chằm chằm Hứa Chính Phong. Không có gì, chuyện của công tay, tôi ra một lát. Hứa Chính Phong vừa vội vã mặc quần áo xong, ra khỏi phòng ngủ rồi đi ra cửa nhà. Bởi vì, chuyện của Hứa Tam Cường, Hứa Chính Phong không dám cho vợ biết. Bằng không, ít nhất phải dằn vặt giày vò đến hơn nửa năm. Trương Chấn Lưu cũng đang ở bên ngoài đợi rồi. Là thật, ông chủ, chính xác là Tương Huy dẫn người đích thân bắt đi. Hơn nữa, lúc ấy cậu Tam đang ôm hôn một cô gái, giống lên một câu với mấy cảnh sát hung hăng đó. Bị một tên thượng úy tát cho mấy cái, Tương Huy nhìn thấy cũng không ngăn lại. Không ngờ cái lão Tương Huy này ăn của chúng ta, dùng của chúng ta, lại làm ra cái việc như vậy. Tôi nghĩ, có phải tên Diệp Phàm, chủ biệt thự lá đỏ kia đã mua chuộc Tương Huy không? Trương Chấn Lưu cả giận nói. Mua chuộc, hẳn là không dễ như vậy. Anh xem, đã qua bao nhiêu thời gian, chúng tôi giao tình mấy chục năm. Con người là động vật có tình cảm, trở mặt thì cũng phải có lý do rất chính đáng. Mà trong chuyện này, phỏng chừng có ẩn khúc khác. Hơn nữa, lúc trước Tương Huy nói đã làm công tác tư tưởng với thủ trưởng cao nhất của khu cảnh vệ, Tôn Lực. Nhất định là Tôn Lực dở quẻ rồi, buộc Tương Huy đi bắt người. Còn Tương Huy không có cách nào, đành phải dẫn người đi. Việc này, chắc chắn là Tương Huy tự cảm thấy ngại không nói với tôi. Điều này giải thích cái gì, chứng tỏ đứa nhỏ Tam Cường này, Tương Huy phải bắt. Hứa Chính Phong nói. Chương 2118, ba ông chủ của Thang Đế. Vậy thì có liên quan đến cái mũ trên đầu của hắn rồi, bằng không, hắn sẽ không ra tay quyết đoán như vậy đâu. Trương Chấn Lưu gật gật đầu nói. Làm quan sợ nhất là cái gì chứ, chắc chắn là sợ mất cái mũ trên đầu mình rồi. Ví dụ như chúng ta chẳng hạn, sợ nhất chính là bị khuynh gia bại sản, không có tiền. Địa vị và hạnh phúc của chúng ta là do có đồng tiền gây dựng nên. Nếu không có tiền, chúng ta chẳng là cái thá gì cả. Cho nên, hắn không thể không red eye được, áp lực này từ đâu mà ra vậy? Hứa Chính Phong nghiêm túc nói. Ừ, Tưởng Huy một khi đã không có chức vụ trong quân đội, đi ra ngoài liệu có mấy người nhận ra hắn chứ? Tuy nhiên, ông chủ, có cần phải gọi điện để hỏi một chút không? Tưởng Huy không chào hỏi anh, nhưng chúng ta không thể không đi hỏi được. Chuyện này nếu không hỏi cho rõ ràng thì có muốn xuất chiêu thì cũng không biết xuất chiêu vào đâu. Hơn nữa, Tam thiếu gia bị tóm vào lần thứ hai, tình thế chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn lần trước nhiều. Đám binh viên kia dường như còn hung hãn hơn so với lần đầu tiên bắt Tam thiếu gia. Tôi sợ Tam thiếu gia lần này sẽ bị cho một vố nặng tay. Trương Chấn Lưu vẻ mặt lo lắng nói. Nặng thì chắc là không bị đâu, ít nhất Tưởng Huy sẽ chiếu cố trong khả năng của mình. Nếu chút tình đó mà cũng không có nốt thì Hứa Chính Phong tôi dù có khuynh gia bại sản thì cũng phải khiến cho Tưởng Huy mở to mắt ra mà nhìn. Như vậy chúng ta lập tức đi đến nhà Tưởng Huy một chuyến, sẽ trực tiếp hơn. Hứa Chính Phong nói, vẻ mặt lạnh như băng. Trương Chấn Lưu nhấn ga một cái, chiếc xe phóng thẳng đến thẳng khu nhà ở của cán bộ cảnh vệ. Lão Tưởng, tôi muốn gặp ông một lúc. Ở trong xe, Hứa Chính Phong gọi điện thoại cho Tưởng Huy. Ở chỗ nào? Tưởng Huy hỏi, tôi đến chỗ nhà ông rồi, tuy nhiên phải qua bảo vệ, nếu không sẽ không vào được. Hứa Chính Phong nói, đừng có vào nhà. Tưởng Huy nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. Đi đến Hoàng Thành Cân đi. Không lâu sau, xe đã đi đến Hoàng Thành Cân. Tưởng Huy vội vàng đẩy cửa một phòng riêng rồi bước vào. Mời ngồi Tư lệnh Tưởng. Hứa Chính Phong nói với giọng khách khí, Tưởng Huy nghe thấy vậy sắc mặt trùng xuống, vẻ mặt khổ sở nói. Ông bạn, chúng ta đã đến chỗ này rồi, còn khách sáo gì chứ? Bởi vì Hứa Chính Phong từ trước đến giờ đều gọi Tưởng Huy là Lão Tưởng, còn Tưởng Huy cũng gọi Hứa Chính Phong là Lão Hứa, cách gọi như vậy rất thân mật, lúc này Hứa Chính Phong lại gọi như vậy, chẳng khách nào đang ở phòng làm việc, như vậy liệu có phải có chuyện gì rồi không? Ông bạn, ông không nên làm như vậy mới phải, chuyện đánh người kia không nói làm gì, nhưng còn chuyện bắt người, có cần thiết phải dã man tàn bạo thế không? Trương Chấn Lưu gằn giọng nói. Ngồi sang một bên đi.
Hứa Chính Phong nghe thấy vậy, sắc mặt cũng đanh lại, nói với giọng giáo huấn, nhưng khi nhìn thấy miệng Trương Chấn Lưu khẽ nhếch lên thì cũng biết điều không nói câu nào nữa. Hai, lão Hứa, tôi biết chuyện này tôi làm cũng chưa đẹp lắm, cũng đang định ngày mai sẽ giải thích ngọn ngành với ông. Nhưng, cũng chẳng biết phải nói thế nào. Chuyện này, thật sự, tôi... Sắc mặt Tưởng Huy trông càng khó coi hơn. Tôi đoán là ông bị ép, có đúng không? Hứa Chính Phong khôi phục lại bình tĩnh nói. Hai, Tưởng Huy thở dài, đồng nghĩa với việc mặc nhận. Chẳng lẽ là chỉ thị của Tư lệnh Tôn sao? Hứa Chính Phong nói. Ông ấy cũng là bị ép thôi. Câu này của Tưởng Huy nói ra, khiến cho kẻ dày dạn trên thương trường như Hứa Chính Phong cũng phải giật mình. Tôn Lực là thủ trưởng cao nhất của khu cảnh vệ, quân hàm thiếu tướng, có thể ép được ông ta thì chắc chắn quân hàm chức vị cũng phải lớn hơn ông ta. Hứa Chính Phong dùng ngón chân nghĩ cũng có thể đoán ra. Nếu tiện thì có thể nói cho Chính Phong, là cao nhân nào có thể khiến cho tư lệnh viên cũng phải bó tay như vậy. Hứa Chính Phong tỏ ra càng nghiêm túc nói. Là phó tư lệnh thứ nhất quân khu Bắc Kinh. Tưởng Huy nói, nhìn Hứa Chính Phong một cái, nói tiếp. Chuyện này, ông tuyệt đối phải giữ bí mật cho tôi. Nếu không chiếc mũ của tôi cũng bị thổi bay mất, còn nữa, tư lệnh Tôn cũng bị đánh vào mông đấy. Chẳng lẽ là người họ Triệu đó sao? Hứa Chính Phong hỏi. Hai. Tưởng Huy lại thở dài, gật đầu. Sao lại như vậy chứ? Hứa Chính Phong miệng run run, mày trao lại. Phải nói rằng gia tộc khác thì Hứa gia còn dám động vào. Nhưng còn Triệu gia Bắc Kinh, với nhân vật sừng sỏ kia thì Hứa Chính Phong cũng cảm nhận được áp lực đặt trên vai của mình lớn thế nào. Trương Chấn Lưu ngồi bên cạnh, miệng cũng run run, không thốt lên được câu nào. Hai, ông bạn, ông nói xem, Tưởng Huy tôi chỉ là một đại tá, gặp người khác thì còn có thể ra oai được, nhưng gặp những kẻ tai to mặt lớn như vậy, tôi là cái thá gì chứ? Tưởng Huy ra sức để hạ thấp bản thân mình, đương nhiên là để nâng cao sức mạnh của Triệu gia lên, từ đó giảm nhẹ trách nhiệm cho mình. Lão Tưởng, ông nói xem, có cách gì để giải quyết êm đẹp chuyện này không? Hứa Chính Phong lại gọi Lão Tưởng như trước đây, chứng tỏ ông ta cũng đã hiểu việc làm của Tưởng Huy rồi. Cách tốt nhất chính là tìm được người có thể địch được với Triệu gia, hoặc là người có quan hệ tốt với Triệu gia. Ví dụ như Trương Nhất Đống, tuy rằng ông ta không đủ sức để đấu với Triệu gia, nhưng nhà bọn họ có thân thích với Triệu gia. Không chừng Triệu Khoát lại nể tình cháu của Trương Nhất Đống đính hôn với Triệu Tứ Tiểu Thư mà lại chịu giúp thì sao? Tưởng Huy vì không muốn trở mặt với bạn cũ của mình cho nên mới hao tâm tổn sức tìm ra nhiều thông tin như vậy. Ông nói chính là nghĩ cách khiến Triệu Phóng Hào lộ diện nói với Triệu Khoát. Hứa Chính Phong hỏi. Vậy thì phải xem quan hệ của ông với ủy viên Trương như thế nào rồi. Tốt nhất, phải giao hảo được với Triệu Phóng Hào. Đương nhiên, nếu như ông có thể trực tiếp thông qua Triệu Khoát thì công việc càng nhanh gọn hơn. Tưởng Huy nói. Triệu Khoát chẳng có quen biết gì chúng tôi cả. Người chúng tôi kết giao ở quân khu thủ đô chưa đạt đến đẳng cấp như ông ta. Nhiều nhất cũng chỉ là đại tá thôi, những đồng chí như vậy thì chẳng có tác dụng gì cả. Còn Triệu Phóng Hào thì có thể suy nghĩ. Còn về ủy viên Trương thì cũng có thể ra tay. Ra một lúc hai tay cũng được, như vậy hiệu quả sẽ càng cao. Hứa Chính Phong nói, ông ta nhìn Tưởng Huy một cái, hỏi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà, liệu có phải khu cảnh vệ chuyện bé xé ra to rồi không? Dựa vào điều luật mà nói. Thì khu cảnh vệ được quản việc tranh chấp dân sự từ lúc nào thế? Việc này là thuộc phạm vi của công an, hay là chúng ta trực tiếp kiện lên Tòa án Nhân dân Bắc Kinh, yêu cầu khu cảnh vệ trả chuyện này lại cho công an khu Ngũ Mã? Hứa Chính Phong nói, tuyệt đối không được. Tưởng Huy thái độ kiên quyết, lập tức bác bỏ ý kiến của Hứa Chính Phong. Vì sao? Hứa Chính Phong hỏi, ông nghĩ mà xem, nếu đã là Triệu Khoát ra tay, thì không chừng ông ta đại diện cả Triệu gia. Tòa án Nhân dân Bắc Kinh chẳng lẽ việc nào cũng có thể làm công bằng hết hay sao? Đến lúc đó, thì đừng có nói nữa, bọn họ sẽ kéo dài ngày này qua ngày khác, nhốt Tam Cường trong trại giam thêm cả năm nữa thì phiền phức to. Hai nữa là, nếu ông làm như vậy sẽ chọc giận lãnh đạo quân khu cảnh vệ. Đến lúc đó, đường đường là một quân khu Bắc Kinh lại không thể đối phó được với một mình Hứa gia nhà ông sao? Ông bạn à, muốn phát tài thì xã hội phải ổn định cái đã. Từ cổ chí kim, dân chưa đấu với quan bao giờ. Xã hội hiện đại, tuy rằng đã thay đổi nhiều rồi,
tòa án cũng đã xử những vụ giữa quan và dân, nhưng đó đều là những vụ nhỏ. Nếu như đằng sau có thế lực lớn nâng đỡ thì đừng có nói chuyện pháp luật ở đây. Vẫn là một câu chân thành, tuyệt đối không nên như vậy, phải đả thông các cửa mới là quan trọng. Tưởng Huy khuyên nhủ nói, ông ta đương nhiên không nói ra chuyện cơ mật của Hồng Diệp Bảo. Nếu như làm ầm ĩ ra mà Tam Cường bị nhốt thêm một thời gian nữa thì không phải là tòa án thường nữa, mà sẽ là tòa án quân sự. Điều này lão Tưởng không tiện nói rõ ràng, đành phải kéo thế lực của nhà họ Triệu ra mà thôi. Vậy được. Hứa Chính Phong gật đầu nói. Tại một phòng riêng cao cấp nhất của Thang Đế, mọi thứ trong phòng đều vô cùng xa hoa, cần cái gì là có cái nấy. Tuy nhiên, lúc này trên sàn nhảy không có bất cứ bài nhạc nào được bật. Chỉ có ba người đang ngồi, hai nam, một nữ. Trong hai người nam kia, một người chính là Vu Thế Kiệt, một trong những cổ đông lớn nhất của Thang Đế, người thứ hai tên là Kiều Đông Phương, cổ phần còn lớn hơn cả Vu Thế Kiệt. Hai người này ngồi hai bên, ở giữa là một người con gái. Cô gái diện bộ đồ của hàng thời trang Yada. Yada là hàng thời trang hoàng thất của Anh Quốc. Cô búi tóc cao, môi có tô một lớp son mỏng, đôi mắt to tròn lanh lợi. Người con gái này chính là, sếp, của Thang Đế, tên là Nhạc Bảo Sai. Nghe nói Nhạc Bảo Sai trước kia cũng không phải có tên như vậy, mà khi lớn lên rồi cô mới sửa thành như vậy. Bởi vì cô vô cùng thích một trong Kim Lăng Thập Nhị Sai là Tiết Bảo Sai của Đại sư Tào Tuyết Cần. Luôn lấy nhân vật hư cấu này làm tấm gương. Cho nên, cô mới đổi tên thành Nhạc Bảo Sai. Ban đầu cô còn định đổi cả họ đi, nhưng không vượt được áp lực gia đình cho nên đành bỏ ý định đó. Mấy cổ đông lớn của hộp đêm Thang Đế lần lượt xếp như sau, chiếm vị trí đầu nào đương nhiên là Nhạc Bảo Sai, thứ hai là Tiết Nhị Công Tử, lúc này đang ở bệnh viện tốt nhất của Bắc Kinh phẫu thuật. Nhân vật thứ ba chính là Kiều Đông Phương, thứ tư mới đến tổng giám đốc của Thang Đế là Vu Tuấn Kiệt. Bình thường, việc kinh doanh của Thang Đế đều là do Vu Thế Kiệt chỉ đạo, còn mấy ông chủ lớn đứng sau thì chỉ khi nào Vu Thế Kiệt không giải quyết được mới lộ diện. Đương nhiên những việc như vậy chưa xảy ra bao giờ. Buổi tối hôm nay, người lộ diện sớm nhất chính là Nhị Tiết Công Tử. Bởi vì y cũng vui chơi ở Thang Đế, không ngờ lại bị vào bệnh viện phẫu thuật. Cũng chỉ tại số y xui xẻo, gặp đúng phải tên, Tảo Bà Tinh, Diệp Phàm. Điều tra rõ lai lịch Diệp Phàm chưa? Nhạc Bảo Sai nhìn Vu Thế Kiệt một cái, vẻ mặt bình tĩnh hỏi. Chương 2119, một con chó, hai chỗ dựa. Đã điều tra xong. Người này đảm nhiệm chức chủ nhiệm vụ đôn đốc giám sát văn phòng Trung ương TQ, kiêm chức phó chủ nhiệm văn phòng. Nghe nói xuất thân từ huyện Cổ Xuyên nghèo khổ của tỉnh Nam Phúc. Trong nhà cũng không có bối cảnh gì. Cha hắn cho đến bây giờ vẫn chỉ là một cục trưởng nhỏ cục lao động, phỏng chừng cũng nhờ Diệp Phàm, ông ta mới được đề bạt lên. Mẹ là một cô giáo dạy thủ công, trong nhà còn có vài anh em, người nổi bật nhất chính là anh trai Diệp Cường của hắn, là chủ tịch tập đoàn Bàn Đế Thủy Châu. Nghe nói tài sản cũng lên tới 700 triệu, cũng coi là có chút xuất thân. Thảo nào anh ta kiêu ngạo như thế, cho là có chút tiền thì có thể lăn lộn trong long đầm ở thủ đô này. Tuy nhiên, cuối cùng anh ta nhất định sẽ bị đánh chìm cho xem. Vu Thế Kiệt thản nhiên hừ nói, đương nhiên cũng là khá phẫn nộ rồi. Hôm nay mặt mũi của Thang Đế đã mất cả. Sáng sớm mai, phỏng chừng báo chí sẽ tràn lan tin tức về chuyện Thang Đế bị Cục Công an thành phố sờ gáy. Một cán bộ xuất thân gia đình bình thường, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, sao có thể đi tới được vị trí như ngày hôm nay? Anh có điều tra ra cái gì khác nữa không, ví như, kẻ chống lưng cho hắn là ai? Phía sau có bao nhiêu người là bạn bè của anh ta, năng lượng như nào, có quan hệ gì? Nhạc Bảo Sai tuy lời nói có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ bằng mấy câu đã đưa ra yêu cầu xử lý việc này. Thật lợi hại! Chuyện này, còn chưa kịp điều tra. Vu Thế Kiệt lắc đầu. Một chủ nhiệm vụ đôn đốc giám sát quèn mà hoành tráng vậy sao? Cũng không thèm nhìn xem, đây là nơi nào? Dưới chân thiên tử, không ngờ dám giật dây cảnh sát nổ súng bậy. Chỉ với điểm này, chúng ta đã có thể cho hắn uống mấy bình rồi. Kiều Đông Phương lạnh lùng hừ một tiếng, Kiều Đại Công Tử cho tới bây giờ luôn là một người lạnh lùng, nói năng thận trọng. Tên giám sát quèn, Kiều Thiếu Gia, anh không hồ đồ đấy chứ? Chức chủ nhiệm vụ đôn đốc giám sát kia cũng không là gì, chỉ là vị trí phó chủ nhiệm đó lại rất nhạy cảm. Nhạc Bảo Sai thản nhiên hừ một tiếng. Có gì mà nhạy cảm, chỉ dựa vào cô và tôi tứ đại gia hợp lực,
không cần nói đến chuyện hợp lực, chỉ một gia tộc bất kỳ ra mặt là đủ. Cô dám nói Nhạc gia cô không xử lý được một phó chủ nhiệm quen. Vậy thì đúng là khiến người ta cười rơi cả răng. Kiều Đông Phương vẫn ngẩng mặt, đột nhiên có lời châm chọc ông chủ lớn Nhạc Bảo Sai. Xử lý hắn thì dễ, chỉ có điều, trước tiên, chúng ta phải vỗ yên dư luận. Bằng không, người khác sẽ cho rằng thang đế chúng ta không có bản lĩnh, bị cái cục thành phố quèn động tới. Nếu đúng như thế, sau này còn có ai tới chỗ chúng ta ăn chơi? Vu Thế Kiệt nói, việc này thì dễ, để tôi nói một tiếng với trưởng ban Lan của ban tuyên giáo thành ủy là xong. Tin là chỉ cần anh ta nói một lời, chẳng còn tờ báo nào có dám nói linh tinh về thang đế chúng ta. Kiều Đông Phương nói khá nhẹ nhàng. Ừ, điểm này rất quan trọng. Nhạc Bảo Sai gật gật đầu, biết Kiều gia có người trong ban tuyên giáo. Trương Liêu này, cũng rất không thức thời, không ngờ lại gây ra việc này. Chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho anh ta. Vu Thế Kiệt hừ nói. Anh ta từ đó đến nay vẫn giữ chức đội phó trung đoàn trị an cục thành phố. Cho nên, mấy năm nay vẫn giữ quan hệ rất tốt với chúng ta. Trước kia dễ dùng, có việc gì chỉ cần hô một tiếng, liền tới luôn. Tuy nhiên, người này rất không thức thời. Nếu đã muốn như thế, Vu Thế Kiệt, việc này anh ra mặt là tốt nhất, liên hệ với bên Quách Canh Tân. Ăn gan hùm rồi, dám đấu với thang đế chúng ta, vậy nhốt vào ngục, tin là một cảnh sát cao cấp cao, bị nhốt vào ngục sẽ càng hiểu rõ nhân tình thế thái. Kiều Đông Phương trên mặt nổi lên một tia tàn nhẫn. Chuyện đó thì khó gì, nổ súng bắn anh ta là xong. Chúng ta muốn để người ngoài nhìn xem, kết cục của kẻ đối nghịch với thang đế chúng ta. Vu Thế Kiệt nói. Bắn thì không được, nghĩ cách khác đi. Nhạc Bảo Sai nói. Chủ tịch Bảo, tôi thấy, chủ nhiệm Diệp đó, vẫn cần nhà cô ra tay. Kiều Đông Phương nhìn Nhạc Bảo Sai liếc mắt một cái, nói. Việc này để tôi lo. Nhạc Bảo Sai cũng không từ chối, làm ông chủ lớn của thang đế, không bỏ nhiều sức nhất, Vu Thế Kiệt, Kiều Đông Phương và Tiết Nhị Công Tử vừa bị đánh đó hẳn sẽ không phục. Lý Cường sáng hôm sau mới về, không ngờ anh ta cả đêm không ngủ mà mặt mày vẫn tươi rói. Xem ra, xử lý công việc cũng ổn. Vừa đứng lên từ trên giường, rửa mặt xong, Diệp Lão Đại đi tới đại sảnh, thấy Lý Cường đã ngồi đó từ lâu, hỏi. Công việc xử lý ổn cả chứ? Xử lý ổn cả rồi. Lý Cường trả lời. Nói nghe xem. Diệp Phàm ngồi xuống sofa. Hơi giống suy đoán của anh, đêm qua tôi lợi dụng cơ hội hạ thủ với ông chủ Ngưu. Lão tiểu tử kia bị tôi bắt như bắt gà tới một nơi không có người. Tôi chỉ cho lão ta hai cú đá, lão ta liền nói ra sự thật. Bọn họ trước tiên nói tới việc đánh mất Tây Tạng đúng là thật, đích xác là đã mất. Sau đó lại nghe nói bên Chu Ký đang ăn thịt chó. Hơn nữa, cũng là thịt chó ngao Tây Tạng, còn hạ giá rẻ. Ông ta tưởng bị Chu Ký trộm. Cho nên làm dùm beng lên, vốn việc này không có chứng cứ, ông chủ Ngưu định cho qua, tránh ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Tuy nhiên, sau đó họ hàng của ông ta biết liền ám chỉ ông chủ Ngưu nhất định phải điều tra cho ra nhẽ. Ông chủ Ngưu không có cách nào, đành phải như vậy. Lý Cường nói, họ hàng của ông chủ Ngưu hẳn là có lai lịch. Diệp Phàm hỏi. Ừ. Lý Cường gật gật đầu nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái, nói. Chú họ của ông chủ Ngưu là Thái Trấn, người này lại là một quan lớn, đương nhiệm chức thứ trưởng Bộ Tài chính. Chẳng lẽ Thái Trấn và ông chủ Chu Đương Lâm của Chu Ký có thù oán, muốn mượn chuyện này để chỉnh người ta? Diệp Phàm hỏi. Theo ông chủ Ngưu nói, cậu em vợ của ông chủ Chu là Phạm Hoành Hoa, không ngờ cũng là thứ trưởng Bộ Tài chính. Sau đó tôi lại bắt ông chủ Chu hỏi. Ông ta cũng xác nhận việc này. Ông ta cũng nói nhận được lời bóng gió của cậu em vợ phải đấu tới cùng với ông chủ Ngưu. Cứ như vậy, hai cửa hàng đấu rất hăng, còn lãnh đạo phòng công an quận Ngũ Mã phỏng chừng biết hai cửa hàng đều có chỗ dựa vững chắc, cho nên không dám ra tay, chỉ tỏ thái độ ba phải. Cả phòng đôn đốc giám sát Ngũ Mã cũng ba phải như vậy. Chuyện này, đương nhiên không dễ giải quyết rồi. Không thể đắc tội với ai, đều là thần tài, cấp bậc lại ngang ngửa. Thú vị, hai người thi đấu trên võ đài của hai nhà Chu Ngưu. Diệp Phàm không khỏi cười nói. Tôi bảo việc nhỏ như vậy sao lại đưa lên cả vụ đôn đốc giám sát văn phòng trung ương, hơn nữa còn không thể trì hoãn. Phỏng chừng Vu Quý Phát người này cũng biết được chỗ dựa sau lưng hai cửa hàng. Cho nên,
đẩy tới đẩy lui mới đẩy việc này lên đầu tôi. Nghe nói chuyện này cũng không phải hai người họ hàng của hai ông chủ Chu Ngưu đưa lên. Lúc này, Lý Cường lại nói. Không phải là họ, vậy là ai? Diệp Phàm càng hứng thú. Không rõ lắm. Lý Cường lắc đầu. Vậy con chó ngao Tây Tạng hầm cách thủy kia có phải là con chó của ông chủ Ngưu không? Anh đã hỏi ông chủ Chu con chó ngao Tây Tạng của ông ta từ đâu ra chưa? Diệp Phàm hỏi. Hỏi rồi, thật sự là mua của một nhà nuôi chó Tây Tạng. Có phải con đó không cũng không rõ. Tuy nhiên, ông chủ Chu nói, bản thân mình cũng cảm thấy rất lạ lùng. Ông ta có chút hoài nghi có phải ông chủ Ngưu cố ý làm như vậy hay không? Còn ông chủ Ngưu cũng hoài nghi như vậy, nói ông chủ Chu có ý làm, hai người nghi ngờ lẫn nhau. Lý Cường nói, ha ha, phỏng chừng còn có người thứ ba, người này mới chính là người khởi xướng. Diệp Phàm đột nhiên mỉm cười, liếc mắt nhìn Lý Cường một cái nói. Anh lập tức gọi người đi Tây Tạng một chuyến, điều tra tên bán chó. Buộc anh ta nói ra người đứng đằng sau, tôi cũng không tin người đó có thể làm được tới mực áo tiên không thấy vết chỉ khâu kín mít không chút kẽ hở. Vừa tới vụ đôn đốc giám sát, nhận được điện thoại của ủy viên Trương Hướng Đông từ văn phòng bên kia, thúc giục hỏi sao chuyện Giang Đô còn chưa phái người xuống đốc thúc. Còn nói thư cáo trạng của quần chúng sắp ngập cả phòng thông tin đối ngoại nội các chính phủ rồi. Ủy viên Trương chỉ thị, yêu cầu vụ đôn đốc giám sát trong vòng 3 ngày cử người xuống đó. Hơn nữa, bên phía vụ đôn đốc giám sát nội các chính phủ cũng phái một cục trưởng cấp giám đốc sở tới phối hợp kiểm chứng. Cuối cùng cũng tới rồi, chẳng lẽ việc cửa hàng thịt chó thật sự có liên quan tới Trương gia? Song mặt giáp công, muốn mình đẹp mặt đây mà, nhưng, cửa hàng thịt có chắc không phải là bút tích của Trương Hướng Đông, Trương Nhất Đống, rất giống, Diệp Phàm trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Lập tức thông báo toàn bộ các đồng chí của tổ đôn đốc giám sát 10 giờ tới phòng họp báo cáo. Nội các chính phủ phái tới chính là đồng chí Điền Lâm. Đồng chí Điền Lâm chẳng những là chủ nhiệm vụ đông đốc giám sát của nội các chính phủ, hơn nữa còn có chức vụ rất cao, phó trưởng ban thư ký nội các chính phủ. Trong số chính phó trưởng ban thư ký, tuy nói thứ hạng thấp nhất, nhưng người ta dù gì cũng là cán bộ cấp thứ trưởng. Hơn nữa, người này còn có một nhiệm vụ, đó chính là hiệp trợ ủy viên quốc hội Trương Hướng Đông làm tốt công việc. Diệp Phàm vừa nhìn thấy Điền Lâm, lập tức lặng đi một chút, còn các nhân viên đi Giang Đô đốc thúc tất cả đều đứng lên nghênh đón. Hơn nữa, cả đám đều nhìn Diệp Phàm một cách kỳ lạ. Trương Hướng Đông muốn làm cái gì, lần này đúng là bỏ ra quá nhiều công sức, thậm chí gọi cả Điền Lâm tới. Hiệp trợ công tác của mình, thời gian này, có thể có quan lớn cấp thứ trưởng hiệp trợ cán bộ cấp giám đốc sở không? Điều này chẳng qua là khiến mình khó chịu. Trưởng ban thư ký Điền tới, Diệp Mỗ không tiếp đón từ xa. Thất lễ, chúng tôi hoan nghênh trưởng ban thư ký Điền phát biểu. Diệp Phàm vỗ tay, định nhường ghế cho Điền Lâm. Không cần, chủ nhiệm Diệp, anh cứ ngồi đi, tôi ngồi cạnh anh. Lần này xuống, là chịu sự ủy thác của ủy viên Trương, hiệp trợ vụ đôn đốc giám sát các anh đến Giang Đô. Ủy viên Trương năm kia tới Giang Đô đã bỏ ra nhiều sức lực. Nghe nói vài đồng chí không có trách nhiệm của Giang Đô có chỗ sơ suất. Ủy viên Trương có chỉ thị nhất định phải nghiêm khắc đốc thúc, đưa công tác của Tam Nông tới chỗ thực tế, đem đến lợi ích thiết thực cho dân chúng. Điền Lâm tỏ vẻ khiêm tốn, nói, thăm dò nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói. Ủy viên Trương rất đau lòng, dân chúng lòng đang rỉ máu, chúng ta sao có thể ngồi không được. Cho nên, lần này quyết tâm rất lớn, nhất định phải điều tra rõ việc này. Lời nói này của Điền Lâm bề ngoài có ý phê bình một số phần tử Giang Đô. Tuy nhiên, mọi người đều có thể nghe ra chút ẩn ý. Dường như cũng đang thầm phê bình cán bộ vụ đôn đốc giám sát không cố gắng làm việc. Dân chúng đang rỉ máu ngoài kia, các anh không ngờ còn ở đây ngồi hưởng thụ. Chúng tôi nhất định ghi nhớ chỉ thị của ủy viên Trương. Vốn định xuống sớm một chút, tuy nhiên, cuối năm kia đã hỏi qua ủy viên Trương, lúc ấy ủy viên Trương trả lời là khoảng tháng tư xuống là hợp lý nhất. Cho nên, trong khoảng thời gian này, các đồng chí vụ đôn đốc giám sát đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, sau khi chuẩn bị đầy đủ tinh thần và sức lực sẽ xuống Giang Đô, làm một trận lớn. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, đương nhiên, cũng là phản bác lại lời chỉ trích ngầm của Điền Lâm khi nãy. Chương 2120, nổi tiếng rồi. Dĩ nhiên, bài phát biểu của Diệp Phàm đã được toàn thể các đồng chí phòng đốc tra vỗ tay. Đó là bởi vì Diệp Phàm đang phát biểu vì mọi người.
Còn Điền Lâm vẻ mặt bình tĩnh, tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện khuôn mặt y có chút dao động. Ha ha, ủy viên Trương có thể giải thích rõ việc này không, thật tỉ mỉ vào. Điền Lâm sắc mặt không đổi, mỉm cười nói. Rõ ràng y đang nghi ngờ Diệp Phàm nói dối để giữ thể diện. Thế nên, y đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tỉ mỉ. Đúng vậy, ủy viên Trương trong lúc bận rộn vẫn có thể bớt chút thời gian đến trực tiếp chỉ đạo công việc cho phòng đốc tra, như vậy quả là tỉ mỉ, chu đáo, ủy viên Trương là tấm gương để tất cả các đồng chí phòng đốc tra chúng ta học tập theo. Chúng ta phải học tập đồng chí ấy, chuyên tâm trong công việc, làm việc tỉ mỉ, cẩn thận. Diệp Phàm nhấn mạnh hai chữ tỉ mỉ, như thể đang chuyên tâm thảo luận với Điền Lâm về hai chữ ấy. Diệp Phàm này cũng khá danh ma, chỉ đạo chuyên môn cái gì chứ? Chẳng qua hắn đang muốn ám chỉ việc Trương Hướng Đông đi quá giới hạn. Trương Hướng Đông chỉ là một ủy viên Quốc hội nội các chính phủ, dựa vào cái gì mà ông ta lại đến phòng đốc tra văn phòng trung ương vung chân múa tay chỉ đạo người khác. Ở đây đâu phải không có lãnh đạo, chủ nhiệm Giang Điền lại còn là thân tín thật sự của Chủ tịch Đường. Bình thường có chuyện gì lớn, cũng chỉ hỏi thăm một chút. Trừ phi có việc gì vô cùng đặc biệt, không thể không đưa chỉ thị hoặc phê bình. Hơn nữa, muốn điều động nhân viên xuống cũng phải thuộc phòng đốc tra của nội các chính phủ. Sao lại để phòng đốc tra văn phòng trung ương ra tay? Hai bên căn bản không giống nhau, văn phòng trung ương phục vụ đảng ủy, văn phòng nội các chính phủ phục vụ khối chính phủ. Hai bộ máy tuy nói là cùng cấp đấy, nhưng đảng quản chính phủ là quy định của hiến pháp, cho nên, vô hình chung lại cách nhau nửa cấp. Mọi người ai cũng biết rõ, chỉ không nói ra mà thôi. Giọng điệu Diệp Phàm rất cứng rắn. Lại một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lần này sắc mặt Điền Lâm có chút thay đổi, nhưng rồi y cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ha ha, chủ nhiệm Diệp nhớ được chỉ thị của ủy viên Trương là tốt rồi. Cũng là vì nhân dân cả thôi, tỉ mỉ trong công tác là yêu cầu mà mỗi cán bộ đảng đều phải tuân thủ. Không tỉ mỉ, để tâm thì sẽ trở thành qua loa, bất cẩn. Mà bất cẩn sẽ gây ra tai họa. Các đồng chí ở đây, ai nấy đều tỉ mỉ. Chỉ có như vậy mới không khiến đảng và nhân dân thất vọng. Phát biểu của Điền Lâm cũng nhận được tràng vỗ tay ủng hộ, nhưng không nhiệt liệt bằng Diệp Phàm. Đương nhiên, sáu đồng chí đi cùng y thì nhiệt tình vỗ tay rồi. Trưởng ban thư ký Điền, lần trước tính cả nhân viên văn phòng xóa đói giảm nghèo chính phủ cùng với Ủy ban Kế hoạch và Phát triển đi Giang Đô là có tổng cộng 16 người. Lần này vì phòng đốc tra có nhiều việc, nên tạm thời không điều được người. Cho nên, 16 người này sẽ giảm xuống còn 10 người. May là có anh đưa xuống thêm 7 đồng chí, bằng không, chúng tôi thực sự thấy thiếu người. Diệp Phàm nói, tiện cũng giải thích luôn về việc nhân sự. Phòng đốc tra bận, nhưng việc nhỏ sao có thể làm lỡ việc lớn, như vậy là không được. Ủy viên Trương dặn, những việc càng lớn, càng phải tỉ mỉ, không thể nào qua loa được. Năm ngoái các anh cũng từng xuống rồi, nghe nói chỉ mới điều tra sơ bộ. Năm nay nếu xử lý không xong, đến lúc đó ủy viên Trương sẽ hạ gậy xuống. Các đồng chí, chúng ta phải đốc thúc sát sao mới được. Phải thực hiện bằng được vấn đề Tam Nông ở Giang Đô mà ủy viên Trương đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bằng không, dân chúng sẽ nghĩ về ủy viên Trương như thế nào? Còn ủy viên Trương sẽ nghĩ về các nhân viên phòng đốc tra chúng ta như thế nào? Điền Lâm nói, chuyện nhỏ, phòng đốc tra văn phòng trung ương có những việc không hề nhỏ. Đương nhiên, nếu so với vấn đề Tam Nông ở Giang Đô của ủy viên Trương, thì một số việc hơi nhỏ hơn một chút. Nhưng, nếu phòng đốc tra đã tiếp nhận, thì không thể bỏ dở nữa chừng. Nếu làm như vậy dân chúng sẽ nói phòng đốc tra chúng tôi làm việc thiếu trách nhiệm. Nếu ngay cả việc nhỏ còn xử lý không được, thì sao xử lý được việc lớn đúng không trưởng ban thư ký Điền? Diệp Phàm nở nụ cười nói. Ha ha, hy vọng là như vậy. Điền Lâm thản nhiên cười cười. Những đồng chí khác, dĩ nhiên là ngồi xem kịch vui rồi. Không thể nào hai vị đầu sỏ vừa tiếp xúc đã đối đầu nhau. Xem ra, lần này hành trình đi Giang Đô tương đối náo nhiệt. Nhưng, tám nhân viên đốc tra Giang Đô cũng thầm khâm phục chủ nhiệm Diệp gan dạ sáng suốt. Nếu là chủ nhiệm cũ, chắc hẳn vừa thấy những lời chỉ trích ám chỉ của Điền Lâm là đã không dám nói cái dám gì nữa rồi. Còn chủ nhiệm Diệp thì vẫn còn khả năng đối đáp lại. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng chủ nhiệm Diệp gan dạ được như vậy là nhờ hắn kiêm chức phó tránh văn phòng chủ tịch Đường. Tuy nói phó tránh văn phòng chỉ là cái danh, nhưng cái danh này quá vang dội. Đối với đa số cán bộ đảng mà nói đều có uy lực nhất định. Lúc này, lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm,
Trần Thiên Hòa đang đọc báo. Sau khi đọc xong hừ lạnh một tiếng nói. Không thể nào tưởng tượng được. Trần Thiên Hòa đang định cầm điện thoại lên gọi thì chuông điện thoại cũng vang lên. Vừa nhìn dãy số, thấy đó chính là Yến Xuân Lai mà mình đang định gọi. Đã đọc báo chưa? Yến Xuân Lai trong giọng bình thản có chứa niềm vui sướng nói. Vừa mới đọc, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Việc này, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Đường đường là chủ nhiệm phòng đốc tra mà lại có hành vi như vậy. Có đi thang đế cũng phải khiêm tốn một chút, con người mà, đôi lúc cũng phải thư giãn, cái này, chúng ta không thể trách được đúng không nào. Nhưng, bản thân động thủ đánh người, còn xui khiến người khác đập phá thang đế của người ta. Đây là hành vi của một đảng viên nên làm sao? Đây đường đường là chủ nhiệm phòng đốc tra, có thể làm như vậy được sao? Trần Thiên Hòa hừ giọng nói, dĩ nhiên là đang biểu diễn cho Yến Xuân Lai thấy rồi. Lão Trần, cơ hội của anh đến rồi. Nghe nói Diệp Phàm đang họp, ha ha. Yến Xuân Lai thản nhiên cười nói, ngẫm nghĩ một lát lại nói thêm. Tên này đúng là chứng nào tật nấy. Trước kia từng được gọi là chủ tịch thành phố bạo lực, giờ lại được gọi là chủ nhiệm bạo lực. Lần này, hắn nổi tiếng rồi. Nghe nói là ra tay vì một cô gái tên Tuyết Hồng, lão Trần anh nói, chuyện này rốt cuộc là sao, ha ha. 1000 vụ đánh nhau trên đời này thì có một nửa là vì phụ nữ rồi. Lão Yến, anh nói thử xem, cái cô nàng tên Tuyết Hồng có phải có quan hệ gì với hắn không? Trần Thiên Hòa cười nói. Quan hệ, chắc chắn là có rồi. Bằng không hắn dính vào mấy chuyện rối rắm này làm quái gì. Không ngờ lại đâm đầu gây sự với thang đế. Thang đế là chỗ nào tôi với anh đâu phải không rõ. Đại tiểu thư cao quý Nhạc gia tức giận. Tiết nhị công tử của Tiết gia nghe nói bị đánh thê thảm, giờ chắc mới ra khỏi phòng mổ đấy. Nên biết, trong thang đế còn có Kiều gia. Cái tên này lăn lộn trong chốn quan trường cả chục năm rồi mà sao còn khinh suất như vậy. Chẳng hỏi thăm gì về thang đế đã đập phá bừa bãi. Cái này là hồng nhan họa thủy mà, lão Trần, chúng ta nhất định phải lấy đó làm gương. Yến Xuân Lai trêu chọc nói. Không cần nói gì khác, chỉ riêng nước bọt dư luận cũng đủ nhấn hắn chết chìm rồi. Lão Yến, anh nói thử xem, Kiều đại tiểu thư đọc được tờ báo này sẽ có cảm giác như thế nào? Kiều Viễn Sơn sẽ ra sao? Trần Thiên Hòa mỉm cười. May là tôi sớm nghe được phong thanh, bằng không, lão Trần, hôm nay anh sẽ không đọc được tờ báo này đâu. Yến Xuân Lai nói. Có thể là do Kiều Đông Phương kia nhờ người ra tay, đừng đánh giá thấp ảnh hưởng của thang đế. Trần Thiên Hòa vừa đoá đã đúng. Ừ. Lúc ấy ban tuyên giáo thành ủy có người ra chỉ thị, không cho phát tin tức này. Tuy nhiên, ha ha, chẳng qua chỉ là một phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy. Lãnh đạo trực tiếp vừa ra mặt thì sao dám không nể mặt được. Yến Xuân Lai cười nói. Việc này chắc hẳn Diệp Phàm còn chưa biết, bằng không, làm sao hắn có thể bình tĩnh dự họp, chắc hẳn mông sắp cháy lên rồi. Hay là như vậy, để giờ tôi tới đó cho hắn ta một tát tai, chút giận cho lão Yến anh. Trần Thiên Hòa nói, không ổn, Yến Xuân Lai trực tiếp bác bỏ. Không ổn, có chút không ổn, việc này tôi phải báo lên chủ nhiệm Khâu một chút mới được. Trần Thiên Hòa ngạc nhiên nói, đúng rồi, Yến Xuân Lai mỉm cười, vừa mới họp xong, nhìn đồng hồ đã đến giờ cơm trưa. Diệp Phàm thu dọn bàn, đang chuẩn bị về nhà ăn cơm. Nghe nói trưa nay Kiều Đại Tiểu Thư làm món súp hươu bào gì đó. Diệp Phàm cũng muốn về nhà hưởng lộc, thời gian này Kiều Đại Tiểu Thư chẳng làm gì khác, ngoại trừ thời gian đi dạy, thời gian còn lại chỉ dùng để nấu nướng. Sắp trở thành đầu bếp riêng của Diệp Phàm mất rồi. Đương nhiên, Kiều Đại Tiểu Thư không ở lại Hồng Diệp Bảo, dù sao cũng chưa kết hôn mà. Đương nhiên, cách năm ba bận lại đến Hồng Diệp Bảo một lần, để Diệp Phàm được hưởng thụ vòng tay dịu dàng của mỹ nhân. Lúc này, chuông điện thoại vang lên. Vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng nói có chút nghiêm khắc của chủ nhiệm Khâu Hoa. Anh đến đây lập tức. Đã xảy ra chuyện gì lớn mà lại phải gấp gáp như vậy, trong lòng Diệp Phàm thầm cân nhắc, nhanh chóng bước đến văn phòng Khâu Hoa. Phòng làm việc của chủ nhiệm Khâu không đóng cửa, trong lòng Diệp Phàm hơi chấn động, chuyện này tương đối khác thường, nó cho thấy rõ là chủ nhiệm Khâu đang để cửa chờ mình. Quả nhiên, thư ký vệ vừa nhìn thấy Diệp Phàm tới, lập tức nhỏ giọng. Chủ nhiệm Diệp. Anh vào đi, chủ nhiệm Khâu đang ở trong đó. Ừ. Diệp Phàm gật đầu, nhẹ nhàng gõ cửa. Ngồi đi. Chủ nhiệm Khâu ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, đặt tờ báo trên tay xuống,
chỉ vào ghế đối diện. Diệp Phàm vừa ngồi xuống, nhìn chủ nhiệm Khâu chờ đợi. Vội vàng kêu cậu đến như vậy là có chuyện cần nói với cậu, sắp đến giờ cơm rồi, cũng không để lỡ nhiều thời gian lắm đâu. Chủ nhiệm Khâu giải thích, nhẹ nhàng đặt tờ báo trước mặt Diệp Phàm, nói. Cậu đọc đi. Chắc nói về chuyện của tôi ở hộp đêm thang đế ngày hôm qua. Diệp Phàm vừa cầm tờ báo lên vừa nói. Chương 2121, tờ báo trong tay Lão Thiết. Ồ, cậu đọc rồi à? Chủ nhiệm Khâu hỏi. Chưa, nhưng tôi đoán là vậy. Diệp Phàm nói, đọc báo. Trang đầu của tờ Nhật báo Bắc Kinh nói về đội ngũ bảo vệ nhân vật số 1 Bắc Kinh gì đó, ánh mắt lướt xuống, ở dưới, có một tiêu đề vô cùng bắt mắt hộ Hoa Hữu Pháp. Chủ nhiệm xuất quyền. Tiêu đề này rất lớn, hơn cả nửa trang báo. Diệp Phàm tiếp tục đọc xuống, sau đó bình tĩnh đặt tờ báo lên bàn. Không riêng gì Nhật báo Bắc Kinh đăng, còn có báo Đô thị Bắc Kinh, báo Pháp luật và một vài tờ báo có sức ảnh hưởng đều đã đăng. Chủ nhiệm Khâu vừa nói, vừa đưa chồng báo bên cạnh sang. Nói, cậu có ý kiến gì về việc này không? Không có, bình thường thôi. Diệp Phàm vẻ mặt bình thản liếc mắt nhìn chủ nhiệm Khâu, nói. Rốt cuộc là sao, tôi biết trong chuyện này nhất định phải có nguyên do đúng không? Thái độ của chủ nhiệm Khâu khá ôn hòa, nhưng cũng khá nghiêm túc, chỉ thiếu điều nói thêm câu tôi đại diện tổ chức nói chuyện với cậu thôi. Chủ nhiệm Khâu, cái này, tôi tin anh hiểu. Diệp Phàm đưa tay chỉ nhẹ vào hàng tiêu đề. Ừ, chủ nhiệm Khâu lên tiếng, biểu thị đã hiểu, liếc mắt nhìn Diệp Phàm nói. Cậu nghĩ thế nào, việc này cậu kể cụ thể cho tôi nghe nào. Những chuyện như thế này, có dính đến một chủ nhiệm tôi đây. Nếu bình thường sẽ không được Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Kinh phê duyệt, lẽ nào do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy khinh suất, nên phê duyệt những việc hoang đường như thế này. Hơn nữa, tối qua mới xảy ra chuyện, hôm nay sao các tờ báo lớn đã đăng cả rồi. Chủ nhiệm Khâu, cái này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ có người hữu tâm nào đã nhanh chóng hành động. Mà đối tượng nhắm đến đương nhiên là tôi. Kỳ thực, chuyện tối qua là như thế này. Tôi đang chuẩn bị về nhà, thấy đồng chí Thiên Thông đưa cô em gái Tuyết Hồng vào, rồi gây lộn ở thang đế. Anh nói, tôi còn cách nào khác chứ, đều là đồng nghiệp cả mà. Diệp Phàm kể lại sự việc, dù sao chủ nhiệm Khâu cũng biết Thông Thiên, nên hắn cũng chẳng cần phải giấu giếm gì. 2. Khâu Hoa thở dài, gõ nhẹ tay trên bàn, ngẫm nghĩ một chút, nói. Đồng chí Diệp Phàm, chúng ta là cán bộ, hơn nữa chức vị của chúng ta tương đối chói mắt. Chú ý, hai chữ chói mắt mà chủ nhiệm Khâu dùng. Xem ra, ông ta cũng thực sự quan tâm đến Diệp Phàm. Ừ, vị trí của tôi bây giờ cũng tương đối chói mắt. Mỗi cử chỉ, hành động đều đại diện cho cái gì đó, sắp trở thành người của công chúng mất rồi. Tuy nhiên, đây chỉ là nói trong thể chế thôi, còn đối với người dân bình thường. Tôi chỉ là một chủ nhiệm mà chưa từng được nghe nói đến. Những người hữu tâm muốn tôi đứng trên đầu sóng ngọn gió. Việc này, nếu quả thật phải điều tra, tôi nghĩ, có thể tìm ra được người hữu tâm đó. Trong chuyện này, tôi có thể thản nhiên đối mặt, vì, tôi hoàn toàn vô tư. Đương nhiên, chuyện này sẽ đem lại ảnh hưởng cho tổ chức, tôi sẽ tự nguyện nhận phê bình. Diệp Phàm nói. Ha ha ha, kỳ thực, lúc đầu cậu chẳng có gì xử lý không thỏa đáng cả. Người sắp bị đánh chết rồi, cậu mà không ra tay, thì không phù hợp với cao thủ như cậu. Nếu cậu là một đồng chí thông thường, cậu sẽ xử lý kiểu khác. Đáng tiếc cậu không phải, trực tiếp dùng nắm đấm cứu người là hành vi bản năng của cậu. Chủ nhiệm Khâu mỉm cười, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Không sao đâu, cậu về đi, tôi chỉ muốn tìm hiểu tình hình thôi. Ra khỏi văn phòng, trong lòng Diệp Phàm kêu một tiếng may mắn. Bởi vì... Diệp Phàm hiểu được, lần này không bị phê bình không phải chủ nhiệm Khâu nhân từ, mà vì đồng chí Thiên Thông đã giúp mình một đại ân. Việc này nếu muốn thẩm vấn Diệp Phàm, vậy không phải cũng phải tìm đồng chí Thiên Thông để đối chất sao? Với tính tình của Thiên Thông kia, bản thân Khâu Hoa cũng có chút nhức đầu. Cho nên, chút chuyện nhỏ, nếu không thể phê bình Thiên Thông, thì Diệp Phàm đương nhiên cũng không thể bị phê bình. Không thể nhất bên trọng nhất bên khinh đúng không? Phó chủ nhiệm thường trực Khâu Hoa này dù sao cũng phải xử lý cho công bằng, vì cả hai đều là cao thủ. Huống chi, việc này, rõ ràng là có người đang chơi Diệp Phàm. Đối với người này, chủ nhiệm Khâu trong lòng cũng có chút căm tức. Anh không để ý đến thân phận chủ nhiệm phòng đốc tra của Diệp Phàm, thì cũng phải chú ý đến thân phận khác của Diệp Phàm chứ.
vị trí này quá nhạy cảm, đương nhiên, trên báo chí cũng chỉ đăng Diệp Phàm là chủ nhiệm phòng đốc tra, chứ không nói rõ thân phận phó chánh văn phòng chủ tịch Đường. Điều này chứng tỏ, người hữu tâm kia cũng hiểu được nặng nhẹ, không dám làm quá mức. Chỉ có điều, cái này, người trong vòng đều hiểu được thân phận Diệp Phàm, làm thế này, chỉ gạt được dân chúng bình thường được thôi. Ai làm chứ, mẹ nó. Vừa bước vào trong xe, Diệp Phàm không kìm nổi chửi một câu. Về đế nhà, Kiều đại tiểu thư bưng súp hươu bào lên. Diệp Phàm có chút cổ quái nhìn cô, thấy cô không có chút gì khác lạ, bèn nhẹ nhàng thở ra, biết có lẽ cô chưa đọc báo. Thời đại này, người ta dần ít xem báo, vì Inter và TV dần phát triển, đọc báo không bằng lên mạng. Hơn nữa, đọc báo chỉ là thói quen của các đồng chí trong thể chế. Bởi vì, bị vây trong thể chế, ngày nào không đọc báo không được. Anh không hiểu rõ tình hình trong ngoài nước, không hiểu được ý cấp trên, không biết được ý cấp dưới, vậy anh còn công tác thế nào được? Đúng lúc này, giọng Lý Cường vang lên. Tiên sinh, thứ trưởng Thiết đến, anh ấy nói muốn tới ăn trực. Cũng được. Diệp Phàm cười cười, cảm thấy kỳ quái, cơm chưa có gì đâu mà đến. Cơm chưa đâu thể uống rượu, vì chiều còn phải làm, trong người có mùi rượu không tiện. Viên Viên, lấy thêm đôi đũa, anh Thiết đến. Diệp Phàm cười nói, Kiều Viên Viên vào bếp lấy đũa, vốn có gì giúp việc, nhưng, đôi khi, Kiều đại tiểu thư thích tự mình làm. Thiết Chiêm Hùng vội vàng bước vào, trong tay còn cầm tờ báo. Diệp Phàm vừa thấy, lập tức đứng dậy định lấy tờ báo đi. Bởi vì, hắn sợ Kiều đại tiểu thư nhìn thấu. Không thể ngờ Thiết Chiêm Hùng nói. Người anh em, cậu xem, chuyện này là thế nào? Tờ báo trong tay anh ta vung vẫy mấy lần. Có người muốn chơi em anh Thiết hạ. Diệp Phàm hừ nói, cầm báo để lên ghế. Cho em xem, rốt cuộc có chuyện gì? Kiều đại tiểu thư cầm lấy tờ báo. Đừng xem, chỉ là đối thủ của anh dở thủ đoạn thôi. Diệp Phàm khoát tay. Em đọc rồi, chỉ là Diệp Phàm anh ra tay đánh người cứu mỹ nhân ở hộp đêm đúng không? Kiều đại tiểu thư thản nhiên nói. Em, biết rồi. Diệp Phàm có chút cà lăm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kiều Viên Viên. Vốn không biết, nhưng, cha gọi điện qua hỏi nên em mới biết được. Cha hỏi em rốt cuộc là có chuyện gì? Kiều Viên Viên nói. Mẹ nó, năm nay, chẳng có việc gì tốt đẹp của, thế này là sao chứ? Diệp Phàm có chút xấu hổ nói. Nhưng, việc này, cũng không phải như em tưởng tượng đâu, Diệp Phàm anh là người như thế nào Viên Viên em không tin sao? Đương nhiên là em tin, không thì, em đã không nấu súp cho anh rồi. Kiều Viên Viên bĩu môi nói. Thiết Chiêm Hùng nghe Diệp Phàm kể xong mọi chuyện, ngẫm nghĩ một chút nói. Chú em, cậu cảm thấy ai đứng sau việc này? Hình như không phải Thang Đế, việc này đối với họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Ít nhất, tối qua Thang Đế đã bị Cục Công an thành phố xử lý. Danh tiếng ở đây cũng tương đối bị hạ thấp. Tầng quản lý Thanh Đế hẳn là biết việc này sẽ ảnh hưởng đến họ. Làm cho việc này ầm ĩ, còn có thể đăng trên Nhật báo Bắc Kinh, người hữu tâm này năng lượng không nhỏ đâu anh Thiết. Diệp Phàm nói, chắc hẳn, không phải là người của thành phố, hình như tôi chưa nghe nói cậu có trở ngại gì ở thành phố đúng không? Thiết Chiêm Hùng nói, cũng chưa chắc. Diệp Phàm lắc đầu, liếc mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng, nói. Chuyện hai cửa hàng chó kia vẫn chưa giải quyết xong. Em nghi Phó Bí Thư Thành ủy Điền Thắng Lợi có dính vào việc này. Nhưng, Điền Thắng Lợi chỉ là lớp ngụy trang, nhân vật thực sự sau tấm màn không phải lão. Cậu nghi do Trương Nhất Đống làm. Thiết Chiêm Hùng hỏi. Cũng có thể, tuy nhiên, vẫn chưa chắc, có rất nhiều đồng chí có khả năng, chẳng hạn như Yến Xuân Lai. Hơn nữa, việc này, theo lý mà nói sau khi Trần Thiên Hòa biết được thì phải tìm em hỏi đầu tiên. Hoặc là giáp mặt chất vấn. Làm em nhục nhã một phen. Nhưng, Trần Thiên Hòa không làm như vậy mà lại hỏi ý kiến của Khâu Hoa. Lão gà này, dụng tâm vô cùng độc. Tuy nói chủ nhiệm Khâu không nói gì, nhưng trong lòng lãnh đạo dĩ nhiên cũng có chút khó chịu. Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Thực ra cũng có chút bút tích giống Yến Xuân Lai. Nếu lão đó ra tay, chỉ bằng năng lượng của Yến Vân, ban tuyên giáo thành ủy không thể không nể mặt. Thiết Chiêm Hùng gật gật đầu. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói. Có thể cậu không biết, tối qua đến hỗ trợ cậu xử lý hộp đêm Thang Đế chính là đội phó đội trị an Cục Công an thành phố, tên là Trương Liêu đã bị bắt. Hơn nữa, những đồng chí cảnh sát tối qua cùng Trương Liêu đi bắt người đều bị tạm ngưng chức vụ,
tiếp nhận điều tra của tổ chức, cả đám đều bị xui xẻo rồi. Trương Lưu bị bắt, dựa vào cái gì? Cái thứ chó này, đúng là làm loạn. Ngay cả đồng chí Trương Lưu cũng không tha. Giọng Diệp Phàm thô lỗ, liếc mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng, nói. Huống chi, đồng chí Trương Lưu hành động theo lệnh của phó giám sát trưởng em đây, sao họ không tìm em mà tìm Trương Lưu làm gì? Chương 2122, Lão Thiết tức giận rồi. Cậu là con cá lớn, Trương Lưu chẳng qua chỉ là một con tép. Bọn họ động đến tép trước, đoán chừng là muốn gây sức ép lên tép để nhắm đến cậu. Bất quá, nếu Trương Lưu thi hành mệnh lệnh của phó giám sát cậu, thì cậu không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đánh chó phải ngó mặt chủ, Trương Lưu tuy nói không phải là thủ hạ của cậu. Nhưng, ít nhất, đêm qua Trương Lưu là người thi hành mệnh lệnh của cậu. Việc này, không giải quyết tốt sẽ làm mất lòng người. Ông em, cậu phải cân nhắc xem có quản việc này hay không. Thiết Chiêm Hùng nói. Quản. Diệp Phàm không hề nghĩ ngợi, nói ngay. Liếc mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng một cái, hỏi. Đây là tầng quản lý thang đế đang thị uy với em, để lấy lại danh dự, nên muốn làm mất mặt Diệp Phàm em. Bọn họ đã chính thức tuyên chiến với em rồi, đây không phải là phong cách của em. Tuy nhiên, chuyện tối qua, rõ ràng bọn họ không đúng. Mấy ông chủ của thang đế cũng kiêu ngạo quá mức. Nếu Trương Lưu và các đồng chí khác bị bắt, vậy nhất định họ sẽ định cho đám Trương Lưu cái tội bắt người lung tung. Còn cái tên nhị công tử của Thiết gia kia đoán chừng đã được thả. Tên đó sau khi phẫu thuật đã tỉnh rồi, luôn có cảnh sát giám sát, nhưng, giờ Trương Lưu rất chức, mấy cảnh sát sớm bỏ chạy mất rồi. Rõ ràng là không sao đúng không nào? Thiết Chiêm Hùng nói. Ha ha, anh Thiết, việc này trong phạm vi quản lý của anh có thể ra tay. Hai anh em ta liên kết, tách tầng quản lý thang đế ra. Diệp Phàm cười khan hai tiếng. Cậu nhóc, đừng có kỳ vọng vào tôi. Tôi không đủ nhẫn nại vật tay với tầng quản lý thang đế đâu, cậu là chủ soái, tôi phụ trợ thì còn được. Thiết Chiêm Hùng nói. Không thể nào, tầng quản lý thang đế mạnh như vậy, ngay cả một nhân vật có thực quyền ở Bộ Công an như anh mà cũng không vật được sao. Diệp Phàm có chút kinh ngạc, trong mặt lóe một tia khó hiểu. Hai, đây là tư liệu về thang đế, cậu xem đi rồi nói tiếp. Thiết Chiêm Hùng cầm một xấp tài liệu, xem ra, đã có sự chuẩn bị rồi. Không đọc, không có thời gian. Anh Thiết, anh cứ nói đi. Diệp Phàm khoát tay. Được rồi, tài liệu này tôi đã đọc mấy lần. Nói thật, tâm tình có chút nặng nề. Thiết Chiêm Hùng nói, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, mới nói tiếp. Đầu tiên chúng ta nói về nhân vật có số má nhất ở thang đế trước, người này là một phụ nữ, tên là Nhạc Bảo Thoa. Nghe nói khá sùng bái lão Tào dưới ngòi bút Tiết Bảo Thoa, nên mới lấy tên này. Chắc hẳn cậu không biết rõ Lạc Gia, nhưng, có một người chắc chắn cậu sẽ biết. Chắc chắn là rất có danh tiếng đúng không? Diệp Phàm người nói, mặt nghiêm túc. Nhạc Hậu Thành. Thiết Chiêm Hùng nói. Nhạc Hậu Thành. Diệp Phàm thì thầm sắc mặt, nghiêm túc, liếc mắt nhìn Thiết Chiêm Hùng, nói. Từng là ủy viên cục chính ủy, phó thủ tướng nội các chính phủ. Hiện nay tuy nói đã về hưu, nhưng vẫn còn sức ảnh hưởng. Đương nhiên. Nhạc Hậu Thành lăn lộn từ dưới lên đến vị trí hiện nay, đã bao nhiêu cán bộ được sự cất nhắc của ông ta, riêng cán bộ cấp cao đã cả một hàng dài rồi. Ở dưới một thời gian dài, ông ta đảm nhận công tác lãnh đạo ban tổ chức cán bộ. Cái này, là trực tiếp đề bạt cán bộ, mà, con trai cả của ông ta Nhạc Tương Đông tháng trước cũng mới đảm nhiệm chức phó kiểm sát trưởng thường vụ viện kiểm sát tối cao. Đường đường cán bộ cấp bộ trưởng, cậu nói xem, Thiết Chiêm Hùng tôi sao có thể đấu lại ông ta? Ngay trong Bộ Công an, xếp hạng trong đảng của các đồng chí môn sinh của Nhạc Hậu Thành còn cao hơn tôi rồi. Thiết Chiêm Hùng mặt mũi khó coi nói. Đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ. Diệp Phàm nói, khôi phục bình tĩnh. Nhân vật thứ hai của thang đế là Tiết Trung Cường, được gọi là Tiết Nhị Công Tử. Tiết gia tuy nói thực lực không bằng Nhạc gia, nhưng, nhà họ cũng có mấy cán bộ cấp phó tỉnh. Những người này hợp sức lại, cậu nghĩ xem, có phải chúng ta bị bao vây rồi không? Thiết Chiêm Hùng nói, không có gì, Tiết Trung Cường bị em gái Tuyết Hồng và đồng chí Thiên Thông đánh, em chỉ tiện tay cứu người thôi. Diệp Phàm đột nhiên cười khan một tiếng. Thiên Thông là ai, có năng lực lắm đúng không? Thiết Chiêm Hùng có chút không ngờ, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Hình như có chỗ để dựa vào. Em cũng không rõ lắm, người này, khoảng 45, 46 rồi,
mặt mũi thì như em bé ấy, nhìn chưa tới 30 tuổi. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Cậu không rõ sao còn cười rạng rỡ vậy. Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ nói. Ha ha, không có gì, bọn họ mà gây sức ép, chắc chắn phải điều tra đến đồng chí Thiên Thông, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người ta mặt dập lửa. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, vẻ mặt thực sự bình tĩnh. Ừ, trong nháy mắt Thiết Chiêm Hùng đã hiểu, chắc hẳn đồng chí Thiên Thông đạt đến nước siêu cấp, là bí mật mà nước Cộng Hòa không thể tiết lộ. Đương nhiên, Lão Thiết cũng biết cái gì gọi là giữ bí mật, đương nhiên cũng không hỏi nữa, tuy nhiên, anh ta nói. Chỉ có điều, cái này Trương Lưu, cậu xem nên làm thế nào. Còn nữa, Tiết Trung Cường xử lý thế nào. Đúng lúc này, điện thoại Diệp Phàm vang lên, vừa nhấc máy đã nghe thấy giọng Thiên Thông hét lớn. Mẹ kiếp, phản rồi. Có chuyện gì vậy đồng chí Tiểu Thiên? Diệp Phàm giật mình, khẩn trương hỏi. Thiên Thông tức giận như vậy, chắc chắn có liên quan đến Tuyết Hồng. Ông đây bị bắt rồi, Tuyết Hồng còn bị họ tát cho một cái. Cái tên đó, coi trời bằng vung rồi, dám đánh em gái tôi. Phó giám sát trưởng anh, rốt cuộc quản hay không đây? Thiên Thông gầm lên. Ha ha, đồng chí Thiên Thông, với thân thủ của anh, người ta sao bắt được? Diệp Phàm cười khan một tiếng, hỏi, trong lòng thầm nhủ, nhắc Tào Tháo đến, tốt thật. Thân thủ cái dám gì, họ dùng đặc công, mấy chục cây súng ngắn nhắm vào ông đây có biết thuật độn thổ của Thổ Thành Tôn đâu chứ? Thiên Thông mắng. Quái, sao anh gọi điện thoại được, không bị tịch thu à? Diệp Phàm hỏi. Thu cái khỉ, ông đây sớm ném qua một bên rồi. Với thân thủ ông đây mà muốn kiếm được điện thoại của ông à, không có cửa đâu. Nếu không lo chúng xúc phạm em gái, ông đây sớm bẽ gãy xương chúng rồi. Thiên Thông tức giận. Bây giờ anh đang ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Hình như là nhà giam Hổ Sơn. Thiên Thông hừ nói. Anh hoành tráng quá, người ta vừa ra tay đã nhốt vào nhà giam Hổ Sơn. Nên biết, chỗ đó là để nhốt trùm ma túy và tội phạm giết người quan trọng. Không có tư cách thì không được vào đâu. Diệp Phàm trêu chọc. Đương nhiên là muốn chọc cho đồng chí Thông Thiên giận thêm chút nữa. Đừng nói nhiều, em gái tôi không nhốt chung với tôi, anh gọi cho Lão Khâu đi. Bằng không, tôi phải tự mình ra đấy. Anh nói với Lão Khâu, em gái tôi mà xảy ra chuyện gì, Thiên Thông tôi sẽ thực sự nổi giận đấy. Thiên Thông tức tối. Được rồi, tôi gọi ngay đây. Diệp Phàm nói, hỏi thêm. Quái, sao anh không trực tiếp gọi cho ông ấy? Chúng ta là bạn mà, đúng không? Thiên Thông nói, câu này thực sự khiến cho trong lòng Diệp Phàm có chút hổ thẹn, người ta coi mình là bạn mới nhờ mình giúp, vậy mà mình coi người ta như khiên đỡ đạn. Được rồi, anh bình tĩnh, tôi nghĩ cách ngay đây. Cái này, tạm thời không cần kinh động đến chủ nhiệm Khâu, để tôi hỏi thăm đã, thực sự cần thiết sẽ báo cho ông ta, được không? Diệp Phàm nói, cũng được, nhanh lên, tôi cho anh 2 tiếng. Thiên Thông giống lên một tiếng cúp điện thoại, kỳ lạ, không phải chỉ cần đưa giấy chứng nhận ra là được rồi sao, sao phải phiền phức như vậy? Diệp Phàm lẩm bẩm, chắc hẳn chuyện này có nguyên nhân, để tôi giúp cậu hỏi thăm một chút. Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau đã có tin tức, Thiết Chiêm Hùng nói. Không thể ngờ chuyện này là do Quách Canh Tân ra tay. Quách Canh Tân là ai? Diệp Phàm hỏi. Phó Cục trưởng Thường trực Cục Công an thành phố. Là một nhân vật phong vân tại mảnh đất thủ đô này. Nghe nói có quan hệ với nhân vật kiệt xuất thứ tư của Thang Đế. Chắc hẳn, chuyện này, là do Thang Đế ra mặt. Nghe nói sáng nay Thiên Thông đưa Tuyết Hồng đi dạo phố, trong một ngõ hẻm của Cửu Long, Tuyết Hồng đòi ăn thịt dê, cho nên dừng lại ở quán dê xương ven đường. Không thể ngờ có một chiếc xe chạy đến, mười mấy đặc công vây quanh Thông Thiên. Bắt 2 người đem đi, tuy nhiên, có 5-6 đồng chí đặc công bị Thiên Thông đánh ngã. Vì, lúc đầu họ không hề động súng, sau đó tức giận mới rút súng ra. Rút súng ra, ắt hẳn là Thiên Thông không dám động tay rồi. Còn cô em gái kia thì dùng xiên thịt dê nướng đánh thủ trưởng đặc công, kết quả, bị còng 2 tay. Lão đó đúng là cưng chiều em gái, còn rảnh rỗi đưa đi dạo phố. Diệp Phàm nói, trong lòng tự nhủ người này không phải vệ sĩ bên người lãnh đạo sao, sao lại có thời gian đi dạo phố, đúng là quái lạ. Kỳ thực. Những lúc lãnh đạo ở nơi tuyệt đối an toàn, Thiên Thông cũng được đi ra ngoài. Hơn nữa, đâu thể lúc nào cũng ở bên lãnh đạo, con người cần có lúc nghỉ ngơi,
cũng phải có người thay ca chứ. Hay là anh Thiết nói chuyện với Quách Canh Tân đi. Diệp Phàm nói. Để tôi thử xem. Thiết Chiêm Hùng gọi điện thoại. Một hồi, Thiết Chiêm Hùng gác máy, khuôn mặt trầm xuống. Lão Thiết đập một cái lên bàn, mắng. Mẹ nó, cái quái gì thế, ngay cả lời nói của tôi cũng không thèm nghe à. Quách Canh Tân không nể mặt sao? Diệp Phàm hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Căn bản là từ chối, nói việc này dính đến đủ thứ. Ảnh hưởng nghiêm trọng lắm, báo chí đã đăng cả rồi, không điều tra rõ không thả người được. Hơn nữa, nghe nói Thiên Thông còn ra tay toan mưu sát đặc công. Còn cô gái kiêu ngạo kia, công nhiên tập kích đội viên đội đặc công. Trong quá trình thẩm vấn còn rất chua ngoa gì đó. Cuối cùng còn ngầm nhắc nhở tôi, đó là chỉ thị của cấp trên. Thiết Chiêm Hùng tương đối tức giận, đương nhiên, người ta không nể mặt Lão Thiết thì đúng là không chịu được. Kỳ thực, Diệp Phàm sớm biết sẽ có kết quả này. Thiết Chiêm Hùng chắc hẳn cũng rõ. Quách Canh Tân là phó cục trưởng thường trực cục công an thành phố Bắc Kinh, đường đường là quan to cấp giám đốc sở. Người ta hà tất phải để ý đến một thứ trưởng xếp hạng không cao như Lão Thiết. Hơn nữa, Quách Canh Tân có thể ngồi được vị trí như hôm nay, chắc chắn phải có chỗ dựa. Chương 2123, chủ nhiệm Khâu đứng ngồi không yên. Người đó, chắc hẳn xếp hạng cao hơn Lão Thiết, chẳng hạn như đám phó bí thư đảng ủy công an. Đem ra so với Lão Thiết thì thứ hạng trong đảng cao hơn nhiều. Xong đời, Lão Thiết anh không được rồi, phó giám sát trưởng em là cái quái gì? Thiên Thông chỉ cho em có 2 tiếng. Diệp Phàm đầu hơi to lên. Sớm đã nói với cậu rồi, thang đế người ta có người mà. Chúng ta khổ rồi, ha ha, không trêu vào được, bị đánh cũng bị đánh rồi, còn muốn bắt được người, đúng là phiền phức. Thiết Chiêm Hùng tức giận hừ nói. Để em nói với cha chuyện này. Kiều Viên Viên nói. Không cần, phiền phức lắm. Cha em chưa chắc đã đồng ý ra tay. Nếu như anh bị bắt thì còn có khả năng, chứ Thiên Thông với ông ấy thì còn quan hệ gì. Diệp Phàm ngăn lại. Hai, áp lực quá lớn, không thể nào đối kháng được. Diệp Phàm thở dài, cũng có chút bất đắc dĩ, vì thời gian Thiên Thông cho quá ít. Nếu mình dùng thân phận phó chủ nhiệm ra mặt, ảnh hưởng chắc chắn còn tệ hơn. Ngẫm nghĩ một chút, Diệp Phàm rút điện thoại gọi cho chủ nhiệm Khâu, nói. Chủ nhiệm Khâu, báo cáo anh một việc. Cậu nói đi. Khâu Hoa cũng đang ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Thiên Thông với em gái Tuyết Hồng của anh ấy bị bắt rồi. Diệp Phàm nói. Bị bắt, ai làm? Rõ ràng, Diệp Phàm cảm thấy giọng của Khâu Hoa hơi dồn dập. Xem ra, uy lực của đồng chí Thiên Thông này không nhỏ. Đồng chí Quách Canh Tân của Cục Công an thành phố, nghe nói Quách Canh Tân là chú họ của Vu Thế Kiệt ông chủ thứ tư hộp đêm thang đế. Việc này, 8 phần là do Vu Thế Kiệt nhờ Quách Canh Tân ra tay. Hơn nữa, Thiên Thông thấy em gái bị đánh, rất tức giận, nói là cho tôi 2 tiếng, nếu không thả ra thì anh ta sẽ làm gì đấy. Chủ nhiệm Khâu, anh cũng biết bản lĩnh của Thiên Thông. Nếu làm ầm ĩ lên thì cũng phiền phức, hơn nữa... Các đồng chí tầng quản lý của thang đế cũng kiêu ngạo quá. Không ngờ còn bắt Trương Lưu đội phó đội trị an cục công an thành phố cùng với các đồng chí tham gia thi hành nhiệm vụ bắt người hôm qua. Trương Lưu đã bị bắt, cấp dưới của cậu ấy cũng bị tạm thời cách chức. Nói khó nghe một chút, tối qua tôi có mặt, đã thấy nhị công tử của Tiết gia Tiết Trung Cường vô cùng tức giận. Không ngờ lại công nhiên sỉ nhục cảnh sát nhân dân, hơn nữa suýt chút nữa đã cầm chai đánh chết đội trưởng Trương. Nếu không tôi ở đấy, chắc là xong rồi. Thiên Thông với Tuyết Hồng cũng là không thể đứng nhìn nên mới ra tay tương trợ, tôi cũng giúp chút chuyện nhỏ. Không ngờ hôm nay Trương Liên bị bắt, người đánh lén cảnh sát Tiết Trung Cường lại không việc gì. Việc này tôi vốn muốn tự ra mặt giải quyết, nhưng sợ ảnh hưởng không tốt. Dù sao công việc của tôi cũng hơi đặc biệt, hơn nữa, báo chí lại đang đưa tin. Mà, Thiên Thông gọi điện cho tôi chắc là cũng sợ làm phiền đến anh đúng không? Nhưng, hiện nay tôi thấy không được rồi, tôi cũng là một trong những đương sự, đương nhiên cũng bị tị hiềm đúng không? Diệp Phàm nói. Tuyết Hồng bị đánh thế nào? Khâu Hoa hỏi. Không rõ lắm, tôi chưa gặp được cô ấy. Diệp Phàm nói. Ừ, cứ như vậy đi. Khâu Hoa giọng điệu bình tĩnh, nhưng Diệp Phàm biết, chắc chắn ông ta không bình tĩnh được. Anh Thiết, anh nói chủ nhiệm Khâu sẽ ra tay không? Diệp Phàm hỏi. Cái đó phải nhìn vào phân lượng của Thiên Thông. Thiết Chiêm Hùng nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, nói thêm.
nhưng, việc này nếu dính đến cậu, mà cậu không thể ra tay được, cho nên chắc chắn ông ta sẽ phải ra tay, chỉ có Trương Liên kia, chắc hẳn phải làm người chịu tội thay rồi. Trương Liên, chắc chắn em sẽ cứu anh ta ra, dù là Quách Canh Tân, nếu phải đấu thì cứ đấu một trận. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Không cần phải như vậy, chẳng phải đã nói với cậu rồi sao? Cậu không phải đang đấu với Quách Canh Tân mà đang đấu với tầng quản lý của Thang Đế. Trước mắt đối với chúng ta mà nói, thực lực vòng tròn chúng ta chưa đạt đến mức như bọn họ. Người anh em, lùi một bước trời cao biển rộng, thủ trưởng đã đưa cậu chữ Hải Nạp Bách Xuyên. Thủ trưởng muốn nói cậu phải biết bao dung, phải độ lượng, không được có lòng dạ nhỏ hẹp, đúng không? Là một cán bộ cấp cao, tiền đồ của cậu còn lâu dài. Đừng vì một chuyện nhỏ mà chặt đứt đường đi của mình. Hơn nữa, cuối cùng ngay cả Kiều gia cũng không thể không ra tay, làm lớn chuyện đối với cậu mà nói không có lợi. Giờ chúng ta phải ăn ở khiêm tốn, làm việc cho chắc chắn. Thiết Chiêm Hùng khuyên nhủ. Anh Thiết, anh không cần khuyên em cũng đâu phải mãng phu. Muốn đối phó với Quách Canh Tân, chúng ta sẽ nghĩ được cách. Anh đã quên chức trách của em rồi à? Diệp Phàm nói. Ha ha, hình như cũng hơi có lý. Nhưng... trước tiên cứ đặt chuyện Trương Liên sang một bên. Để cho trận phong ba này ổn ổn một chút, cậu cũng từ Giang Đô trở về. Hai anh em chúng ta cùng liên kết, Quách Canh Tân làm được gì chứ? Thiết Chiêm Hùng khôi phục lại hùng phong thời ở báo Săn Thủy Châu. Viên Viên, đem bình rượu Mao Đài Bộ trưởng Khâu tặng anh ra đây, anh muốn uống với anh Thiết một ly. Diệp Phàm hào hứng, mỉm cười. Chưa không nên uống, chiều anh còn phải làm việc. Miệng toàn mùi rượu thì sao nói chuyện với người khác. Hơn nữa, anh đang ở thời kỳ quan trọng, bái chí khắp nơi đều chiếu vào Diệp Phàm anh. Để tối đi, em sẽ làm một bàn đầy thức ăn ngon để anh với anh Thiết cùng uống rượu. Đến lúc đó gọi cả Lang Phá Thiên nữa, mấy anh em cùng ngồi thương lượng một chút xem có cách gì đối phó, được không? Kỳ thực, anh Thiết, Diệp Phàm, em cảm thấy cũng không cần quá lo lắng. Vòng tròn của Diệp Phàm cũng dần thành thục rồi. Người trong vòng cũng có mấy mối quan hệ không tệ, tầng quản lý của Thang Đế có năng lượng, chẳng lẽ Kiều gia, Triệu gia, Phí gia không tính là gì sao? Kiều Viên Viên muốn đấu với Thang Đế. Ha ha ha, Thiết Chiêm Hùng và Diệp Phàm nhìn nhau, cười phá lên. Cười cái gì, anh Thiết, anh nói, em nói đúng mà. Vốn, em là phụ nữ, không nên tham gia vào chuyện của các anh. Khi các anh nói những chuyện này, em phải tránh đi. Kiều Viên Viên vẻ mặt nghiêm túc nói. Những chuyện ngồi đây bàn, em có thể nghe, những chuyện không thể nghe được thì bọn anh đã vào thư phòng rồi, không cần tránh đâu. Chẳng hạn như chuyện về tổ đặc nhiệm A mà nói, đó không phải là bí mật đối với em đã từng tham gia, hơn nữa còn bị thương. Đương nhiên, anh cũng không muốn em tham dự quá nhiều, em cứ làm tốt sự nghiệp giáo dục và quản lý nhà cửa cho tốt là được. Chuyện bên này, em không cần phải lo gì cả. Diệp Phàm nói, anh sợ em biết chuyện hôm qua, ai biết được anh với Tuyết Hồng kia có vấn đề gì không? Kiều Đại Tiểu Thư nói, Diệp Phàm vẻ mặt cay đắng nói. Trời đất chứng giám, lúc ấy là Vương Nhân Bàng rủ anh đi uống rượu. Vì, anh ấy bị bạn gái Thập Lục muội chọc giận. Cho nên anh không thể không đến, trên đường đi thì gặp Thiên Thông với Tuyết Hồng em gái anh ta. Em nghĩ xem, Thiên Thông 45, 46 tuổi rồi. Em gái anh ta phải lớn thế nào, huống hồ, mà bộ dạng Thiên Thông thế nào chứ, lùn như đứa nhỏ ấy. Chả biết em gái của anh ta ở đâu ra, mà, Diệp Phàm anh nghĩ, chắc là dê non gặm cỏ già, mà, còn là ngọn cỏ sắp héo khô ấy chứ. Diệp Phàm vì muốn xóa bỏ nghi ngờ trong lòng Kiều Đại Tiểu Thư, không ngờ lại biến cô nàng 17, 18 tuổi trẻ trung như Tuyết Hồng dáng trước thành phụ nữ trung niên. Nếu để Thiên Thông biết, chắc sẽ đấu với mình một trận sống còn đầy thương tích mất. Nói không chừng anh đã thưởng thức được chút gì rồi. Kiều Đại Tiểu Thư lại nói một câu khiến Diệp Phàm phát điên. Ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng vẻ mặt vui vì người khác gặp họa, cười hô hố không ngừng. Cười đến nỗi suýt phun cả cơm ra. Anh là người như vậy sao, Viên Viên, em cũng đừng tự đánh giá thấp mình chứ. Muốn tìm người thì cũng phải tìm người có đẳng cấp như em chứ đúng không? Diệp Phàm nghẹn hỏng nửa ngày mới thốt ra được một câu. Đúng lúc đấy, cô em Phượng gia kia còn trẻ hơn em, nhan sắc cũng tương đương em. 2 năm rồi, người ta càng mặn mà đấy. Kiều Đại Tiểu Thư quăng thêm một câu.
Anh Thiết, chúng ta đi làm đi. Diệp Phàm lai miệng, cầm lấy cặp chuồn đi mất. Đừng vội, tôi còn chưa no mà. Em Kiều, lấy anh thêm chén nữa. Không ngờ đồng chí Lão Thiết Nhân lúc cháy nhà đi hôi của, không chịu đi. Hết cơm rồi. Kiều đại tiểu thư hừ nói. Được rồi, ăn không no thì dùng rượu bù cũng được. Rượu này, tôi đem về tối uống. Thiết Chiêm Hùng không hề khách khí, lấy chao rượu Mao đài chủ nhiệm Khâu cho Diệp Phàm bỏ vào túi. Lão Thiết, anh, cái này là chủ nhiệm Khâu cho. Diệp Phàm trợn mắt. Đúng lúc, tôi chưa thử bao giờ, cái loại cao cấp này, tối nay thử thì hết ý. Lão Thiết cười gượng, da mặt dày như đáy nồi, căn bản là muốn cưỡng đoạt, nên cầm hai bình Mao đài bỏ của chạy lấy người. Chủ nhiệm Khâu ăn xong cơm vẫn ngồi không yên, ngẫm một chút bèn xách túi đi đến nhà chủ nhiệm Điền Giang. Vì, hai người đều là bạn cũ, không cần báo trước cũng có thể đến nhà. Cảnh sát bảo vệ có vũ trang cũng quen thân, không ngăn cản lại. Chủ nhiệm, Thiên Thông với em gái Tuyết Hồng của anh ta bị bắt. Chủ nhiệm Khâu kể lại mọi việc. Thiên Thông với Diệp Phàm, lại gây chuyện rồi. Điền Giang nhíu mày nói. Việc này không thể trách bọn họ. Danh tiếng Thang Đế anh cũng không phải không biết, tầng quản lý của họ cũng máu mặt lắm. Chả thèm để ai vào mắt, không cần nói các đồng chí cảnh sát đến quấy rầy họ, chắc hẳn đồng chí Trương Lưu lần này thảm rồi. Súng bắn chim đầu đàn, câu này quá đúng. Nhưng, Thiên Thông chỉ cho Diệp Phàm 2 tiếng, tôi nhìn đồng hồ, chỉ còn lại 40 phút thôi. Khâu Hoa nói, quái, cái này hình như không giống phong cách của Diệp Phàm, nếu là trước kia, chắc hẳn đã sớm ra tay tìm Quách Canh Tân rồi đúng không? Sao lần này nhịn được vậy? Điền Giang vẻ mặt bình tĩnh, vừa uống trà vừa nói. Chắc hẳn có dò xét rồi, kết quả không làm gì được. Cho nên, đành phải nhờ đến tôi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng có lòng tốt, nếu Thiên Thông xảy ra việc gì, thì đúng là đau đầu. Sắc mặt Khâu Hoa vô cùng nghiêm túc. Chương 2124, chủ nhiệm Điền trực tiếp ra lệnh. Tấm lòng vàng, hôm nay anh ta đúng là người nổi tiếng rồi, các tờ báo to nhỏ ở thành phố Bắc Kinh, chỉ thiếu tờ báo đảng là chưa đăng, không quảng cáo, toàn chữ. Điền Giang người này sớm hiểu, chỉ có điều là người ta không lên tiếng thôi, cái này gọi là tấm lòng như biển cả. Tuy nhiên, Khâu Hoa có thể cảm nhận được, đồng chí Điền Giang không tức giận mà trong đầu có chút buồn cười. Ha ha, anh đã sớm nhìn ra rồi à? Khâu Hoa cười. Lẽ nào anh nhìn không ra, rõ ràng có người muốn mà. Điền Giang nói, sau đó, khuôn mặt kia đột nhiên ngẩng lên, nói. Việc này, tôi sẽ đề cập với lãnh đạo có liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương. Có một số việc không được coi người trong thiên hạ đều là kẻ ngốc. Báo chí là nền tảng tuyên truyền của đảng, sao có thể trở thành lợi thế trong tay một số người, có chút vượt quá giới hạn rồi. Ừ, vốn dĩ tôi định gọi điện thoại cho Ban Tuyên giáo Thành ủy hỏi thăm một chút. Chí ít, anh muốn đăng tin tức cũng được, nhưng phải đợi sự việc được điều tra rõ ràng rồi mới đăng. Anh đăng tin tùy tiện, vô trách nhiệm như vậy, với tính khí chùa Diệp Phàm, bùng nổ thì sẽ không hợp tác với tòa soạn của anh. Đến khi đó bị gây sức ép toàn là những con tép. Họ trái lại ngồi hóng mát ở đâu đó rồi. Khâu Hoa nói. Đợi chút, tôi còn có việc nói với anh uống trà trước đã, tôi cho đồng chí Chính Phong đã. Chủ nhiệm Điền nói, không lâu sau, tìm điện thoại trực tiếp gọi, nói. Đồng chí Chính Phong, tôi là Điền Giang, nghe nói hộp đêm Thang Đế hôm qua đã xảy ra chút xô xát nhỏ phải không? Hôm nay người trong cục anh đã bắt người có phải không? Lúc đầu, Điền Giang không nghĩ sẽ hỏi thẳng như vậy. Nhưng không hỏi thẳng không được, thời gian không được phép kéo dài. Hễ hỏi tới việc bắt người thì có thể liên hệ trực tiếp đến thứ đồng chí Thiên Thông. Chủ nhiệm Điền, chào anh. Cục trưởng Công an thành phố Bắc Kinh, Ngô Chính Phong đang dựa vào bàn làm việc chợp mắt, vừa nghe đến cái tên Điền Giang này, cả người suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, như phản ứng có điều kiện đứng nghiêm, đầu óc có chút quay cuồng một lúc, trong lòng thầm kêu khổ, không thể tưởng trong cục lại khiến mình gặp phiền toái. Việc này đã đến nỗi chủ nhiệm Điền phải hỏi tới, vậy đó là việc quan trọng tới mức nào, tuy nhiên thời gian không có nhiều để anh ta kịp suy xét, Cục trưởng Ngô Chính Phong lập tức nói. Chủ nhiệm Điền, việc này tôi vẫn chưa rõ lắm, tôi lập tức tìm hiểu thêm rồi sẽ báo cáo lại với anh. Cho anh 10 phút. Điền Giang nói, cuối cùng còn nói thêm một câu. Phải nhanh lên. Đương nhiên,
Ngô Chính Phong không hiểu ý thật sự của Điền Giang. Người ta là lo đồng chí Thiên Thông chịu uất ức rồi sẽ làm ầm ĩ lên. Nhưng Ngô Nhất Phong đã có chút kinh hãi từ lâu. Việc này chủ nhiệm Điền dục gấp như vậy, chỉ cho có 10 phút. Điền Giang cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức gọi điện thoại tìm hiểu tình hình. Lão Cúa, đêm qua ở thang đế đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, buổi sáng cục điều ai đi bắt người, người bị bắt là ai? Cục trưởng Ngô dồn dập hỏi phó cục trưởng thường trực Cúa Canh Tân. Cục trưởng Ngô, tôi đang định báo với anh một chút về việc này. Cúa Canh Tân trong lòng chợt lạnh, muốn kéo dài thời gian để sắp xếp lại các ý nghĩ trong đầu một chút, làm thế nào thêm thắt tử để nói. Tối hôm qua đứa cháu đích thân đến nhà, Cúa Canh Tân không thể không ra tay bắt Thiên Thông và Tuyết Hồng. Tuy nhiên, chủ nhiệm Diệp Phàm này, anh ta tạm thời không dám động vào. Mà đứa cháu cũng có nói, đầu bò Diệp Phàm này không làm phiền đến Cúa Canh Tân, bên Lạc Gia sẽ ra tay đánh. Cho nên phó cục Cúa mới quyết định ra tay, bởi theo phân tích của bọn họ, Thiên Thông cùng với cô gái Tuyết Hồng kia cùng lắm chỉ là bạn của Diệp Phàm. Hơn nữa, lúc ấy đã điều tra qua, Thiên Thông và Tuyết Hồng xuất thân bình thường, hai anh em đi xuất thân từ một vùng nông thôn nghèo khó. Gia đình đó không có gì đặc biệt, cho nên tạm thời chưa động tới Diệp Phàm. Dù sao, chức vị của Diệp Phàm thế nào, chính Cúa Canh Tân cũng không dám xem thường động vào Diệp Phàm. Về phần người vai u thịt bắp kia, tạm thời vẫn chưa điều tra ra rốt cuộc là người nào. Đương nhiên chính là Vương Nhân Bàng rồi. Nói nhanh, không kịp nữa rồi. Cục trưởng Ngô thúc giục nói, biết gã này muốn kéo dài thời gian để nghĩ đối sách. Tuy nhiên chủ nhiệm Điền chỉ cho 10 phút. Cúa Canh Tân vừa nghe, đồng thời trong lòng rất sợ hãi. Hơn nữa trong lòng có chút căm tức, thầm nhủ, mình tốt xấu gì cũng là phó cục trưởng thường trực, anh tuy nói là cấp trên. Thế nhưng cũng không thể la dày tôi như tôi tớ được. Lại nghĩ tới lần này là làm việc vì thang đế, cục trưởng Cúa tâm tình đã ổn định rất nhiều. Cố ý trì hoãn một lát. Không thể tưởng tượng cục trưởng đã thật sự nổi giận rồi, hừ nói trong điện thoại. Đồng chí Cúa Canh Tân, tôi đại diện cho tổ chức hỏi anh, phải lập tức trả lời. Bằng không tôi sẽ đệ trình lên cuộc họp đảng ủy điều tra việc này. Cục trưởng Ngô, chút chuyện nhỏ làm gì mà phải giận dữ đến vậy? Anh phải hỏi, đây là quyền lợi của cục trưởng cục thành phố. Nhưng dù sao cũng phải cho tôi sắp xếp lại sự việc một chút có phải hay không. Bằng không tôi báo cáo lung tung cho anh, xảy ra sai sót gì thì làm thế nào. Cúa Canh Tân cũng hơi có vẻ tức giận, vốn dĩ hai người cung không hòa hợp gì, chỉ là bằng mặt chứ không bằng lòng mà thôi. Vẫn là có xu hướng xảy ra tình thế mâu thuẫn. Cục trưởng Ngô biết mình quá vội vàng, tuy nhiên, không vội không được. Mấy câu nói như vậy vòng vo một hồi, hai phút đồng hồ lại trôi qua. Cục trưởng Cúa, nói thật với anh, vừa rồi chủ nhiệm Điền của văn phòng trung ương hỏi tôi, chỉ cho tôi thời gian 10 phút, nếu anh muốn trì hoãn thì cứ hoãn đi, đến lúc đó tôi báo cáo sự thật là được rồi. Cục trưởng Ngô lạnh lùng hừ một tiếng, nghĩ bụng, đè không chết anh, Quách tiểu tử. Điền, chủ nhiệm Điền, được, tôi lập tức báo cáo. Cúa Canh Tân cảm thấy tim mình không chịu thua kém cứ thình thịch nhảy dựng lên, lập tức nói rõ sự tình. Phút cuối cùng còn nhấn mạnh một câu. Cục trưởng Ngô, việc này tôi hoàn toàn làm theo quy tắc. Quy tắc hay không, cái này, hiện nay tôi không dám nói với cậu điều gì cả. Việc này để cấp trên quyết, được rồi, cậu không phải tắt điện thoại, tôi báo cáo với chủ nhiệm Điền một chút. Cục trưởng Ngô tắt điện thoại, lập tức báo cáo với đồng chí Điền Giang. Thế Kiệt à Thế Kiệt, đây là cú đâm rất sâu mà cậu dành cho tôi. Cũng không biết cấp trên có ý gì, trong chóng đo chiều gió này chỉ hướng nào. Tuy nhiên dù đã có người đâm tới chỗ của chủ nhiệm Điền, khẳng định là bắt không đúng người rồi, đồ chết tiệt này, sao tôi lại ngu ngốc ra tay vậy? Cúa Canh Tân mặt nghiêm lại, đi qua đi lại trong phòng, anh ta hối hận muốn đâm vào tường. Phút cuối cùng, cục trưởng Ngô rất cung kính xin chỉ thị nói. Chủ nhiệm Điền. Do tôi làm việc sơ suất, có một số việc xử lý không ổn, xin anh ra chỉ thị. Chỉ thị thì không cần thiết, anh là cục trưởng, phạm vi quản lý rộng, anh cũng bận. Điền Giang nói, sau đó trầm ngâm một lúc nói. Đồng chí Thiên Thông làm việc ở phòng cảnh vệ, chỗ đó không thể thiếu anh ta. Hơn nữa anh phải chú ý công tác bảo mật một chút. Anh cũng là một đảng viên lão thành rồi, tôi tin tưởng anh hiểu chút nguyên tắc này. Điền Giang đặt điện thoại xuống. Anh ta hiểu ý của anh chứ? Khâu Hoa sợ liếc nhìn Điền Giang nói,
chủ yếu là do cục trưởng Ngô phản ứng chậm nửa nhịp, vượt quá thời gian. Chút việc này mà không tìm hiểu rõ được, anh ta còn có thể ngồi vữ không? Điền Giang nói. Hai. Khâu Hoa thở dài, liếc nhìn Điền Giang, nói. Hai con người tính khí quái gở cùng làm việc, sau đây lại rách việc cho mà xem. Tuy nhiên, xuất phát điểm của đồng chí Diệp Phàm là tốt. Nên mặc dù nói tính khí có chút nóng nảy, cái này, phỏng chừng cũng không liên quan gì tới việc thân thủ giỏi của hắn. Hắn có thể tới chỗ của chúng ta, hai chúng ta cũng từng tìm hiểu kỹ lưỡng về hắn. Hắn chưa hề làm việc gì không hợp pháp hợp lý cả, đều là đứng về phía dân. Ha ha, chính là khối tròn bóng này vẫn phải mài mới được. Cũng là vì nhân dân mà làm việc, có những việc không xử lý như này thì có thể xử lý như kia mà, trăm sông đổ về một biển, chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Cần gì phải đối đầu chảy máu phải không? Tuy nhiên, tôi thật sự rất khâm phục dũng khí của anh ta. Có một lần tôi nghe hình như chủ tịch có nhắc tới câu như vậy, rất có ý nghĩa. Điền Giang cười. Có ý nghĩa, có ý nghĩa. Khâu Hoa cũng nói một tiếng, mỉm cười. Cục trưởng Cúa, hai đồng chí Thiên Thông và Tuyết Hồng hiện đang bị giam ở đâu? Cục trưởng Ngô lập tức nối điện thoại với Cúa Canh Tân. Nhà giam Hồ Sơn. Cúa Canh Tân không dám chậm trễ, mấy phút ngắn ngủi, lão già này tưởng chừng như vài năm, có lẽ, mấy phút ngắn ngủi này có thể quyết định, hướng đơ chùa chính mình. Anh làm tốt lắm, một chuyện nhỏ nhặt mà giam người ta vào nhà giam Hồ Sơn. Đó là chỗ giam người như nào, anh còn không rõ sao. Chuyện anh gây ra, tự mình đi mà giải quyết. Tuy nhiên, lập tức thả người, lập tức. Cục trưởng Ngô không nói dài dòng, sau đó còn nói thêm một câu. Tốt nhất, anh đích thân tới đó một chuyến. Được rồi, tôi lập tức đi. Cúa Canh Tân trả lời rõ ràng, lập tức vọt xuống dưới lầu với tốc độ 100 m/h. Kéo chuông cảnh báo, xông thẳng ra ngoài. Đồng chí Thiên Thông, vừa rồi đều là hiểu lầm, giờ đã điều tra rõ ràng rồi, việc này không có liên quan đến đồng chí có thể đi rồi. Bên ngoài nhà giam Hồ Sơn là trại tạm giam. Nơi này tạm giữ những người bị tình nghi trong những vụ án quan trọng. Cho nên trại tạm giam Hồ Sơn đâu cũng là tường đồng vách sắt, muốn ra ngoài, điều đó tưởng chừng như không thể, Cúa Canh Tân mặt hơi đỏ nói với đồng chí Thiên Thông. Em gái Tuyết Hồng của tôi đâu? Thiên Thông lướt mắt nhìn anh ta một cái, lạnh lùng hừ nói. Ngay cách đây không xa, sẽ có người đưa đến. Cúa Canh Tân nói, trong lòng âm thầm kêu khổ, một lúc sau, Tuyết Hồng được hai nữ cảnh sát đỡ tới. Sao lại thế này? Thiên Thông nhìn thấy em gái mình còn phải cần người dìu, trong lòng chấn động, hai tiếng, bá, hai nữ cảnh sát bị anh ta đẩy xuống đất, đỡ cô em gái Tuyết Hồng, hỏi. Bọn họ đánh em, anh xem em mặt mày hốc hác. Trên người còn đau như sắp nứt ra rồi. Tuyết Hồng ngấn đầy nước mắt. Ai làm? Thiên Thông gần như là giống ra tiếng này. Chính là cái tên hung bá tối hôm qua, tên là Tiết Công Tử gì đó. Khi em mới bị bắt vào đã bị tách khỏi anh rồi. Không lâu sau, thằng khốn kia dẫn theo hai người đến đây. Vừa vào đã đá em mấy cái, còn cho em mấy cái bạt tai. Em bị bọn họ dùng súng chỉ vào, bị còng tay ở trên ghế sắt, toàn thân bị đánh sắp nát ra rồi. Tên ác bá kia còn nói phải lột sạch em để cho lúc anh em của anh hưởng thụ. Tuyết Hồng rất chưa từng chịu ức hiếp như vậy. Mẹ nó, ông nói, Tiết Nhị công tử ở đâu? Dẫn đến đây cho tôi. Thiên Thông kia đỏ mắt, hùng hổ chỉ vào Cúa Canh Tân hét lên. Đồng chí Thiên Thông, hiểu lầm, chỉ do hiểu lầm. Cái này. Trong lòng Cúa Canh Tân cứ kêu khổ, khẩn trương nói, muốn ba phải,